đẩy ngồi chứng. Mày đẩy đẩy ngồi tới công chuyện giờ. Hello mọi người. Hello. Lên rồi cả nhà ơi. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. À, coi điện thoại đi tình ơi. Có. Hello mấy chị. Em có lên, em có làm mọi người chờ không vậy? Ly có làm mọi người chờ đợi em hay không? Mọi người có làm chờ đợi em không? Bà nào nói chờ một tiếng đi. Chỉ cần nói câu chờ thôi thì cả trăm cây son đang chờ đợi mấy chị. Nhưng mà có 100 cây thôi, tầm khoảng 100 cây thôi nha. Thì chị nào chỉ cần nói câu chờ thôi, chỉ cần nói ai mà chờ Ly là bữa hôm là Ly về mấy ngàn cây son này nè. Thì bây giờ ở đây bữa hôm chắc hẳn là chị nào cũng có nhận được rồi ha. Thì ở đây Ly còn dư tầm khoảng vài chục á, chắc chưa tới 100 đâu. Chắc chưa tới 100 cây thôi ha. Rồi, anh chốt cho em vài chục trước nha anh. Anh chốt cho em 20 cây trước đi. Chị nào để chữ chờ á, anh coi chị nào mà quý có chia sẻ anh chốt cho em đi, chốt 20 đi. Có tới 80 lần nhưng mà chốt lay gai trước để cho những chị nào vô sau người ta được nữa. Ha. Rồi ok. Anh chủ yếu anh thấy cái lượt chia sẻ nhớ bấm giùm em nha. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ anh bấm từ từ thôi để cho thời gian ta chia sẻ nữa. Rồi ok, Ly có 20 cây á cả nhà. Ly có 20 không phải, Ly có 80 cây. Nè, cái hộp nhiều lắm luôn mà còn nguyên y xì. Cho chị mấy cái hộp son nữa đi cái tiền. Còn y xì nè, nguyên hộp còn y xì nha. Đó, có nghĩa là rất là nhiều luôn, cho chị mấy hộp cho khách coi. Nè. Lót dép chờ có bấm không? Bấm luôn. Lót dép chờ hả? Lót dép chờ bấm luôn. Lót dép chờ bấm luôn mọi người ơi. Rồi ok cả nhà ơi, chữ chờ dùm em nha mọi người nha. Chữ chờ dùm em nha. Gì? Rồi ok, comment cho Ly mã chữ chờ đây, xong đó luôn hả? Tặng luôn hả cưng? Thôi tặng luôn cho khách đi, kệ đi. Chị chơi lớn lắm, không sao đâu. Mặc dù lại ít tiền nhưng mà chịu chơi lắm. Mặc dù lại ít thiệt nhưng mà chịu chơi nè. Bữa hôm á mọi người, bữa hôm cái ngày mà 20 tháng 10 á, cái ngày 20 tháng 10 em có tặng quà cho mọi người đó, ai mà có đơn cái ngày hôm đó đó là được quà đó. Thì ở thì với Ly mua bị dư, mua thà dư chứ không để thiếu mất công mấy chị phàn nàn. Thành ra là em mua bị dư á. Bữa đó em mua 2.000 cây mà đi đơn có 1.500 cây, em còn 500 với có những cái hàng rớt nó rớt lại là cỡ 800 cây đó, còn 800 cây. Rồi ok, chị nào bấm chữ chờ dùm em nha, bấm chữ chờ dùm Ly là Ly chơi tới luôn mấy chị ơi, không nói gì nhiều hết trơn á, là chơi tới luôn đi anh. Trong đây là tới 10 cây một hộp, về 10 cây nè son nè. Trong đây một hộp 10 cây, cái này là tặng đó mọi người chứ không để bán đâu nha. Mọi người nhá. Nè. Đó. Hôm trước 20 tháng 10 em mua xong cái em bị dư lại tầm mấy trăm cây á, thì giờ đây em chốt cho mấy chị nha. Đó, anh Chí sẽ bấm tới khi nào mà hết hàng thì chị nào nhận được tin nhắn chị đó có hàng giùm em nha. Và em để dành lại tầm khoảng, Ly sẽ để dành lại tầm khoảng 200 cây để những trường hợp nào mà trường hợp nào mà mấy chị có lòng quá đó, mấy chị chia sẻ cho em nhiều quá đó mà mấy chị chưa có được tặng á, thì em Ly sẽ hỗ trợ cho chị em vấn đề đó nha. Rồi ok, nhớ dùng Ly nha. Rồi ok cả nhà, mãi chờ mọi người ơi, mãi chờ đó. Bà nào chờ tôi, tự nhiên tôi mới bắt chợt ra, bà nào chờ tôi tặng quà cho nha. Dạ rồi, chờ dùm em nha. Anh cứ bấm đi, anh cứ bấm nha. Anh để dành lại cho em tầm khoảng 100-200 cây thôi. Xong rồi để những chị nào mà có lòng á, cuối live tặng tiếp. Rồi, chị nào có lòng mà chia sẻ cho em nhiều, hoặc là mấy chị mà vô sâu nè, mấy chế mà vô sâu á, là bắt đầu đi tặng tiếp nha. Rồi, ok, mãi chờ giúp em nha cả nhà nha. Mãi yêu Ly, bữa nhận 20 tháng 10 rồi, son xài đẹp lắm em. Bây giờ tặng thêm cho chị nhé, chị chờ em mỗi ngày, trời ơi cứng gì đâu luôn. Tặng cho chế 2 cây luôn, tưởng nói 1 cây. Anh tặng cho chị Kiều Kiều 2 cây cho em đi. Trời ơi, chờ tôi mỗi ngày là tôi thưng lắm luôn á. Tôi thưng lắm luôn á mọi người. Rồi ok nha, mãi chờ nha cả nhà ơi. Rồi ok, anh bấm thoải mái mãi chờ cho em nha. Xong sau đó chừa em lại cỡ 100-200 cây để em nhớ dùng Ly. Hàng này một ngày Ly mấy 1.000+ đơn á cả nhà, thành ra là Ly còn có mấy trăm cây thôi. Thì chị nào nhận được tin nhắn chị đó có hàng dùng Ly nha. Mọi người đừng có buồn Ly, tại vì hàng này là Ly mua, Ly đặt theo số lượng á, là Ly đặt xong rồi Ly muốn mua nữa thì cũng không có hàng để mua nữa đó. Thành
thành ra là số lượng Ly chỉ tặng mấy trăm cây này cho mấy chị thôi nha. Chị nào nhận được tin nhắn là có hàng giùm em ha mọi người ha. Rồi thêm cái nữa nè mấy bà, thêm cái trò chơi nữa nè. Rồi đó, thêm một cái trò chơi nữa cho chị em mình nha. Bà nào thấy cái mắt của Ly lấp la lấp lánh không, ngày nào Ly cũng ngựa lấp la lấp lánh không, thì ở đây hộp này đó, hộp này coi còn bao nhiêu hộp, đếm đi, có bao nhiêu hộp vậy, bán cho khách, bán cho khách cái này 20.000 nha, 20.000 cái này Ly lấy tấm lòng của Ly, tại vì Ly mới vừa tặng son rồi. Cái này là Ly không có thể nào mà tặng được nữa, tại vì vốn của Ly tới gần 60.000 một cái hộp phấn mắt này nha cả nhà ha. Thành ra là Ly bán cho mấy chị 20.000, coi như là lấy được lại được cái gì thì lấy nha. Rồi mã này mọi người comment cho Ly mã phấn mắt giùm em, phấn mắt nha mọi người nha, 20.000 một hộp như thế này giùm Ly. Mọi người thích có kim sa thì mọi người đánh kim sa, thích màu gì thì quất màu đỏ vô cho Ly nhá. Là một hộp như thế này 20.000. Rồi cho Ly con này là mã phấn mắt giùm em nha cả nhà, mã phấn mắt giùm Ly con này. Rồi ok, phấn mắt trước nha, xong lên áo dài luôn mọi người ơi. Rồi phấn mắt trước giùm em. Cái trong đây trên đây hả, áo khoác jean đó mọi người, áo khoác jean nhá, áo khoác jean nhá, có 80,000 cái à, chút xíu nó đi lên luôn cho chị em mình đó, đẹp lắm ha. Rồi cho Ly con này là mã phấn mắt giùm em đi, 20.000 nha mấy chị. 20.000 có bao nhiêu cho anh chiếm chút không? Rồi phấn mắt đi anh ơi, phấn mắt giùm em nha, có 58 cái anh ơi, 58 cái giùm em, 20k nha mọi người. Thấy ngày nào Ly cũng ngượng ngượng không đó, 20.000 nha mọi người. Cái này em bán cho mấy chị như vậy có 50 mấy cái em, 50 mấy cái. Bán vậy là biết Ly không có lời rồi, để bán vui cho cả nhà đó ha. Cái này mọi người ơi, nhớ dùng Ly, chị nào có hộp phấn mắt nhớ dùng Ly, chị nào có hộp phấn mắt và quà tặng nhớ dùng em, mình phải có đơn hàng để em gộp đơn đi luôn cho mình nha mọi người ha. Ok cả nhà. Dạ ok, phấn mắt dùm Ly nha, có 50 mấy cái, xong Ly sẽ lên bộ áo dài Ly đang mặc luôn. Hôm nay hàng đỉnh lắm mọi người, đỉnh dữ lắm luôn, hôm nay hàng rất đỉnh luôn á cả nhà hả. Dạ nhớ dùm Ly, nãy giờ anh Trí đã bấm cái này nè, trên 200 quà tặng rồi, trên 200 quà tặng, và phấn mắt là 50 mấy phấn mắt nữa. Thì chị nào đã có quà tặng, đã có phấn mắt thì gắng cố gắng làm sao mình có đơn hàng để mình dồn vô mình đi luôn nha cả nhà. Nói thật ra luôn á, hàng tặng nhà Ly có đơn Ly kèm vô, tại vì Ly bán một cái giá thành nó quá rẻ cho chị em mình rồi. Cỡ nào cỡ mọi người vô mọi người cũng mua được hàng, em nói thật, cỡ nào cỡ mấy chị vô mấy chị cũng mua được bộ đồ nhà Ly vài chục ngàn nha. Rồi phấn mắt chắc hết rồi phải không em, 20.000 nha. Lên. Chị nào nhận được tin nhắn là có hàng mấy chị vào kiểm tra tin nhắn của em nha. Rồi lên bộ áo dài mọi người ơi, hai size M và size L. Em Ly sẽ mặc cái màu mà ưa chuộng nhất ở đầu line. Thành ra là cố gắng lên dùng Ly nha. Đợt này Ly may bộ này là may lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 gì rồi. Thành ra là số lượng đợt này nó cũng không có nhiều. Cố gắng nha. Rồi, mã Ly đang mặc trên người là mã D1M, D1L dùm em, có 2 size thôi nha cả nhà. Nhưng mà form rất là ok, là form nó không có bé như là hàng hot girl đâu nha cả nhà. Form nhà Ly may cho chị em mình đó là nó eo dưới 72-73 mang cho Ly size M, eo dao động 76-77 mang cho Ly size L là ok ha. Rồi, cho Ly con này là mã D1M, D1L giúp em con này. Nút bọc toàn phần nha cả nhà ơi. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Rồi D1 199.000 giá cũ dùng em anh ơi, đẹp quá mọi người ơi. Nhớ dùng em, bình thường một cái bộ áo dài bình thường á là Ly chỉ bán cho mấy chị 180.000 thôi, đơn sơ đơn giản. Cái này tính thì tiền nút bọc cho Ly thêm 10.000 đồng nữa nè. Đó, hai size M và size L dùng em con này, 199.000 nguyên một bộ luôn giúp Ly nha. Cái quần nè, hả, cái quần và cái áo nè cả nhà ơi. Ok la. D1M và D1L giùm em con này, 199.000 nguyên một bộ cho Ly nha. Đó, mọi người nhớ cố gắng giùm em. Hôm trước nhận son đẹp quá Ly ơi. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị ha. D1 kèm size, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em ạ.
đẹp lắm, tay dài đó mọi người. Bây giờ em kéo cái tay xuống cho mấy chị xem nha. Đó, nếu chị em nào mà thích á, đó, thích mấy chị để tay xuống như vậy cho em cũng rất là ok la nha. Đó, lâu lắm rồi Ly mới nhìn thấy con số này đó cả nhà. Lâu lắm luôn rồi. Kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị. Quá yêu các chị, quá yêu. Rồi cho Ly con này là D1M, D1L, nhiều chuyện nè. Nhiều chuyện nè. Rồi đây một kèm size dùm Ly con này, 199 cành, nguyên một con luôn giúp Ly nha chị em mình. Đẹp quá Ly ơi, bộ này chị mong chờ từ bữa giờ mà chắc nghi bữa nay thấy lượt view cao quá chắc không đặt được. Trời ơi, chị cố gắng chị comment giúp Ly, chị mà viết dài dòng như vậy là mình không có được hàng đó chế nha. Cố gắng lên dùm em. Mình viết, mình có, mình viết nhiều như vậy á làm chút xíu nữa người ta chốt hết xong mà đây một rồi đó. Rồi ok cả nhà, em đang tích cực bấm đơn cho chị em mình nha. Con này nè, nút bọc đi dài xuống, thân trước có xẻ nha mọi người. Thân trước là có xẻ như này. Phơm quần, phơm áo em nói tới công chuyện mọi người ơi. Đẹp lắm luôn á. Ok nha. D1M, D1L dùng ly con này, 199 cành, nguyên một bộ. Cái màu này mấy chị mặc đi chơi Tết cũng đẹp, đi chụp hình cũng đẹp, hoặc là đi ăn cưới cũng đẹp luôn cho Ly. Mà cái kiểu dáng này nó nghiêng về truyền thống nhẹ, kết hợp truyền thống và giữa hiện đại nha cả nhà. Cái con này á, nó kết hợp giữa truyền thống và giữa hiện đại. Đẹp quá mọi người ơi ha. D1M, D1L dùm em con này, 199 cành, quá xuất sắc luôn mấy chị. Dạ, phía sau là áo jean đó mọi người. Rồi đến một chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment nha mấy chị ơi. Các mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em nha. Quá xuất sắc luôn mọi người ha. Cái này mà mọi người thích, kiểu như mọi người thích săn săn nhẹ nhẹ xương xương vậy lên nhìn nó cũng hay á. Em lại thích săn vậy đó, hoặc là mấy chị xả cái tay xuống nhìn cũng đẹp. Cái nút bọc nè mọi người, ở nhà nhìn cho Ly cái nút bọc đẹp ha. Không ha, thân trước xẻ nè. Đ1M, D1L dùm Ly con này, 199 cành nha. Chắc thế rồi anh ơi, có ít lắm. Mỗi size ba mấy hả tì? Rồi, quần jean Ly chưa có, em hết hàng quần jean rồi. Cái này là áo khoác jean đó mọi người. Có 80 mấy ngàn một cái, là đợi Ly xíu nha. Rồi, ok cả nhà. Còn gì bé ơi? Đẹp quá mọi người ơi, thiệt sự rất là nhức nách luôn đó cả nhà. Chưa còn màu nữa nha. Nó có hai màu lận mọi người ơi. Có hai màu lận, còn thêm một màu nữa. Rồi, nè. Mấy chị có tin tưởng cái sự mà cái sự chọn màu của em không? Tin tưởng không? Còn màu nữa. Màu cực kỳ thời thượng luôn. Cái màu này em đảm bảo chị em mình không thời thượng, em không lấy tiền. Nó không phải hoa, mà nó càng không phải hoa văn, không phải bông, không phải hoa, không phải hoa văn. Thấy chị như Lon Châu ơi. Nhưng mà nó rất là thời thượng nha mọi người nhá. Đây, em đảm bảo chị em mình thấy con này là mấy chế nhất cái nách liền cho em cái màu này nha mấy chế. Đẹp chưa? D2M, D2L dùm Ly con này nhá mọi người. Đẹp quá cái màu. Quá là thời thượng luôn mọi người ơi. Cái màu không có thể nào chối từ được. Rất là sang. D2 kèm size dùm Ly con này, 199.000 một bộ giúp Ly. Cái màu quá sang, em nói rồi. Cái màu này thời thượng cực kỳ. Nó chẳng phải hoa nhí, mà chẳng phải hoa to, chẳng phải hoa văn luôn. Đó, mà cái màu của nó nè, đỉnh của chớp mọi người ơi. Cái quần là mọi người. D2M, D2L dùm Ly con này. Ly cao 1m58 mà Ly mặc dài lắm nha mọi người. Nên là cả nhà không phải lo nhá. Cả nhà không phải lo nhá. Dạ, D2 kèm size dùm Ly. Eo ơi, trời cái màu nè, bé ơi là bé. D1 hết, mấy chị qua D2 mấy chị. Qua D2 dùm em nha cả nhà. D1 hết hàng ạ. Rồi, ok cả nhà. Chị nào nhận được tin nhắn là có hàng mấy chị vào kiểm tra tin nhắn giùm em nha. Cực kỳ. Trời ơi, nó đẹp nè bé trẻ.
nó rất rất là đẹp luôn cái màu này. Em nói rồi, chẳng phải hoa, chẳng phải hoa văn, mà cái màu này quá sang luôn mọi người ơi ha. Trắng đi quần đen giùm em nha, trắng đi quần đen cho Ly. Trời, chị nào có D1 cũng lấy thêm D2 bấm đẹp thêm quá. Mấy chị nào thêm bấm thêm dùm Ly nha. D2 kèm size ML dùm em con này. Có 2 size thôi, có 2 size thôi. Mà cái này có ít hơn cưng. Mỗi size có 25 cái thôi nha. D2, sorry mọi người ha. Mọi người thích thì hôm nào Ly sẽ may thêm, may lại cho. Tại vì em lời ít quá, Ly không có đặt số lượng nhiều đâu cả nhà. Mỗi size mấy chục à. Rồi ok cả nhà, D2 nhớ mọi người. Cái màu đẹp quá mọi người ơi. Nói rồi nha, nhìn cái màu quá thời thượng. Em nói thật, bộ áo dài nhìn cái màu này quá thời thượng. Mọi người thấy có ai đi cái tông áo dài màu này chưa? Chưa. Không đụng hàng, nhưng mà không đụng hàng theo kiểu là sang, chảnh, đẹp nha mọi người nhá. Rồi D2 kèm size dùm em con này. Dạ, 199 cành D2 à. Còn đúng màu D2 thôi nha mọi người. Ly còn đúng một màu D2 thôi nhá. Nè, D1 là màu đỏ. Màu đỏ thì bữa giờ mấy chị mua rất là nhiều rồi đúng không? Đó, bây giờ em Ly chơi tông này cho chị em mình là mấy chị khỏi chạy đi đâu hết. Em chơi tông này cho mấy chế là mấy chế khỏi chạy đi đâu hết. Nhất cái nách luôn nha chị em mình. Rồi chơi Ly con này là D2 kèm xay nha cả nhà. D2M, D2L dùng Ly con này. 199 cành. Tối công chuyện mọi người, đẹp quá. Ly thiết kế áo dài đẹp quá mà thấy không có lên liên tục. Dạ đúng rồi chị, phải đợi người ta may và duyệt mẫu, duyệt form rất kỹ mới lên được hàng á mọi người. Nhiều khi á, em quăng cái hình đó, em chỉnh sửa. Có khi duyệt mẫu cả tháng chưa có may nữa, chưa cắt được nữa. Tại vì duyệt rất là lâu luôn á mọi người. Còn những cái mẫu này Ly may lại thì nó nhanh nè. Thí dụ là Ly duyệt rồi, Ly bán qua một lần rồi, Ly may lại thì nó nhanh ha. Rồi em chỉ còn D2 nha cả nhà. Còn 4 cái thôi á. Em chưa mặc vô luôn á. Đẹp dữ lắm, màu quá thời thượng. Trời đất ơi, cái màu này mới chế. Em nói thật, em muốn may thêm lại màu này quá, nhưng mà em sợ hết vải nè. Tại vì thường thường vải măng gồ á, là người ta về á, là người ta về theo cây. Ví dụ lần đó cái xưởng cái chỗ đó, chỗ bán vải, người ta về lần chục cây. Cái chục cây đó người ta lại bóc hết rồi thì em sợ không còn nữa. D2 nhá, đẹp quá, màu quá đẹp luôn mọi người ơi. Quần đen giùm Ly nhá. Tay nè. Ok là. Rồi chị nào có thêm thì bấm thêm giùm em nha mấy chị ơi. Rồi ok cả nhà, còn duy nhất một mẫu. Chị Phạm Tuyền ơi, là chị đấy D2ML luôn hay sao ạ? D2 hay size ML mọi người ạ. Quá xuất sắc luôn mấy chế ơi. Quá là xuất sắc nha. Đẹp quá mấy tiền ơi. Không có thể hình dung nào được á. Không thể nào hình dung được cái mẫu này luôn á mọi người. Dạ có thiết kế không em? Dạ có chị, xong này em lên bộ thiết kế cho mấy chế nè. Rồi chơi Ly con này là D2 nha mọi người. D2 kèm size giúp Ly con này. 199 cành. Rồi chắc hết hàng không anh? Có 25 mà. Đẹp quá, em lười á, tại vì hết ít hàng quá. Hết hàng luôn rồi. Lười mặc vô. Cái quần nè. 14 cái mà. Rồi, ok. Màu quá đẹp. Em nói là thời thượng cực kỳ. Nha mấy ché. Mấy ché ơi, mấy ché. Dạ. Rồi ok mọi người. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Rồi hết hàng luôn. Rồi hết hàng rồi mọi người. Lên gì cho khách nữa nè bé ơi. Cho chị bộ thiết kế đi. Chị đi mặc bộ thiết kế trong cái thời gian mở lại bộ thiết kế. Chị muốn lên cái bộ mà đó, cái này phải không? Trời nó đẹp bé ơi bé. Ủa cái vải. Thật sự ngày từ ngày xưa giờ mà bán đồ ngủ á mọi người. Từ ngày xưa giờ Ly bán đồ ngủ á, em thấy cái lô này là nó đẹp nhất á. Đẹp nhất luôn, đẹp y như hàng dạng như hàng thiết kế của mấy cái công ty người ta ra đó. Nè, mọi người nhìn cho Ly cái bộ đồ. Cái vải nó đỉnh dữ lắm luôn mà mấy Ly nó bán có 60 mấy ngàn một bộ như vậy. Em nói thật sự luôn á mọi người ơi, em không biết cái câu gì mà để diễn tả. 60-62 cân đổ về mặt vừa giùm Ly con này nha. Bộ này Ly bán cho chị em mình chỉ có 69 ngàn. Thiệt sự lấy hết tấm lòng này bán cho chị em mình luôn rồi đó. 69 nghìn đồng á. Vải nè, form rất đẹp luôn mà vải cực kỳ xuất sắc. Thật sự mọi người chưa có bao giờ mà nghe Ly nói câu đó đâu ha. Ly chỉ nói là cái vải đó đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Nhưng mà xác định lần này là một cái lô hàng mà đồ ngủ. Từ xưa giờ Ly nhập được cái lô này là
cái vải nó rất là ok, rất là đẹp luôn á. Mã số 1 giùm em nha. Mã 1 giùm em 69.000 cho khách đi anh. Thật sự bán bộ đồ rất là tự tin luôn mọi người. Nó đẹp lắm mấy chế ơi. Comment cho đây con này là mã 1 giùm em 69.000 đồng bộ đồ này. Quá đẹp luôn á mọi người. 60-62 cân đổ về giùm em con này. Rồi mã này mọi người comment cho đây con này là mã 1 nha mấy chị. Mã số 1 giùm đây con này, đẹp không? Tới công chuyện không cả nhà. Rồi ok, mã 1 giùm em. Bộ đang mặc em hết hàng rồi. Chuẩn bị em qua sản phẩm mới nha. Rồi mã 1 giùm em 55 55 bộ. Ở 51 bộ. 51 bộ. Rồi cho lên mã 1 nha. Đẹp giả mang đẹp 69.000 rồi mấy chế ơi. Đúng đỉnh luôn mọi người. Thật sự đúng là đỉnh luôn á. Nha. Rồi cho lên con này là mã số 1 giùm em nha mọi người nha. Mã 1 giùm ly. Đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người mua bộ đồ này em nói thật luôn á. Em đảm bảo lần sau mọi người sẽ tìm nữa nha. Cũng không có nhiều đâu, có 50 bộ à. Không có nhiều đâu, có 50 bộ à. 69.000 mã 1. Vải rất là sướng luôn. Rồi, ok. 32 cái thôi nè. Có 32 em tưởng 50 đó nha. Mà cuối cùng có 32 bộ thôi á cả nhà. Rồi, em lên bộ này cho mấy chị nha. Xuất sắc, em đi thay mẫu nha, đợi em xí nha. Rồi, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại nè, Võ Kim Hoàng lên số điện thoại giùm em ạ. Bộ này là khỏi tàn. Bộ này là em ấp ủ từ bữa giờ luôn. Lâu lắm rồi mới có hàng. Bộ này em ấp ủ từ bữa tới bây giờ rồi. Mới có được hàng đó mọi người. Dạ, chốt xuống màu đen nha. Mã này em ly bán cho cả cha con này. Giá dễ thương tình cảm nè. Nói giá cái gì hết hồn luôn. Nè. Nè ha. Trời ơi, cái form nó đẹp lắm mọi người ơi. Rồi D3 kèm xanh. D3 đúng không em? D3M, D3L, D3XL đúng không? D3 kèm size giùm em, mã này Ly có size XL luôn nha cả nhà. Mã này với Ly có size XL luôn giúp em. Đây, hắt cái tóc ra cho mọi người coi kỹ cái form nha. Rồi, tại vì em quen cái tông mà săn tay áo luôn đó cả nhà. 3 size ML XL giùm em. 189 cành. Cho Ly con này là D2, D3 kèm size.
D3M, D3L hoặc D3XL giùm em, hàng double 2-3 lớp mọi người ơi, nó xịn lắm nha. Rồi D3 kèm size đi em, MLXL giùm em. Rồi cực kỳ đẹp luôn á cả nhà. Rồi cho ly con này là D3 nha cả nhà, nút là nút bọc toàn phần tay phối tơ nha cả nhà ơi, tơ đảm bảo với chị em mình mặc sẽ không ngứa nha, em test rất là kỹ rồi, nên là mặc sẽ không ngứa nha chị em mình. D3M, D3L hoặc D3XL dùm em con này, 189 cành, vui vẻ. Bà Ly bán cái đồ vui vẻ quá, chút xíu nữa dạ tặng cho chị hả? Dạ chị đợi em xíu á, em còn cỡ trăm mấy cây, chút xíu em tặng cho. Rồi D3M, D3L, D3XL dùm em. Cái quần này là quần ống rộng nha mọi người, quần của nó là quần ống suông rộng dùm em, nút là nút bọc toàn phần tay áo nè, thiệt sự luôn, mặc bộ đồ 180 mấy ngàn mọi người ơi, đảm bảo với cả nhà. Ly vải là vải xịn nhất cho mấy chị đó, chứ không phải là vải tàu lao bí đao mà mặc nóng đâu nha. D3 kèm size giùm em con này, quá xuất sắc luôn mấy chế ơi. Rồi mấy chế hỗ trợ mỗi một chị cho em xin một share livestream và tương tác và like nha chị em mình, đẹp ha. Rồi D3 đi ạ, D3 kèm size giùm Ly con này. Còn gì màu đen đẹp quá mọi chị ơi, màu đen đẹp ha. Con này á, khi mà Ly làm con này á là Ly làm cổ dạng như cổ hơi tim nhẹ một chút xíu nha mọi người, cái cổ của nó hơi tim đã tim nhẹ nhẹ một chút xíu như này giùm em. Cái quần nè ok la, D3 kèm size giùm Ly con này nha cả nhà. D3M, D3L, D3XL giá 189 cành, vui vẻ ha, đẹp ha. Cái quần quá đẹp luôn mấy chế ơi, đi cái phong quần cho mấy chị em là tới công chuyện nè ha, à, phong quần rất là đẹp luôn á. Rồi ok cả nhà, eo 70-72 đổ về mang cho Ly size M, eo 75-76 mang cho Ly size L và eo 78-79 dao động 80 mang cho Ly size XL nha cả nhà nhá. Rồi ok mấy tình yêu, hết chưa cưng, sắp hết rồi đó, chọn nhanh như một cơn gió vậy. Nè cho mấy chị coi cái phong quần nhá, đá xuống cho mấy chị coi cái phong quần nhá. Con quần đó rất đẹp luôn mọi người. Khi mà em bỏ cái ấy xuống á, đó. Cả nhà nhìn cho Ly cái con quần này, đẹp không? D3 kèm size, D3 kèm size giùm em con này. 189 cành đó cả nhà, đẹp không? Em mà bỏ cái camera xuống thì thấy cái giò em nó lùn tịt à. Em mà chúi cái camera xuống thì thấy cái chân em nó lùn. Bộ đẹp lắm mọi người ơi. Khỏi phải bàn nhá, D3 kèm size 189.000 con này dùm lên, đẹp xuất sắc luôn á mọi người. Ok mấy chế mình cố gắng nha mấy chị, cố gắng lên dùm em. Rồi D3 đi ạ, eo dưới 72 mang cho Ly size M, eo 75-76 mang cho Ly size L, eo 78-79 dao động 80 mang cho Ly size XL nha cả nhà, ba size dùm em con này. Ok mọi người, ok nhá, đẹp quá nè. Phía sau là cả nhà, tại vì do em hơi ốm á, em hơi ốm cái mặt em kẹp eo chút xíu ha. 11 M 8 nè, em mặc size S, em mặc hơi rộng so với size M 8. Rồi D3 M L XL giùm em, còn màu gì bây giờ? Xanh đi, với trắng đẹp. Cái cổ áo đẹp không cả nhà? Mẫu này á, em ấp ủ lâu luôn rồi mới ra được hàng á, chỉnh tới chỉnh lui tại vì cái cổ này nó hơi khó nè cả nhà. Cổ này nếu mà nó xa ra cũng không đẹp, mà nó khít quá cũng không đẹp, thành ra là em phải cho nó vừa tầm như vậy nè. Đó, ha. Rồi, D2 kèm size giùm em con. D3 kèm size. D3M, D3L, D3XL giùm em con này. Quá xuất sắc mọi người ơi. À, hết hàng chưa cưng? D3 kèm size nha. Rồi, cách mới đặt hàng kèm số điện thoại ạ. Em còn XL nha mọi người, Ly còn size XL thôi nha cả nhà, em còn size XL thôi. Đây, bộ đồ này em nói thật, em tâm đắc từ tối qua tới giờ em về hàng mà em nói thật luôn á. Em lấy nó ra em ngắm nghĩ em sờ hoài luôn á. Vải rất đẹp mọi người ơi, vải rất là đẹp. 69 ngàn cho Ly mã số 2 con này. Mã số 2 nha cả nhà, mã số 2 đẹp lắm, có một cục gì thôi à. Hàng này không có nhiều đâu, hàng này mà mấy chị mua trong mấy cái shop mà dạng như bán đồ ngủ thiết kế á,
không dưới 200 ngàn, đảm bảo 100%. Vải này, phơm này, vải rất là xịn, phơm rất là to. Về hàng tối qua mà em lấy em sờ miết à, ghiền thích, mê lắm mọi người, đam mê lắm, em đam mê nghề lắm mấy chế thôi nha. Lấy được lô nào thích thích là tối lấy ra sờ hoài. Rồi chơi lên con này là mã số 2 dùm em, con này mã 2 có ít nha anh ơi, 2, 4, 6 k, 6 bộ thôi à, mã số 2 em có 6 bộ thôi à. Rồi mã số 3 nè mọi người. Ôi trời đất ơi, chịu đời gì thấu luôn á, không có chịu đời nào thấu hết trơn á. Mọi người nhìn được cái form là mọi người ơi. Rồi chơi lên con này số 3 dùm em. Dạ số 2 em hết hàng. Mọi người comment cho Ly con này là số 3 nha. Mã 3 dùm Ly con này. Thiệt á, bán bộ đồ cho mấy chị em nói thật luôn á, lấy tiếng thơm cả đời luôn á trời. Thiệt sự, bộ đồ 69 ngàn. Vải rất là xuống luôn mọi người, vải rất là đã nha. Nè, vải nè, mã này mấy chép cho Ly con này là số 3. Dạ ok mọi người, form bự đã, cực kỳ đã luôn. Dạ số 2 em Ly hết hàng, chuyển qua số 3 dùm em nha. Số 3 cũng có ít rồi, mấy bộ rồi cả nhà ơi. Gắng cố gắng dùm em. Bộ chị đang mặc còn không? 7 cái size rồi. Mã Ly đang mặc dạ còn màu chị, còn màu chứ. Một mã đồ á là Ly may màu chầm khoảng 2 màu, 3 màu á chứ không phải may một màu đâu ha. Gắng cố gắng lên dùm Ly. Mã này mã bán chị quên rồi bé. Mã 3 hả? Trời đẹp lắm. Bạn mê. Nhiều màu lắm mà mỗi màu nó có ít mọi người ơi. Nhiều màu mà mỗi màu nó có ít 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 vậy nè. Mã số 3 dùng Ly nha. Mua bộ đồ 6 mấy ngàn, đáng đồng tiền dữ lắm luôn. Hàng này mấy chị vô trong shop bán những cái đồ ngủ thiết kế rồi á. Em đảm bảo giá không dưới 200 ngàn đâu. Vải này, phơm này nha. Rồi chơi Ly con này là mã 3 dùm em. Mã 3 dùm em con này. Em đi thay mẫu nha mọi người nha, đợi em xí nha. Bộ màu đen còn mấy cái size L đúng không? Còn lấy đeo không? Chị nào đang ở đây đang mặc size XL comment cho Ly mã này nha. Em có mấy còn mấy cái size XL. Ở bà nào mà tôi giận quá, tôi mà bị ứ size XL lại là mới mốt nghỉ làm size XL luôn. 189 ngàn. Một bộ đồ giống Ly đang mặc trên người đó là D3XL. Em còn 7 cái size L và em đi thay bộ mẫu luôn nha cả nhà. D3 size XL. Bộ này là bộ mã số 3 thôi. Mã 3 thôi là giá 69 ngàn bộ này. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Em nói thiệt luôn. Về mấy chị nhiều sờ cái chất thôi. Sờ cái chất thôi. À thấy ghiền rồi đó. Mê liền luôn. Rồi, mã số 3 nha. Còn bộ đang mặc trên người là D3. Em còn XL mọi người ơi. XL L7879 giùm em. XL L7879 cho Ly nha. Nhanh chóng giùm em nha. Rồi D3 em còn size XL thôi mấy chị ơi. Đó cái eo giùm em đi. L80 á, L78-80. Dạ mấy mã 1 mà 233 hả? Tạm thời á, gắng cố gắng giùm Ly nha. Chút xíu nữa còn màu khác thì em lên chốt cho. Do là hàng đó không có nhiều á, mọi người thông cảm giùm Ly nhé. Mọi người. Trời bộ đồ 69 ngàn. D3 nữa. Gì? D3 nữa. Mã 3 còn một cái.
chạy lắm. Vậy đã không? Thì có hàng hồi tối qua hàng về với tiền chị sờ chị lem ra chị măng mo chị sờ hoài luôn á, chị vải nó đã nó xuống lắm. Đây giấy này không đắt luôn, giấy này bao đắt luôn. Đắt lắm mấy cùng đến đạn. Đến đạn. Rồi chuẩn bị D4 đi tình yêu ơi. D4 kèm say. Trời đất ơi sao tao mơ cái màu xanh này quá trời. Nhất là màu xanh là màu phối trắng lên nó tối công chuyện. Xanh này mà phối trắng vô nó tối quá mọi người ơi. D4 kèm say. D4M, D4L, D4XL 189 cành con này dùm ly. Quá là dễ thương đáng yêu nha. Rồi D4M, D4L, D4XL giùm em. L70-72 mang cho ly size M, L75-76 mang cho ly size L và L78-79 dao động 80 mang cho ly size XL. Vải này thì nó có phần nha, có phần là nó dẻo giống như là dạng nhẹ một chút xíu, nó rất là dễ chịu luôn. Cái vải này cực kỳ dễ chịu nha mọi người nhá. Rồi mã này mấy chế comment cho ly con này là D4 kèm size. Đẹp quá mấy ơi, nói gì nữa, rất là đẹp nha mấy chị nha. Đó không ok cả nha. D4 kèm size giùm ly con này, 189 cành cho ly. Trời ơi xinh quá. Dạ em còn D4 thôi nha cả nha, chỉ còn D4 thôi nha. Cái này là màu xanh mà phối trắng lên, tôi nói tới mọi người quá là tới luôn, thì rất đẹp luôn. Tại sao mà có thể lên bộ đồ nó dễ thương như vậy. Dạ D2M, D2L và D2 D4 kèm size. D4 kèm size nha, tao nhìn đâu tao đọc D2 vậy trời. Cái quần nhà Ly là em Ly chơi rất là thời thượng luôn. Em làm nhắn Ly sẵn cho mấy chị đó. Do là em mặc size S, em mặc rộng nè mấy chị. Em mặc size S nên là cái quần em mặc sẽ hơi rộng á, nó hơi tụt chút xíu. Đó, ha. À, ok mấy chế mình. Bộ mã 3 còn không Ly, hết hàng luôn rồi chứ ơi, đợi em xíu đi. Còn màu tôi không à, màu tôi không à, yên tâm nha, hôm nay hàng tới công chuyện mọi người ơi. Hôm nay hàng là tới công chuyện. Mã Ly ra mặt trên người là D4 kèm size ML XL giùm em con này. Mưa ta. Mưa lên đi ai buồn đi. Rồi ok cả nha. D4 kèm size dùng em con này, 189 cành, quá tuyệt vời mặt trăng. Tuyệt vời lắm nha mọi người nhá. Màu này mà phối trắng tôi nói đúng bài mấy chứ ơi. Màu này mà phối trắng là đúng bài rồi. Mướt mát quá. Nhìn cái màu mướt mát quá, phối trắng nữa, trời đất ơi nó đẹp mọi người ơi. Em mặc có vẻ là cái quần ấy hơi tụt chút xíu, mọi người thông cảm giùm lên. Đó. Rồi ok cả nhà, D4 nha. Ở ngoài sau là áo khoác jean đó mọi người, áo khoác jean. Chút xíu em lên luôn. D4M, D4L, D4XL giùm em con này, 189 cành. Quá đã cuộc đời. D4 á mọi người, D4 còn màu nữa, còn màu nữa đợi em xíu. Chốt trước màu này đi. Màu này là phối nó phối nổi lên. Màu này là phối nổi lên, tại vì cái màu này á là Ly không có thể nào mà phối nó cùng tông được nha. Đẹp quá. Xinh quá. Còn một cái size M. Dạ, gắng cố gắng mấy chị ơi, hôm nay hàng đã lắm mọi người ơi. Dạ. Đẹp ha. Còn một màu thằng thánh nữa, màu đúng chuẩn tao bao luôn. Rồi ok, D4 nha cả nha. D4M, D4L, D4XL giùm em mã đi ra mặt trên người. Tay con áo nè. Rồi cố gắng xe ra trưa giùm Ly nha cả nhà. Đẹp không? Mẫu hơi bị đẹp luôn mọi người. Còn XL, ML hết hàng. Em còn XL mọi người ơi, Ly còn XL nha.
D4XL xe live stream giùm em lên mã số 3 nha. Bỏ số 4 nha. Lên mã số 4 nha. Lên mã 4 nha. À, cố gắng lên mọi người ơi. D4 nha. D4 em còn XL đó mọi người. D4 đi còn XL nha. Trời đất ơi, chỉ lên cái màu gì cho nó sức quỷ nhập thần coi. Ôi, tình ơi. Em có cái tật vậy nè mấy chị. Cái nào mà em thích em sẽ lên trước tiên. Đó. Cái nào mà Ly thích Ly sẽ lên trước tiên, đầu tiên luôn á. Đó. Bộ đồ này em nói thật, một bà quốc cả chục bộ cũng thấy nó xứng đáng luôn mấy chị ơi. Thật sự. Tại vì hàng này không bao giờ mà người ta sale giá này đâu. Mua để dành Tết, khỏi mua đồ ngủ cũng được nữa mọi người. Thật sự. Rất là xịn, form to, cực kỳ to như thế này nha. Mã này mấy chép comment cho Ly, con này là mã số 4 giùm em. 4 thôi nha. Sao nó trùng trùng lập vậy. Rồi cho Ly con này là mã 4 giùm Ly nha. Nè nhìn cái quần nè, 60-62 cân đủ về. Vô tư giùm em luôn. Vô tư nha. Rồi cho Ly số 4 giùm em, 69.000 đồng tiền Việt Nam. Ok la mọi người ơi. Đẹp quá đây. Rất là đẹp luôn trời. Mình bộ đồ 69.000 nè. Có khác gì hàng người ta 200 mấy không mọi người? Có khác gì hàng của người ta 200 mấy chục ngàn không? Vải rất là mê nha mọi người, cái màu quá đẹp luôn. 69.000 mã số 4 nha mấy chị ơi. Dạ mã 4 nha, màu quá đẹp luôn, thích màu nào lên màu đó trước nè. Rồi ok, mã này mọi người comment cho Ly, con này là mã số 4 giùm Ly nha. Mã chị đang mặc còn hàng không? Rồi ok, mã số 4 giùm em. Ok mấy trẻ mình. Dạ ok le. Hết giấy hết giấy đợi em tẹo. Rồi ok cả nhà, xe live stream giùm mấy Ly nha cả nhà ơi. Mã 4 giùm mấy Ly con này, đẹp xuất sắc luôn mấy trẻ ơi. Mấy trẻ ơi, quá là đẹp luôn mấy trẻ. Rồi cho Ly con này là mã số 4 giùm em nha cả nhà. Ok mọi người, đẹp ha. Cái bộ này phải bán cho mấy chị 120 ngàn á, mấy nó mới đã, nó mới xứng tầm. Em nói thật luôn á, em bán có 60 mấy ngàn vải rất là đỉnh luôn á cả nhà. Rồi cho Ly số 4 giùm em nha. Mã này mọi người cứ comment 4 anh chị bấm nhanh gọn lẹ cho mình nha. Rồi ok cả nhà, mã số 4 giùm Ly. Đẹp quá à. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi, rất là tâm đắc luôn á, rất là tâm đắc. Cái mã này tay của nó là tay dạng như tay cánh dơi nha mấy chị, chứ không phải là cái tay thường thường giống như ngày xưa đâu nha. Hàng này là dạng như nó thuộc dạng là đồ ngủ thiết kế rồi. Nó thuộc dạng là đồ ngủ thiết kế rồi, chứ nó không có còn gọi là đồ ngủ bình thường giống như ở chợ bán nữa. Nó là đồ ngủ thiết kế đó cả nhà. Vải form rất là đỉnh luôn. Con này là tay của nó như vậy nè, tay cánh dơi á. Mặc vô rất là sang, rộng, nhẹ, thoải mái. Rồi số 4 giùm em con này, 69 cành hoa, 69.000 đồng tiền Việt Nam. Rồi số 4 nha mọi người. Rồi số 4 giùm em còn mấy cái nữa em hết hàng, mã 4 nha. Mã 4 giùm Ly. Ok là. Đẹp quá mấy chị ơi. Quá mấy chép. Dạ bộ đồ đang mặc hết hàng rồi, còn XL hả? Rồi còn mấy cái XL đó mọi người ạ. Em Ly còn mấy cái XL thôi nhá. Rồi khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Ok. Đẹp không? Mã Ly đang mặc trên người là D4 kèm size 189.000 quý vị ơi. 189 cành. Mã Ly đang mặc trên người đó là D4XL giùm em nha. D4 kèm size XL giùm Ly. Giá của nó là 189 cành. Mã Ly đang mặc trên người là D4XL. XL L789 giùm Ly nha chị Linh Phan. XL L7879 giùm em nha. Rồi ok, tốc độ luôn giùm em con này là D4XL giùm em. D4XL nha cả nhà. Quá đỉnh chốt luôn. Cái bộ sách mắt để đâu ở tiền họ. D4 kèm size XL cả nhà. Dạ D4 hết hàng rồi, em còn D5 đợi em xíu em đi mặc nha.
Ok mấy bà, mã Ly đang mặc trên người đây, D4 em hết tất cả màu, em chỉ còn size XL nha mọi người. Ly chỉ còn size XL nha. Rồi ok, D4 XL. Mấy chị vào kiểm tra tin nhắn mấy chị à? Nhận được tin nhắn là có hàng nha. Cái 4M em hết à? Ngọc Trang ơi, số 4 có rồi đó chị ơi, vào kiểm tra tin nhắn nha. Dạ Vân Nguyên ơi, chị có D3M, chị lấy thêm D4 XL hay sao chị Vân Nguyên? D3 em thấy chị chốt size M nha. Cái màu trắng siêu thời thượng rồi. Thật sự á, thích màu này nhất luôn á. Màu này tuyệt vời sang luôn. Cái tay của nó phổi nè mọi chị, nguyên con màu trắng cho mọi em. Thật sự á, năm nay hết màu trắng, dã man hết luôn á mọi người. Rồi mã này mọi người cho Ly con này D5 kèm size giùm em. D5M, D5L, D5XL và nó hết tất cả màu rồi. Còn duy nhất màu này là cuối cùng là em ly like sau cùng cho chị em mình đó nha. Rồi, đúng như mong đợi của em đang thích màu trắng. Dạ, thích là rồi, chốt nha. Đây D5 đi ạ. D4, D3, D4 lấy thêm D5 bấm thêm giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy thêm D5 thì comment cho Ly thêm D5 giùm em. Rồi, chốt. D5M, D5L, D5XL, 3 size giùm em con này nha cả nhà. Màu quá đẹp luôn mấy chị ơi, cực kỳ xuất sắc luôn nha cả nhà, đúng như mong đợi của các chị nè. Con này là đúng hình mẫu bên tao bao luôn á cả nhà, màu trắng nguyên một con giùm em. Rồi cho Ly con này là D5 MLXL giùm em, 3 size giùm Ly con này. Quá đỉnh luôn á mọi người, màu này đẹp quá mọi người ơi. Ok cả nhà. Rồi D5 đi ạ. D5 M, D5 L, D5 XL giùm em. Chị nào có lấy thêm thì bấm thêm giùm em nha. Ok mọi người, sóng này em sẽ lên cái gì ta? Sóng này Ly sẽ lên một cái áo khoác zin cho chị em mình. Và áo dài hết rồi mọi người ơi, áo dài Ly hết rồi. Ok cả nhà, màu này là màu cuối cùng của đồ này dùng em, đó là D5 nha mọi người nha. D5 3 size MLXL dùng Ly con này, đỉnh của chớp mọi người ơi. Nó đẹp mấy chế ơi. Ok cả nhà, D5 kèm size, D5 kèm size dùng Ly. Quá đẹp luôn á, phải vàng. Dạ cái áo khoác trên đây đợi em xíu nha. Áo khoác trên đây đợi Ly xíu, Ly tới liền cho chị em mình. Màu này quá thời thượng luôn rồi, thiệt sự. Làm gì làm em vẫn thích trắng và đen nha. Làm gì làm trong các màu luôn, em Ly vẫn thích trắng và đen nhiều hơn, nhỉnh hơn so với những màu khác. Tại vì riêng cái hai cái màu này á, là mấy chị mặc kiểu gì cũng đẹp, mặc dịp gì cũng đẹp. Chẳng hạn như màu trắng này mấy chị có thể đi ăn tiệc cưới hay là đi sinh nhật rồi này nọ nè. Đó, đeo cái túi đơn giản vậy thôi, đi ăn sinh nhật là tao nói đủ sang rồi mấy chị. Đúng không? À. Rồi mã Ly ra mặt trên người là D5 nha cả nhà. Màu cuối cùng của nó là em thấy nè. Màu này là màu cuối cùng giúp Ly nha cả nhà ơi. Trời đất ơi. D5 kèm size. D5 3 size MLXL giùm em con này. Đồ quá đã luôn mọi người ơi. D5 đi ạ. D5 kèm size.
Rồi, cho chị cái quần đùi đi. Bé, chút xíu chị mặc cái này. Em có cái này đẹp lắm, rẻ chán luôn. Em có cái này rất đẹp, mọi người share like cho Ly nha. Em chốt mã xong đợi mã D5 bắt đầu em lên hàng siêu đỉnh cho cả nhà. Ha. Rồi, ok mấy chị mình. Còn đúng màu thôi nha cả nhà. Dạ D5 màu trắng đẹp quá mọi người. Cái form á, mọi người nhìn cho Ly cái form á, cái form rất là duyên luôn nha. Cái form rất là có duyên. Cái form rất là có duyên luôn. Vâng ạ. Đẹp ha. Mọi người có thể săn tay hoặc là mọi người có thể xả tay xuống săn tay cũng được, nhưng mà em quen cái vấn đề săn tay, mọi người thông cảm giùm Ly nhé. Ly quen cái vấn đề săn tay rồi á. Dạ. Con này là D5 đó mọi người. Con này là mã D5 giùm em nhé. Đẹp quá mọi người ơi. Xuất sắc cực kỳ, xuất sắc mấy chị. Xuất sắc cực kỳ luôn nha mọi người nhé. Rồi D5 kèm tay ạ. D5M, D5L hoặc D5XL. Rồi. D5 kèm tay, đẹp quá. Đẹp lắm, màu trắng mấy chị yên tâm. Thật sự nếu mà trừ việc là mấy chị trong tủ đồ mọi người màu trắng đã quá nhiều thì mọi người nên suy nghĩ lại. Còn trong tủ đồ mình mà ít có màu trắng thì nên chọn màu này cho em. Tại vì em thấy là trong ba màu, màu này là nó sang nhất. Nó sang nhất, mọi người công nhận với em không? Mọi người đi mặc đi những cái tiệc sinh nhật đầy tháng thôi nôi, đi quẩy buổi tối nhìn nó cũng sang chảnh đó mọi người ha. Ok cả nhà. D5 nhé. Con này của Ly đang mặc trên người là D5 kèm size. D3 XL màu đen. 189.000 con này. Trời đất ơi, giá quá đẹp. Cái giá quá đẹp cho mấy chế mình nha. Cái giá quá đẹp tuyệt vời mặt trăng. Dạ hết rồi mọi người ơi, mã này em hết hàng rồi đó. Em còn có chỉ một cái mã này em like sau cùng á, là nó còn là size MLXL nha. Rồi, D2 kèm size. Có lấy thêm thì bọn quên để bộ nha mấy chị ơi. Ê, hả? Còn L với tay hết M hết cân, hết size M nha. Nhanh như một cơn gió vậy á. D2 em còn size XL và XL. D5 chứ. D5 nhá. Bà Ly đọc mã hay bị lộn chứ bây giờ em lo nhiều thứ quá, em lo nhiều thứ quá, xin lo nổi với chị là lúc cũng cho lộn chứ. Rồi ok, D5 kèm size dùm Ly con này. D5M, D5L hoặc D5XL dùm em. Rồi D5 kèm size. Đấy, kiếm cho chị cái quần đùi chưa bé? Coi trong cái bịch đó là gì ạ? Rồi D5 kèm size đi cưng. D5 kèm size, D5 kèm size. Rồi chị nào lấy thêm thì bấm thêm giùm em nha mấy chị ơi. D5 em còn size L thôi mấy chị. Còn size XL thôi nha. D5 em còn size XL thôi. Kêu cháu lùng cho chị ta. Rồi nước hoa, nước ôm. Nước hoa, nước bông gì? Còn L không? Còn XL thôi à? L còn không? Còn L và XL mọi người ơi. L và XL nha. Em Ly còn L và XL nha. Em Ly còn L và XL chuẩn bị lên siêu phẩm cho mấy bà. Đem kiếm quần jean. Em kiếm cái quần jean em mặc cho mấy bà. Trời ơi nó đẹp mọi người ơi. Nó đẹp dữ lắm mọi người. Nó đẹp dữ lắm, đợi em xíu nha. Mã Ly đang mặc trên người, mọi người comment cho Ly con này là D5 kèm size. D5M, D5M em hết á. Em còn L với XL. Em còn L với XL giùm em. L với XL nha mấy chứ. Hàng này đẹp quá, hàng này số lượng nó không có nhiều nè mấy chị. Bây giờ ở đây nó có một kiểu gì thôi nè. Ok mấy chế. Rồi đẹp quá. Nhất kim chỉ luôn á. Rồi, bà nào được thì được nha. Tại vì số lượng nó không có nhiều, nó có mấy cái như thôi à. Mã này em Ly bán cho mấy chị em mình 69.000 cho Ly. Con này là mã số 5. Mã 6 giùm em ha. Rồi cho Ly mã số 6 nha. Mã này mấy chế comment cho Ly số 6 giùm Ly. 69.000 mã 6 đi anh ơi. Mã 6. Có mấy bộ anh ơi. Ai chốt được chốt đi. Tại vì hàng này thật sự rất là ghiền. Mấy chị đặt xong mấy chị ghiền dữ lắm luôn. Mã số 6 này.
nha mọi người nha. Mã số 6 cơm bự, cơm to, rất là đã. Số 6 có mấy cái thôi nha. Rồi số 7 giùm em nè. Tao nói hả, đồ ngủ thiết kế mấy chị mua trong shop làm sao thì cái vải này và cái phơm này nó y chang như vậy giùm em, tay áo nè. Rồi số 7 nha, con này mã 7 giùm Ly. Con này mấy chị chơi Ly, con này là mã 7. Đó, mã số là 69 ngàn hết giùm em. Mã số cứ mã số thứ tự là 69 ngàn hết. Chỉ có mã D đầu tiên á, đó là hàng thiết kế thôi. Rồi chơi Ly con này là mã 7 giùm em. Rồi mã 7 chốt luôn cho Ly mã 7 đi. Đó, có mấy bộ, cái mấy bộ gì thôi cả nhà. Mã số 7 đi anh. Rồi, mã 7. Rồi chốt mã 7 giùm em đi. Mã 7 chắc cũng cỡ 7 cái á. Đẹp không? Ui. Rồi mã 8 giùm em nha. Đợi em xíu nha mấy chị, nhiều tiểu phẩm lên lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ nhân viên làm không kịp á, gắng cố gắng đợi em xíu. Rồi cho Ly con này là mã số 8 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã 8 giùm em con này. Mã số 8 nha mấy chế. Nó đẹp mấy chế ơi. Mã số 8 giùm em con này, làm hết. Mã 8 nha. Ai chốt được chốt vậy. Rồi cho Ly con này là mã số 8 giùm em. Mã 8 giùm. Bộ Ly đang mặc trên người là D5 nha. D5. D5 em còn L và XL. Đúng không cùng? Chị Liên Thu ơi, em à, Liễu Thu, em nghe nè, chị nghe nè. Mã Belly đang mặc trên người đó là D5, em còn 2 cái size L và 7 cái size XL nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã D5 L hoặc D5 XL giúp em, giá 189.000 nguyên một set giùm Ly. Ha cả nhà ha. Đẹp lắm luôn. Rồi ok cả nhà, D5 L, D5 XL là em hết hàng. Ai cũng muốn người xinh. Rồi, D5 kìm thân. Ủa, còn sao thì? Quyên My ơi, có D4, lấy thêm D5, bấm thêm D5 nha Quyên My ơi. Yến Trang có số 8 rồi, Yến Trang ơi. Số 8 hết chưa? Ok, tuyệt vời. Tại gì vậy? Thử được rồi. D5 em còn L và XL thôi. Ừ cũng được đó. Ừ, quần hay đó, hay quần váy. Ok cả nhà. Rồi, D5 mới Ly còn size XL thôi nha cả nhà. D5 mới Ly còn size XL thôi. D5 mới Ly còn size XL thôi nha cả nhà. Trời đất ơi, nó đẹp nè, con này có ít thôi là cả nhà ơi. Rồi em đi thay mẫu nha. Trong cái thời gian ủa D5 còn XL thôi hả em? D5 em còn XL thôi nha. Mấy cái vậy? Mấy cái size XL vậy? Trời đất ơi, mọi người ơi, mọi người. Em nói thật, bà nào mà không có chốt được mẫu này mới bà tiếc dữ lắm luôn á. Em nói thật luôn á. Thề. Bà nào mà mấy bộ này nè, hôm nay mà mấy bộ này mấy bà mà không chốt được rất là tiếc. Em nói là rất là tiếc, nhưng mà đừng cố gắng kiên nhẫn giùm em. Thí dụ một mẫu đồ này một màu á là nó có mười mấy cái thì màu thứ nhất mình không chốt được thì chút xíu mình chốt màu thứ hai, thứ ba, thứ tư nha mọi người nha. Nhớ giùm em, tại vì mỗi một màu nó không có nhiều. Mã này cho Ly con này là mã số 9 giùm em, 60,000 mọi người ơi, nó đẹp dữ lắm luôn. Dạ hết này mới đổi Quyên My ơi, mã này chị luôn nha. Mấy ché cho Ly con này là mã số 9 giùm em. Làm khó nhau quá, làm khó nhau quá. Em đâu có còn đâu, em mới bảo là hết size L còn XL thôi, làm khó nhau quá. Rồi cho Ly con này là mã số 9 giùm em con này. Cho Ly con này là mã số 9 giùm em nha cả nhà ơi. 20 cái. Vải nó phê lắm mọi người. Nó vải nó phê dữ lắm luôn. Rồi D5 em còn XL thôi nha mọi người. Hết tất cả size. D5 em chỉ còn duy nhất size XL. Còn tất cả còn lại là em hết tất cả size giùm Ly nha mọi người nha. À bây giờ lên gì trước ta. Rồi. Mã Ly đang mặc trên người là D5, còn mấy cây size L em? D5 XL mọi người ơi. D5 XL giúp em nha. Dạ mã số 9. Như cơn gió luôn á. Ha. Đẹp quá. Thiệt mấy bà nào mà bữa nay mấy bộ này mấy bà không chốt được mấy bà tiếc lắm, thiệt thật sự.
Ở kinh nghiệm làm nghề bao nhiêu lâu nay nói không phải dụ mấy chị mua đâu, em nói thật. Nói là mọi người nếu chị nào như đúng những gì Ly nói, cái bộ này vải nó đẹp làm sao á. Ở nếu mà đúng như vậy á, lần sau lên cho Ly xin vài lời ý kiến trên đây là được rồi. Còn nếu mà cảm thấy mà về mà nó không vừa ý thôi, nghỉ lên luôn, không lên coi nhỏ này nữa. Nhỏ này nó nói xạo nha, nhớ nha. Em nói là đảm bảo nó rất là đẹp nè. Trời ơi, mấy trẻ ơi, em mê quá, ảo xin em chưa lên tới rồi mấy bà. Cái ly ra mặt trên người là D5 kèm size XL. D5 XL giùm em. Em chỉ còn size XL nha mấy chứ. D5 mấy ly chỉ còn size XL thôi. D5 XL em có hàng, em còn 9 cái thôi. Tất cả size đều hết giùm đi. Tất cả size đều hết. Về mấy bà gõ tên cái mạc này giùm tôi. Bộ đồ này người ta bán bao nhiêu tiền? Bộ đồ này người ta bán bao nhiêu tiền á? Em bán có 6,000 mấy chị. Dạ gì không chú? Mắm ơi. Ui là trời, những cái màu tới công chuyện không? Thiệt sự luôn á mấy chế ơi, thiệt sự luôn á. Mã số 10 nha mấy chế ơi, 6,000 mấy chế ơi. Thiệt luôn. Rồi số 10 đi cưng ơi. Rồi cho chị con này số 10. Cái màu nó tới quá tới rồi mấy tình ơi. Quá tới rồi, mã 10 đi ạ. Nhanh chóng nha cả nhà ơi, con này là con này best seller nè cả nhà. Con này là best seller nè mọi người ơi, đẹp quá. Mã 10. Lên 75. Ừ. Rồi cho lên con này là mã 10 giùm em số lượng luôn. Ừ. Mã số 10 giùm em best seller. Cái màu này là màu best seller bên em nè mấy chế ơi, 6,000 đó mấy chế. Thật sự bữa nay mà bà nào không chốt được mấy mã này em nói thật rất là tiếc luôn mọi người, có 6,000. Mặt nó đã lắm luôn, rất là sướng luôn. Cho lên con này là mã số 10 nha. Mã 10 giùm em con này. Nó quá đẹp. Bữa nay nhất định chốt chục bộ này mới được. Hàng này chị biết nè, người ta bán toàn là 180, 200 không. Đó, cái này mua sale đó mọi người ơi. Rất là vui vì điều đó, vinh dự, vinh dự. Rồi cho lên con này là mã số 10 giùm em nha. Đẹp không? Quá đẹp. Best seller mọi người ơi. Dạ, mã 10 nha. Form bự, form to, vải hơi bị nghiện luôn á cả nhà. Vải hơi bị đã luôn á cả nha. Vải hơi bị đã nhá. Rồi cho lên con này là mã số 10. Rồi cho lên con này là mã 10 giùm em nha cả nhà ơi. Ok là. Dạ son tặng chưa? Đầu la em tặng mấy trăm cây rồi đó. Bây giờ chút xíu nó còn cỡ trăm cây, chút xíu em tặng tiếp nha. Rồi cho lên con này là mã số 10 giùm em con này. Mã 10 giùm Ly nha. Đẹp không? Best seller mọi người ơi. 6,000 bộ đồ này nó quá đỉnh luôn á. Quá đỉnh luôn. Mê bà Ly quá, mê đồ của bà Ly nữa. Sao mà có đồ rẻ và đẹp dữ vậy trời. Thiệt sự luôn á, không biết sao luôn mọi người. Hả? Không biết sao luôn á, sao có bộ đồ mà nó rẻ đẹp như thế này rồi. Ha. Rồi mã 10 giùm em con này. Mã số 10 nha mấy chị. Best seller. Màu best seller nha mấy chị, 69,000 mọi người ơi, cái màu này. Tay cánh dơi nha. Thời thượng lắm chứ không phải kiểu như giống như pyjama như thông thường đâu nha. Hàng này là thuộc dạng là hàng thiết kế rồi, chứ nó không phải là hàng chợ pyjama thường ở chợ nữa. Cái vải của nó là thuộc vải tơ hàng shop rồi, chứ nó không phải là vải satin hay là vải mango hay là vải lụa đâu. Nó cao cấp cực kỳ, cái vải cực kỳ cao cấp luôn hàng này. Em về cái lô này mà tối qua em mằng mò em sờ qua em phê xuống. Mã số 10 giùm Ly nha mọi người. Mã số 10 giùm em con này màu best seller, cũng là màu có nhiều nhất á mọi người. Cũng là màu có nhiều nhất á mọi người, chốt nha. Mã số 10 giùm em. Đẹp lắm đấy chứ ơi. Rồi ok cả nhà, mấy bà hôm nay mấy bà lấy chục bộ mới đã cái nu. Mới đã cái nu. Hơi bị đỉnh luôn. Nhớ giùm em hàng này là thuộc dạng đồ ngủ thiết kế nha cả nhà. Chứ nó không phải gọi là, nó không phải gọi là đồ ngủ tăng bình hay là đồ ngủ hàng chợ nha mấy chị nha. Hàng này mà mấy chị mua trong shop không dưới 180 đâu, đảm bảo. Em bán cho mấy chị 69,000 vô. Rồi cho lên mã 10 nha mấy chị. Mã 10 giùm em con này. Dạ chị Ngọc Châu ơi, tại chị có nhiều đơn hoàng về á chị ơi. Em đi thay bộ mẫu nha, đợi em nha. À ổ quên. 7 cái XL nữa hả? Trời mấy bà ơi, chốt XL cho tôi đi mấy bà. Chiếc này tôi dựng hết sức rồi, tôi nghĩ mai sẽ XL bây giờ á. Em còn 7 cái XL đó, bộ đăng mặt. Tất cả size đều hết, nhưng mà còn 7 cái XL rất là buồn. Mã 10 không có size nữa chị ạ. Mã 10 không có size, vô tư vo la vùng trời 60-62 cân đổ về cho Ly nha. Nè, bự dữ lắm mọi người ơi, mã 10 không có size. Nhưng mà nó bự to, mặt rất là thoải mái luôn nhìn nè.
Mã số 10, mã này dùng em màu pastello mọi người ơi. Rồi, mã 10 nha. Bộ đang mặc còn size XL thôi. Chị nào vừa với eo 7879 đặt cho Ly size XL nha. Mã Ly đang mặc trên người là mã D5. Mã Ly đang mặc trên người là mã D5. Còn bộ đang cầm trên tay là mã số 10 bestseller của bên em nè mấy chị ơi. Hôm nay đẹp lắm. Về cái lô hàng này em nói thật rất là tối qua tới giờ mặn mò nó hoài. Mã 10 đi. Mã 10 giùm em không có size nha mấy chị. Mã 10 không có size ạ. Ok cả nhà. Quá đỉnh luôn mấy chị. Đẹp không tì vớn luôn á. Bestseller nha. Mã số 10 mấy chị ơi. Mã số 10 69.000 mã 10 giùm em con này. XL L 7879 giùm Ly đó mọi người. XL là 7879 giùm em á nha. Rồi ok cả nhà. L 7879 cho size XL. Mã Ly đang mặc trên người là D5 XL là em hết hàng. D5 XL là Ly hết hàng nha cả nhà. D5 XL giùm em. Đẹp quá. Em còn D5 XL nha. Dạ áo jean đây chưa lên nè. Áo jean có 80 mấy ngàn chưa lên nữa nè. Áo khoác jean giống gì nè. Dạ chị Ngọc Châu ơi, để hàng hoàng về rồi bên em xử lý tiếp nha chị ơi. Tại bên em chưa nhận được cái đơn hàng hoàng về đó chị. Áo jean giống gì nè. Tại cái đơn bản thân cái đơn đang đi đã cộng ship vô rồi và chị lại tiếp tục không nhận nữa. Trước khi chị đã bơm một đơn rồi. Xe lai trở lên nha. Về chốt trắng trước nè. Chốt trắng cái áo trắng này nè. 89 ngàn nè mọi người. Comment mã trắng giùm em nha. Đó. Trắng này thì có bao nhiêu đây thôi mọi chị. 89 ngàn bộ đồ này nè. Ủa quên cái áo khoác jean lộn. Có một cục gì thôi cái tiền. Em lấy chị xác bỏ ra đi. Rồi cho lấy con này là trắng nha mấy chị. 89 ngàn mã trắng giùm em đẹp xuất sắc luôn. 89 ngàn mấy chế ơi. Rồi áo khoác jean đợi em xíu nha. Em like trước màu trắng. Tại vì màu trắng nó có mười mấy cái đó. Để em đi thay bộ mẫu luôn. Trắng XL giùm em con này nha mọi người ơi. Ủa quên trắng thôi không có XL. 89 ngàn. Trắng thôi. Có 10 cái thôi nha. 10 cái trắng thôi nha. Đi có 10 cái trắng thôi. Ở đây còn 1 cái thôi đó. Trời ơi áo khoác jean mà bà Ly bà bán 89 ngàn. Tao lại. Hả? Không cái đó chị bỏ ra rồi đó. Trả về đi em. Cái đó lỗi. Rồi đen có nhiều không? Đen có nhiều không? Đen có nhiều không? Rồi trắng hết hàng rồi. Mọi người ơi nhớ giùm em. Cái này mình chốt kiểu ngẫu nhiên giùm Ly nha cả nhà. Cái này mọi người chốt kiểu ngẫu nhiên giùm em nha. Ở đây đợi em xíu ơi. Sao cái này không nhờ. Cái đó hình như hồi nãy. Trời nãy cứ quăng qua trong chí. Em chỉ quăng lên đây. Chị Ngọc Châu chị thông cảm nha. Bên em không có tách đơn được các chị ơi. Cái đó không phải lỗi bên em nha. Rồi ok. Trắng trắng trắng. Ủa cái mã bestseller còn không? Hết hả? Cái này em phải màu đen không hả? Màu đen không. Cái gì chờ. Đợi Ly xíu nha cả nhà. Đợi Ly xíu em đi thay bộ mẫu cái nha. Chị Ngọc Châu ơi, chị tập chuyển khoản giùm em nha. Cái mã Ly đang mặc trên người là mã gì ta? D5. D5 XL. D5 mới Ly còn size XL thôi nha cả nhà. D5 mới Ly còn size XL thôi nha mọi người ơi. D5 XL dùm em con này. Rồi ok D5 nha. Em còn cái này rất là độc quyền luôn. Đợi em xíu ha. Mã Ly đang mặc trên người đó là D5 XL. Em còn duy nhất size XL. Bộ nguyên bộ màu trắng này nha mấy chế. Size XL L 7879 dùm em. Số tài khoản trên ảnh bìa đó chị Ngọc Châu ơi. Size XL là L 7879 giùm em. Mã là D5 XL nha mọi người nha. D5 XL sang lắm mọi người. Đừng comment. Mọi người ơi comment cho Ly D5 nha. Đừng comment mã đang mặc nha mọi người. Đừng comment mã đang mặc nha. Em còn duy nhất 5 cái size XL làm Ly hết hàng. Rồi cho Ly con này là D5 XL giùm em. D5 XL. Quá đẹp luôn mấy chứ. D5 kèm size XL. Trời nhức nhói tâm can tiền đối. Cái gì mà nó màu nó đẹp dữ vậy tiền. D5 kèm size XL đi anh. Còn mấy cái nè. Quốc đi anh. Đợi em xíu nha. Áo khoác jean đợi em xíu. Em phải mặc cứ mặc bộ jean. Em khoác áo khoác jean lên cho mấy chị xem nha. Trời đất ơi. Giờ chị cọc 200 giùm em nha chị Ngọc Châu ơi. Phải không em trời. Em sẽ trừ lại những ship mà chị Hoàng trả về đó, rồi còn bao nhiêu em sẽ trừ vô cái đơn mới cho chị nha. Phải không trời. Phải không trời. Trời nó đẹp dữ tiền ơi. Bộ đồ này mấy má mà mua 60 mấy ngàn rồi mấy mà. Mấy chế mua 60 mấy ngàn bộ đồ này á, mọi người có tin nổi không? Dạ. Có tin nổi không dạ?
Vải rất đẹp luôn. Mã số mấy à? 11 giùm em đi. 11 đi anh ơi, mã 11. Em đi thay mẫu luôn. 11 giùm em. D5 em còn XL thôi. Bấm luôn đi anh ơi. D5 còn mấy cái XL mà. Áo jean em để cho nhân viên đó nó coi kiểm tra lại coi mọi người. Em cho nhân viên kiểm tra lại số lượng bao nhiêu mới bắt đầu lên cho mấy chị nha. Rồi, cho lấy con này là D5. Ố quên, mã 11. 11 giùm em con này. Ôi. Cái vải này vé tiền ơi. À, D5 mọi người. Ố quên 11 mọi người ơi. Rồi, 11 nha. 11 giúp lấy con này. Quá đỉnh luôn. Mã số 11 nha mấy chị. Rồi, bảo 11 giùm em. Trời đẹp quá, cái tiền ơi. Thả tim hả lai giùm ly nha. Mua bộ đồ 6,000 mấy chế ơi. Lâu lâu ly mới có mấy cái lô như vậy đó cả nhà. Nhớ giùm ly nhắn mạnh một cái như vậy nè. Đồ ngủ này không phải là hàng chợ nha mọi người nha. Đồ ngủ này là đồ ngủ thiết kế á. Đồ ngủ này là đồ ngủ thiết kế chứ không phải hàng chợ nha cả nhà ơi. Cái vải rất là đỉnh như thế này ha cả nhà ha. Rồi, mã này mọi người comment cho ly con này là mã số 11. Mã 11 giùm em nha. Mã 11. Rồi lên đơn mã 11 đi anh, hết hàng rồi đó. Mã 11 ra đơn quá trời luôn nè. Nó đẹp mấy chế ơi, nè phía sau nè. Form rất là to nha mấy chị, không có size nhưng mà bài nào mặc size XL đổ xuống mặc được hết giùm em. Bài nào cứ size XL đổ xuống mặc được hết giùm ly nha. Mã 11 nhớ mọi người, mã 11 nhá. Dạ, quá đã luôn ly ơi, cái kiểu nhìn nó hấp dẫn dễ sợ luôn mọi người, kiểu đẹp quá. Mà cái hoa nó đẹp mọi người ơi. Vô cùng đẹp luôn, 69.000 không tin luôn đúng không? Không tin luôn. Nhận hàng nhà ly rồi, cái gì cũng tuyệt vời hết. Dạ, em cảm ơn chị Nhung Cherry. Em cảm ơn chị Cherry. Rồi, ok cả nhà. Đẹp quá, xuất sắc quá mọi người. Mã số 11 làm hết hàng. Bộ này đặc biệt, cái bộ này có ít nè mọi người. Đặc biệt á, cái kiểu này nó có ít hơn cái gì. Cái kiểu này á thì nó có ít, số lượng nó có rất là ít luôn. Mà đẹp quá mọi người, mê quá mọi người ơi. Rất là đẹp ha. Mã số 11, 6,000 bộ đồ này. Nhìn nè, màu nè. À, rồi mã 11 giùm em có bao nhiêu cái. Rồi, mã 11 giùm em. Mã Ly đang mặc trên người là D5, em còn 2 cái D5 XL giá 69.000. Ố quên, 189.000. 189.000 em đi thay bộ đồ nha. D5 kèm size XL. 189 ông to người. 189.000. Đẹp lắm, em còn 2 cái size XL thôi đó, em đi thay mẫu luôn đó. Size L, size gì cũng hết rồi. Dạ, chị ảnh giờ do chị không có nhận đơn hàng á, cho nên không có đặt được. Có gì chị gọi lại số hotline nha, sẽ có nhân viên hướng dẫn chị đặt hàng lại nha ảnh giờ. Cái gì nãy em lấy cho chị đâu? Đây là cái nè. Vậy mà chị hỏi có nhiều hàng có mấy trăm mà mấy trăm một màu á, đi bên thấy lại đó có gì không á, sao vậy hay vậy quá. Hết hàng. Rồi lên siêu phẩm mọi người ơi. Rồi chị nào nhận được tin nhắn là có hàng mấy chị gọi lại. Mấy chị xem tin nhắn giùm em nha. Em lên cái này mọi người rất là ấy luôn đó cả nhà. Cứ cộng chết đi bơm. Coi bán sao đừng gọi, bán sao cho mấy chị rẻ nhất có thể cho mấy chị coi.
cho em mượn cái máy tính. Rồi có rồi. Rồi, vô. 59.000 nha. Cho chị mã số luôn. 59. Trời, chế lời ít xíu đi em. Ngày 12 tháng 8 chị Ánh Dầu không ngày nhận xíu. Một đơn đó chị ơi. 12 tháng 8. Rồi, 59.000 nha bác. Chị Ngọc cho em nhận được rồi ạ. Mai lỡ hai mình xa nhau. 59.000. Một cái áo bra bên trong có dây đàng hoàng tử tế nha. Nhưng mà tại vì Ly không có thích mang dây, Ly làm như vậy cho cả nhà. Kèm theo một cái áo sơ mi. 59.000 một combo. Một cái áo sơ mi, một cái áo bra như thế này. 59.000 mấy chị không nghe lầm đâu nha. Rồi mã số đi cưng ơi. Mã số 12 dùm Ly con này. Giá 59.000 đồng giúp Ly. Một cái áo sơ mi kèm theo một cái áo bra như thế này nữa. 59.000 mọi người vô giúp. Tăng 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 tăng. Rồi mã 12 59.000 đi anh. Trời ơi, đưa đến cho mấy chị một cái sản phẩm mà nó được rẻ đó. Được rẻ mà được đẹp như vậy là thích lắm. Mê lắm mọi người ơi, mê lắm mà. 12 lên đơn. Rồi ok cả nhà ơi. Đẹp ha. Nguyên combo nha cả nhà. Một cái áo khoác kèm theo một cái áo bra như thế này giùm em. 59 cành mã 12 lên. Quá đẹp luôn. À, thấy comment chạy rồi, nào nhìn nhìn lại coi cái đồ, coi cái bộ đồ này gì mà comment nó chạy dữ vậy. Mã 12 tại vì em bán rẻ đó mọi người, thiệt. Ví dụ mà cái này mà em bán 99.000 một cái cho mấy chị vẫn ok, đúng không? Nó quá đẹp. Một cái sơ mi kèm theo một cái áo ống, nguyên một combo như này dùm Ly. Giá của nó là 59.000 một combo. Rồi xe livestream giúp Ly nha cả nhà, xe livestream giùm em. Áo sơ mi tay dài dùm Ly nha. Mấy chị thích kiểu làm kiểu sao cũng được. Mấy chế thích làm kiểu sao cũng được ha. Nè. Thích gì cũng được nè. Đó, thích xả xuống giày cũng được, là gài nút lỡ lỡ cũng được. Thích mặc sao cũng được hết trơn. Trời nó đẹp mấy chế. Rồi. Mã 12 nha mấy chế. Mã 12 giùm em, đẹp quá. Khỏi phải bàn luôn mấy chế. Bấm tới công chuyện lên, mã 12. 59 cành. Đẹp ha. Nguyên set đó mọi người. Cái này thì có thùng nha. 60-62 cân đủ về mặc được hết, khỏi lo. Tại vì ở đây là nó chạy thun, chạy smoking nguyên cái áo luôn. Nó chạy smoking là nguyên cái áo luôn, chứ không phải là dạng như là khóa kéo. Nó chạy smoking nguyên cái áo luôn. Nên là mấy chị nằm bự bự con, mình mặc vẫn ok giùm em nha. Mã 12 nha. Một cái áo sơ mi. Nói thiệt, cái áo sơ mi này em bán 59.000 mọi người vẫn thấy rẻ, đúng không? Cái áo sơ mi không á, em bán cho mấy chị 59.000 mấy chị vẫn thấy rẻ. Nhưng mà cái này thêm một cái áo ống bên trong nữa. Áo này là có dây đàng hoàng tử tế nha. Tại vì em dẹp cái dây đó vô á. Nè, nó có dây đàng hoàng tử tế, đúng không? Ha, mã số 12. 12 giúp Ly con này. 59.000 nguyên bộ combo. Trời đất ơi. Xe livestream giùm em mấy chị, trời lên đồ đẹp dày mà giá rẻ dày mà mấy chị không xe cho Ly, thật sự rất là đáng buồn. Em nói thật, em mà bán ra không có được số lượng là Ly không có duy trì giá này nổi đâu mấy chị. Em mà ra số lượng rất ít là em không duy trì giá được giá này nổi đâu, đảm bảo. Nên là nhờ sự hỗ trợ của các chị nha, nhờ sự hỗ trợ của mấy chế mình. Mã Ly đang mặc trên người đó là mã 12 giá 59.000. Rồi mã 12 chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment giùm em nha mấy chị. Mã 12 giúp em một cái áo sơ mi kèm theo một cái áo bra như thế này giùm Ly, mã 12 nhé. Nhờ các chị không đó, thật sự nhờ các chị thương yêu quý mến, rồi giới thiệu bạn bè, giới thiệu người thân, rồi chia sẻ các kiểu thì Ly mới bán được số lượng như ngày hôm nay. Và nhấn mạnh một điều luôn, nếu mà Ly không bán được số lượng như ngày hôm nay, Ly không bao giờ bán được giá này. Ly phải bán cái áo, cái bộ này, cái một cái áo bra và một cái sơ mi này tệ tệ cũng phải 70-80 ngàn Ly mới có tiền lời, nếu mà bán số lượng ít
Đó, nên là cả nhà gắng cố gắng duy trì cho Ly. Duy trì sao mà em cứ bán số lượng được như vậy hoài thì cái giá thành của mấy chị mua sẽ được rẻ như vậy hoài nha. Rồi, ok cả nhà. 12. À, mấy chị vào kiểm tra tin nhắn em nha. Chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment là mã 12. Khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em ạ. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đi từ phong cách này tới phong cách nọ quá đẹp luôn. Hồi nãy mặc bộ áo dài tự nhiên mặc giờ mặc bộ đồ này vô thấy quậy quá mọi người. Đẹp ha. Mà bộ này á mọi người mặc quần jean á, quần jean dài á cũng đẹp nha. Mặc quần jean dài cũng đẹp ha. Mặc quần jean dài cũng đẹp cho Ly mã số 12 nha. Mã số 12. Em xe đi, em xe lên trang cái đi. Là hết liền, đảm bảo hết. Em bán quá rẻ mà. Combo gì 59.000. Em nói thật cái áo sơ mi không mấy chị mua 59.000 mọi người đã thấy rẻ rồi. Nha. Cái này thêm một cái áo bên trong nữa, áo dây bên trong nữa nguyên com lê nè. Cái con này là có áo dây nha, nhưng mà tại vì Ly không có, Ly không có cài dây vô, vậy mặc vậy cho nó nhanh chút, cởi ra cho nó nhanh. Đó. Ok cả nhà. 59.000 đồng. Đẹp lắm đó chứ. Rồi. Quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Mã 12 nha. Mọi người thông cảm giùm Ly nha, tại vì riêng cái áo này á, thì nó không có màu nhiều á. Nó ít màu quá, thành ra là một tập nó tập trung vô một màu là nhiều. Màu này nó có nhiều. Đẹp quá. Mã số 12 giùm em con này. 59.000 đó mấy chị, một cơm lê luôn nha. Một combo bao gồm áo dây bên trong và áo sơ mi bên ngoài. Giá 59.000 giùm em. Đẹp hết tiền ha. Quá xuất sắc luôn. Rồi, chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment nha mấy chị ơi. Mấy chị vào xem tin nhắn của mình nha. 59.000 đó. Quá đẹp luôn. Một cái áo dây bên trong kèm theo một cái áo sơ mi bên ngoài. Cho Ly con này là mã số 12 nha cả nhà. Mã này mọi người comment cho Ly. Đây là chị Quỳnh Ly ơi. Ủa chị đặt D5 XL mà chị hỏi D5 là mã gì là sao? Rồi ok, đặt đại thôi, đặt cho vui thôi. Có D5 XL mà hỏi D5 là mã gì? Đặt đại cho vui thôi chứ không biết mã gì đâu. Rồi ok cả nhà. À. Sao 75? Mã Ly đang mặc trên người đó là mã 12, giá của nó là 59.000 đồng. Cái này là áo dây nha mấy chị. Trong đây nó có cái dây nè, tại vì em thích mặc dày. Mọi người mặc dày cũng được ha. À, ở phần ở đây là chạy smoking nè. Chạy smoking như vậy giùm em. Mã số 12 đi ạ. 59.000 đó mọi người. 59k. Ok là. Rồi, lên đi anh ơi. 59.000. Lên thêm màu nữa cho mấy bà nha. Mấy bà cứ comment mã 12 trước giùm em nè. Mã 12 cứ có mã 12 đi. Em nói thật cô luôn á. Bán cái áo này cho mấy chị 59.000 nó tới lắm luôn mọi người. Lên màu nữa nha. Lên màu nữa cho mấy chế nha. Rồi chị nào có lấy thêm thì bấm thêm nha. Nhung Phi đặt hàng lên số điện thoại nè. Mã 12. Mã 12, ai có lấy thêm thì bấm thêm giùm em nha mấy chị. 59.000 á mọi người. Một cái áo dây bên trong nha, nó có dây luôn á, tại vì Ly không có mặc dây á nè. Nó có dây lên luôn như vậy nè. Đó. Ha. Nửa trắng nửa xanh nữa. Rồi. Không. Nguyên bộ trắng. Nửa trắng nửa xanh là mã D4. Hết rồi. Nguyên bộ trắng là D5 đó chị ơi. D4 em hết hàng rồi. Mã Ly đang mặc trên người là mã D2. Ố 12. Giá 59.000 mọi người ơi. Rồi lên luôn nè mấy chứ. Nó đẹp mấy chứ ơi. Đẹp lắm. 13 lên. 13 nha, 59.000 đẹp. Trời đất ơi. Đấy không chị mọi người, đây ba nhé. Ố quên 13 chứ lộn. 13 là cái đang cầm nè. Rồi chốt 12 13 chung nè. 12 là đang mặc nha, 13 đang cầm. Rồi cho Ly con này là mã 13 lên. Cho mấy chị dùng đơn mấy bà mà ai thích quá quất hai cái tao nói form đẹp mà vải rất đẹp luôn mấy ché. Đẹp cực kỳ luôn á. Nguyên combo như vậy. 13 nha. 13, 13 dùm Ly con này. Mã số 13. Lên đơn dùm em mã số 13. Giá 59 cành hoa. Quá đẹp tuyệt vời. 13 nha cả nhà. Mã 13 dùm Ly. Quá
đẹp luôn mấy chứ ơi. Tuyệt vời quá à. Dạ. Rồi cho Ly con này là mã số 13, nguyên combo nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 13 nha. 13. Đang mặc trên người là 12. Con caro này là 13. Đẹp lắm. Màu nào cũng đẹp hết trơn mọi người ơi. Nhìn cái form áo sơ mi nè, nhìn là biết định đẳng cấp nè. Ha. Nè. Form bự, form to, vặt bầu rất đẹp luôn. 13. Đang cầm. Giá 59.000 đồng. Giá 59 cành. 59 cành, 59 cành. Tuyệt vời mặt trăng. Ha, 13. 13 chắc hết luôn rồi đó, quá đẹp luôn á, 50 mấy ngàn mọi người ơi. Đó. Em nói thật, năm mấy ngàn mấy chị mua cái áo sơ mi không ấy, mà người vẫn cảm thấy rẻ nha. Còn cái này là nguyên cặp luôn, một cái áo bra như vậy kèm theo cái áo khoác, đỉnh chua, đỉnh chua. Mãi keo chưa, keo chưa, keo chưa. Keo rồi cho xin lúc xe live stream đi mọi người ơi. Cái này mọi người comment cho Ly con này đề 3 nhé cả nhà. 13. Mã 13 nhé, 13. Rồi. Đẹp quá mấy chưa à. Rồi cho Ly con này là mã 13 nha. 13 chắc hết nữa. Đẹp quá à, 13 nha. Ở trong các màu đó là màu màu Ly đang mặc trên người là có nhiều nhất nè. Tại vì Ly thấy cái màu này đẹp nhất nên là Ly ôm về hết luôn á à. Cái lô này người ta sale cho em ôm về hết luôn á. Tại vì em thấy cái màu này nó đẹp nhất. Cái màu Ly đang mặc trên người là màu 12 nha. Màu 12. Mã số 12. Rồi đang mang trong người là 12 giùm em, đang mang trong người là mã 12. Đừng có chốt luôn mấy chứ. Rồi, lên 12 đây. 12 giùm em còn mấy cái cả nha. Lên được. Đẹp quá. Hơi bị đẹp luôn cả nhà, hơi bị đẹp. 12 em hết nha, 13 em hết em còn 12 nha. 12 là cái màu Ly đang mặc trên người, chị nào chưa có hoặc là mình có mã 13 mình lấy thêm màu nữa, em nói thật luôn á, 59.000 nó rẻ chán luôn mọi người ơi, nó rẻ chán luôn á, đúng không? Nhưng mà rất là bụi luôn, rất là sang sang bụi, đẹp tuyệt vời ở mặt trăng. Rồi cho Ly con này là mã số 12 12 nha, còn màu này nữa. Cho Ly con này là mã số 12 giùm em, mà là mã 12 giùm em. Bộ sát nách nãy còn không Ly, dạ còn khác màu á mấy chị, còn khác màu nha, màu lúc nãy em like là hết à. Cái nào mà Ly qua like qua là hầu như là 99% là nó sẽ hết nha mấy chị. Tại vì em nói thật, cái đồ nhà Ly mấy chục ngàn nó quá đẹp rồi mấy chị, nó quá đẹp so với cái giá, nên thành ra là cả nhà tranh thủ đặt trên like giùm em Ly không có chốt qua tin nhắn được nha mọi người nhé. Mấy bà nào đang bận đi làm cũng phải gắng cố gắng lên nha. Rồi ok cả nhà. Rồi 13 hết rồi mấy chị em, còn 12 nha. 12 là màu Ly đang mặc trên người nè. Mã 12 là màu Ly đang mặc trên người. Dạ. Cái hàng này nó ít màu lắm mấy chị, nó có tầm 3-4 màu thôi. Cái mã Ly đang mặc trên người nè, nó có tầm 3-4 màu thôi. Một cái áo chạy smoking, áo dây chạy smoking ở đây như vậy nè, áo dây lên nha cả nhà. Đó. Nha. Tại vì em mặc như vậy để chút xíu thay đồ cho nhanh á. Không? Rồi, ok. Rồi mấy chị vào kiểm tra tin nhắn, mấy chị nhận được tin nhắn là có hàng nha. Tuyệt vời chưa mọi người? 12 nha, mã Ly đang mặc trên người là mã 12. Mã 12 Ly có số lượng nhiều, tại vì em thấy cái màu này là nó tuyệt vời nhất. Cái màu này nó tuyệt vời nhất nên là em ôm về hết luôn á. Người ta sale bao nhiêu là Ly ôm về bấy nhiêu luôn á. Nha. Mã này mấy chị comment cho Ly mã số 12, 59 cành hoa. Đẹp quá. Không tùy vớt luôn mấy chứ. Thiệt sự là không tùy vớt luôn cái mã này. Quá đẹp. Rồi ok, lên bộ sách đó. Xong chưa? 12 nha. Sawadika. Mọi người gắng cố gắng giùm Ly nha mọi người. Trên Neola có hàng rồi, vào kiểm tra tin nhắn trên Neola. Dạ cảm ơn chị Diệu. Em cảm ơn chị Diệu rất nhiều. Em cảm ơn chị Diệu nha. Rồi ok cả nhà. Áo jean còn chưa lên nữa nè. Áo dinh còn chưa lên nữa, gắng cố gắng chờ tôi xíu đi mấy bạn nha. Ai cũng muốn mình xinh.
đẹp lắm. Mặc cái áo 59.000 cả áo bên trong cả áo bên ngoài luôn á mọi người. Nhiều khi em nói mọi người không tin đúng không? Chỉ có mấy bà khách quen là tin, còn mấy bà khách lạ vô, trời ơi nhỏ này xấu bán cái gì mà 50 mấy ngàn mà vừa áo trong vừa áo ngoài nữa, là trời đất ơi không biết giải nó làm sao. Và em hỗ trợ đồng kiểm hết mọi mặt trận nha mọi người nhé. Rồi mã 12 giùm em. Rồi ok, mã 12 giùm em nha. 59.000 cả cơ combo, màu này Ly có số lượng nhiều nhất á, thành ra là gắng cố gắng giùm em nha, em cho em chốt xíu nha. Rồi 12, 59.000 giùm em, 59.000 mã số 12, đang mặc trong người mã số 12 giùm em. Lên tiếp nha mọi người ơi, tiếp. Ai cũng muốn mình xinh. Rồi lên bộ sắc nách nha. Mã đang mặc là khỏi bàn tới công chuyện. Mấy chị thích mặc theo kiểu gì cũng đẹp, cũng như em thấy cũng đẹp nè. Đó, ví dụ mặc quần sọt đùi mà đi đi dạng như đi đi dọc biển rồi này nọ, đi du lịch này nọ, mấy chị mặc cho Ly kiểu bụi bụi chút xíu á thì mấy chị có thể mặc giày cũng được nè. Không không đẹp lắm mấy chế ơi, nguyên một set luôn, cả áo trong cả áo ngoài, mã số 12 giùm em con này. 12 đúng không? Rồi ok em qua mẫu nha mấy chế ơi. 12 nha, 13 em hết hàng, 13 Ly hết hàng, em nói rồi, trong một cái lô hàng là chỉ có màu này là nhiều nhất, màu đẹp nhất, em Ly gom về hết luôn á ha. Rồi ok, mã 12 màu cuối cùng giùm em. Rồi em qua mẫu nha mấy chế. Đẹp quá à. Quá là nhức nét. Đẹp không? Trời mặc cái áo ai biết 59.000 mấy má ơi, thiệt luôn á. Nha. Rồi lên. Bộ sắc nách trong lòng mấy chị nè. Trời đất ơi, bộ đồ mà mua 60 mấy ngàn đó mấy chị. Đó. 14 giùm em. Rồi lên 14 đi cưng ơi. Mã số 14 giùm Ly con này nha cả nhà. Đẹp nhất nhói tâm can luôn. Đẹp nhất nhói tâm can cái mã 14 này. Em nói thật, hôm nay mà mấy bà mà không có đơn thật sự luôn, nó rất đáng tiếc dữ lắm luôn. Bữa nay hàng gì nó cũng đẹp mà nó cũng rẻ hết trơn á. Hôm nay hàng đẹp, hàng rẻ, hàng chất lượng lắm luôn á ngày hôm nay nha. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 14 nha cả nhà. Mã này là mã 14 giùm Ly con này. Rồi ok cả nhà, mã 14 đẹp không? Trời đất ơi, mặc bộ đồ này mà giá 69.000 mọi người ơi. Rồi chốt mọi 14 đi anh, 69 canh. Rồi, 14 nha. 14 là 69 nha. 12 mọi người đợi em xíu, chốt 12 chốt hoài là được hoài. Mã 12 là chốt hoài được hoài đúng không? Rồi mã này mấy chế chơi lên con này là mã số 14 giùm em con này. Tốc độ lên 69.000 giùm em. Đỉnh lắm mọi người ơi, rất là đỉnh luôn á mọi người. Rồi, rất là đỉnh luôn á trời. 60-62 cân đổ về nha, mã 14 giùm Ly. Đẹp lắm luôn. Nè, hàng này là gọi là đồ ngủ thiết kế rồi cả nhà. Nó không phải là gọi hàng thường đâu nhá. Nè, hàng xịn đó. Đó ha. Mã 14 nha cả nhà. Gắng cố gắng lên giùm Ly. Rồi, áo Ly đang mặc để chút xíu em Ly lên thêm màu nữa cho. Hình như nó có 4-5 màu đó. Rồi, cho Ly con này là mã 14 giùm em nha. Mà là mã số 14 giùm Ly con này. Bữa nay bà nào mà không có đơn tiếc lắm luôn á, thiệt sự luôn á. Thiệt sự, rất là đáng tiếc. Rồi, chơi Ly con này là mã 14 giùm Ly con này nha cả nhà. Mã số 14 giùm em. Đỉnh của chóp mấy chế ơi. Giấy ra không kịp luôn mấy chế. Bấm mà giấy ra không kịp luôn. Mấy chế hỗ trợ xe la giùm Ly nha mọi người nhé. Đẹp quá mấy chế ơi. Dạ cố gắng lên giùm em. Mã 14 là mã này nè mọi người. 60 mấy ngàn đó, 69 ngàn đó cả nhà. Nó đã lắm. Số lượng nó không có nhiều đúng không cơm? Có không cơm? Rồi cho Ly con này là mã 14 giùm em. Quá đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Ha, nhìn nè. Bộ đồ 60 cân đổ về được hết giùm Ly nha mọi người. Mã 14 á cả nhà. Đẹp quá, là 6 mấy ngàn đẹp không? Ha, ha. Nước hoa hả? Cái gì? Ừ, đợi xíu, từ từ. Từ từ cháu nó cũng nhừ. Nó là 8 ngàn cái gì?
14 mọi người ơi. Cái này để ngày mai. 14 nha. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Nó đẹp mấy chế ơi, bảo 14. Áo giống ly đang mặc còn không? Dạ, đợi em xíu nha, em đang chốt ở 14 tại vì nó khác giá với nhau á. Cái áo giống ly đang mặc trên người là nguyên combo cả áo áo trong và cả áo ngoài luôn. Thì ở ly bán có 59.000 à, rồi bộ đó là 69.000, đợi em xíu em bấm mã 69 xong em lên cái áo ly đang mặc màu mới cho chị em mình nha. Ok. Ai cũng muốn mình xinh. Rồi, 14 chắc hết hàng ở đây rồi. Có 50 bộ à, mãi giờ bấm hơi bị nhiều luôn rồi đó. Rồi. Bộ đồ cái ly đang mặc trên người ly lên thêm màu nữa cho chị em mình nha. Em nói thật á, không bao giờ mà thí dụ nha, cái áo sơ mi ly đang mặc trên người nè, em bán cái áo sơ mi không á mà 59.000 mấy chị vẫn cảm thấy nó rẻ. Nhưng mà tại sao cái này nó có thêm một cái áo dây bên trong, tại sao ly không có lời thêm chút xíu nữa, em lời thêm một cái 10.000 nữa được không? Được chứ, nhưng mà tại vì ly không có muốn đưa đến cho cả nhà cái gì mà nó có thể trong cái tầm tay của em rẻ nhất có thể cho chị em mình. Đó, cái tiền lời vừa đủ cho chị em mình thôi. Ha. Rồi ok, 14 hết hàng. 14 đâu? 14 còn 6 cái nè, sao nãy thấy. Đây, 14 chị nào chưa có comment lại giùm em còn 4 cái mọi người ơi. Ly còn 4 cái mã số 14 giá 69.000 giùm em con này làm hết hàng. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã 14 nha mấy chế. Mã 14 mọi người ơi. Đẹp tới nãy luôn, 14 nha cả nhà. Rồi ok, đẹp lắm đó, thấy chưa, có nhiều chị chưa chốt được lắm mà tại vì đôi lúc á bình luận nhiều quá đó, các anh chị bị bỏ lỡ qua nha. Rồi lên màu này siêu xinh luôn, quá đẹp mấy chưa, quá đẹp áo jean em còn chưa lên tới nữa, áo jean em còn chưa lên tới, không muốn xem luôn, cứ lần nào xem là tốn tiền. Trời ơi mà không xem nhá, cái dòng mà xem sau like đó, cái dòng xem sau like tức lắm. Cái dòng mà ngày nào mà Ly nói là Ly khui hàng mới á, là mấy chị cái dòng mà xem sau like mấy chị tức lắm nha. Tại vì em không có Ly không có chốt sau like, em Ly chốt trực tiếp thôi. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 15 nhá. Mã Ly đang cầm trên tay đó là mã số 15. Áo dây nha mấy chị, có dây nhưng mà tại vì em không thích đeo dây vô nha. Cái này chạy smoking nè, đó. Nó giãn tới công chuyện luôn á. Rồi cho Ly con này là mã số 15. 59 ngàn nha. 15, 59 cành, form hơi bị tuyệt vời. Form hơi bị tuyệt vời nha. 15 giùm em con này. Mã 15 nhé. Không từ gì để diễn tả được mã 15 nó cho đẹp quá à. 15 nhé. Xuất sắc đấy ơi. Rồi cho lấy con này là mã 15 nha mấy chứ. Quá đỉnh. Đỉnh chớp. 15 giùm em, được không? Trời, nó đẹp mấy chế ơi. Quá đẹp luôn mấy chế. Tuyệt vời luôn á. Xin em chưa lên nữa, đợi em xíu nha. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 15, giúp Ly con này. Mã 15 mọi người, 15 giùm em. Cho mấy chị mua đủ màu cho nó sướng. Hàng này mọi người thấy không, không có ai bán đâu. Hàng này mấy chị thấy không, không có ai bán đâu. Sẵn dịp mua đủ màu luôn. Nhưng mà vấn đề ở đây là có chốt được hàng hay không mới gọi là quan trọng nhá. Chứ hàng này mấy chị thấy không, rất là ít người bán. Nhưng mà có người bán đi chăng nữa cũng trăm mấy 200.000 một combo như vậy. Một cái áo dây bên trong kèm theo một cái áo sơ mi bên ngoài như vậy giùm em nha. Rồi ok cả nhà, mã Ly đang mặc trên người, chị nào đang có mã số 15 á thì chị nào muốn lấy thêm màu nữa thì comment cho Ly mã số 12 nha. Mã 12 là mã Ly đang mặc trên người, đẹp lắm. Rồi vậy chứ mà em thích cái màu này nhất á, em thích cái màu Ly đang mặc nhất á, bởi vì Ly mới đem mặc trong người nè. Em thích cái màu này nhất tại vì cái màu này á nó sáng nhưng mà nó có kết hợp cái lằn sọc đen á mọi người. Cái màu của nó là vàng sáng nhưng mà nó kết hợp cái sọc á, nhìn rất là sang, nhìn rất là hay luôn. Đúng không?
cái vạt áo nè, 12 nha. Chị nào có 15 thì muốn lấy thêm thì comment cho Ly mã 12. 12 là màu Ly đang mặc trên người đó cả nhà. Mã 12 là cái màu Ly đang mặc trên người nhá. 12 là màu Ly đang mặc trên người. 12 là màu Ly đang mặc trên người. Vô đi mấy chết. Rồi nước hoa đi chị. Hay nè, nãy nghe hay nè. Biết có nè. Để em hỏi coi có số lượng không. Em thích cái chai này dữ lắm luôn. So sexy nè mọi người. Của cha em luôn á, của cha em luôn. Xe live stream giùm em nha. Mã Ly đang mặc trên người là mã số 12 nhé. 59.000 một combo. Áo trong hoặc là một cái áo khoác bên ngoài. Quá rẻ cho cuộc đời này. 12 mọi người ạ. Mã số 12 giùm Ly. Ai cũng muốn mình xinh. Rồi, em cảm ơn chị Hà. Nay nghỉ phép à? Hả? Được mua nhiều chưa? Cảm ơn chị Hà. Mã Billy đang mặc trên người đó là mã số 12 đó. Mọi người thông cảm chờ Ly xíu nha. Tại vì mã 12 này có số lượng nhiều quá nên là cho Ly chốt chút xíu nha cả nhà. Ờ, lấy gì đó ta. Bữa nay mấy bà em nói thật đúng không? Cái gì cũng nhất kim chỉ mọi người ơi, nhất kim chỉ nhá. Nhất kim chỉ nha mấy bà. Mã Ly đang mặc trên người là mã số 12 nha mấy bà. Mã Ly đang mặc trên người là mã số 12 giùm em con này. Chịu khó giùm Ly một xíu nha. Đẹp lắm luôn, năm mấy ngàn mọi người ơi, rất là đẹp nha mấy ché. Rất là đẹp luôn á. Rồi, ok mấy ché. Đây. Đẹp cực kỳ. Oh, tiền ơi. Cho chị. Rồi. Nói thật luôn á, cái đồ mà nó mấy chục ngàn đó mấy chị. Mấy chị đi ra ngoài dễ dầu gì mấy chị mà tìm được cái bộ này mấy chục ngàn. Vải rất là đẹp nha. À, mã 12. 12 là mã đang mặc trên người, giá 59.000 rồi. Em tạm ngưng chốt nha mấy chị. Em tạm ngưng chốt mã số 12 nha. Bây giờ em chuyển tông qua một cái mã tiếp theo. Mã này nhất định mấy bà phải, mỗi một bà được ít nhất cho tôi phải 3 bộ nè. Nó đáng đồng tiền dữ lắm luôn. Bộ này là tay cảnh dơ như thế này nha mọi người. Cũng giò chưa. Mã số 16 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã 16 mấy chị ơi. Mã này mấy chị cho Ly con này là mã số 16 nha. 69.000 mã 16. Ôi 16 mấy chế ơi. Lâu lâu mới có mấy bộ này á trời. Nó đẹp. Rồi cho Ly con này là mã 16 nha cưng. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã 16 nha mấy chị. Lên nước hoa chưa cưng? Dạ chưa. Chưa chưa. Bây giờ em lên nè. Rồi cho Ly mã 16 em quên đó mọi người ơi. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã 16 giùm Ly nha. Mã này là mã 16 giúp Ly con này. Ủa cái này là nó có số lượng không? Hay là nó đưa cái mẫu ha? Có số lượng không? Nhiều không? Này nè. Đó. Ờ. Ờ có 40 không? Rồi, cho Ly con này là mã mã 16 có 21 cái thở hết hàng rồi. Mã 16 đẹp quá à. Em còn màu cho mấy bà nè. Màu best solo không mà mấy chứ thôi. Rồi xe live stream giùm em nha. Ai cũng muốn mình xinh. Rồi ok cả nhà. Hỏi xe live stream giùm em mã 16 em hết hàng rồi mọi người ơi. Chạp nha. Chai này dung tích của nó là nó nhiều gấp đôi hơn chai túi xách nha mấy chị. Cái dung tích của nó gấp đôi. Cái chai túi xách chỉ có 10ml thôi. Còn chai này là tới 20ml. Cũng chung một hãng giùm em. Đó là nhãn hàng của Cham. Mùi này là mùi so sexy nha cả nhà ơi. Cái mùi này á cả nhà. Cái mùi này đảm bảo với chị em mình, khi chị em mình mà hửi rồi á thì chị em mình sẽ cảm giác một cái giống như là nó ngọt, mà nó ngọt theo kiểu quyến rũ lắm nha cả nhà. Vô cùng quyến rũ.
vô cùng quyến rũ. Em bán cho chị em mình giá 120 cành. Dung tích gấp đôi chai túi xách giùm ly nha. Mùi này chị nào nếu mà bữa giờ mua nước hoa nhà Ly, bé Ly này nó chọn mùi tôi thích nè. Ok nè. Mấy chị giúp giùm em nha. Em đảm bảo luôn. Em đảm bảo chị em mình tới công chuyện. Rồi cho Ly con này là nước hoa, nước hoa giùm em 120 ngàn đi anh. 120 cành hoa giùm em nha. Rồi nước hoa giùm Ly nha. Nước hoa giúp em. Thơm quá mọi người ơi. So sexy giùm Ly nha cả nhà ơi, mùi này. Có 40 chai hả? Có 40 thôi đó mọi người, 40 chai thôi duy nhất 120 ngàn. Rồi cho Ly con này làm mã nước hoa giùm em nha, nước hoa giùm Ly. Có 40 chai rồi bé ơi. Thật sự rất là tiếc. Trời nó thơm, giảm ăn thơm mọi người ơi. Không có từ gì diễn tả hết trơn á. Mà không có hàng đâu mấy chị. Chai này là chai 20ml dung tích gấp đôi với chai túi xách. Em đảm bảo luôn mấy chị đã từng dùng nước hoa cham của Ly rồi thì tự tin đặt cho em nha. Túi xách hôm trước xin lỗi mọi người, hỉ hủy đơn quá trời luôn á tiền. Hôm trước cái chai túi xách hủy đơn quá trời, không có hàng mọi người ơi nha. Giờ cái này là vét được 40 chai đó. Cái này để Ly vét được 40 chai á. Giá 120 cành cho Ly con này là mã nước hoa giùm em nha. Nước hoa giùm Ly 40 chai thôi á. Rồi, chắc hết rồi đó. Mọi người xóa đi cả nhà, lần trước á em Ly có lên buổi tối á, em Ly chốt cái nước hoa cham cho chị em mình, nhưng mà đợt đó là em không có đi hàng cho mấy chế được, tại vì do là nó khan hàng quá. Lúc mà bên công ty họ báo với Ly là số lượng như vậy, qua ngày hôm sau em chốt cho khách hết rồi. Qua ngày hôm sau họ giao cho em chỉ có một nửa thôi. Thành ra là Ly không có hàng để Ly bù cho cả nhà đó, thông cảm giùm em. Cái hôm trước Ly có live cham mà em Ly không giao được cho ai thì mọi người thông cảm, hết sức là thông cảm giùm em. Và hiện tại là hôm nay bây giờ là có 40 chai nha mọi người. Ha. 40 chai thôi chai này. Trời ơi cái mùi tơi tái mọi người. Tơi tái lắm. Yên tâm nha. Bán có nhãn hàng một mọi người ơi, nhãn hàng của cham nha. Rồi ok. Ủa sao không? Cái này hả tiền? Cái này vừa. Đúng rồi quen. Rồi. Ai cũng muốn mình xin áo chị mặc còn màu nữa không? Còn màu nữa nó biết là. Còn màu nữa. Màu đỏ. Trời đất ơi nó thơm. Thơm lắm mọi người ơi. Thiệt á. Bà nào mà quen xài nước hoa nhà tôi em đảm bảo không có đi đâu được không. Em đi chọn cho cả nhà cái mùi rất là quyến rũ. Cái mùi cực kỳ quyến rũ, mùi ngọt dễ chịu lắm nha. Mùi ngọt rất là dễ chịu, mùi sang lắm mọi người ơi. Rồi ok cả nhà. Cái này thử tiền hả? Còn màu nữa em lên luôn đi. Mất công mọi người lại hỏi là Ly ơi lên đi để chị đi làm. Nãy giờ mấy chị cứ kêu lên cái áo Ly đang mặc trên người nè. Em còn đúng một màu cuối cùng nha mọi người. Nó là nguyên combo như vậy. Giá 59 ngàn. Cho Ly con này là mã số 17 nhá. 18 nhá. 18 giùm em. Giá 59 ngàn. 18 mấy chị. Trời mã 18 này mấy chị đi Noel là đúng bài. Mặc đơn giản vậy thôi. 59 ngàn không ai biết giá mua giá này đâu mọi người. Nha. Rồi cho Ly con này 18 nha. Màu cuối cùng. Rồi mã 18 giùm em. Lên đơ. Mã số 18 giùm em màu cuối cùng nha cả nhà. Đẹp lắm mọi người, nhìn cái form áo của nó nè. Cái form cực kỳ xinh luôn á. Ai cũng muốn mình xinh nè. Mã số 18 giùm Ly nha cả nhà. Mã số 18 màu cuối cùng mới hết màu rồi đó. Dạ hết tất cả màu nha. Cố gắng lên giùm Ly. Nước hoa em còn cái mùi kia còn có 10 chai hả? Eo ơi. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 18 giùm em con này nữa. Mã số 18. Thơm quá. Đẹp lắm. Nha. Cái màu này mấy chị mà đi Noel đi chơi tới tuần là cũng đợi đẹp nữa. Cái mã này nè mọi người về phối với cho Ly mấy cái quần mà dạng như quần ống bát á. Quần ống bát, quần jean dài cũng đẹp hết trơn á. Mặc cái áo ống bên trong khoác nhẹ, áo khoác bên ngoài eo ơi. Mặc quần sọt cũng đẹp, mặc quần dài cũng đẹp mọi người. Không riêng gì mặc quần sọt mới đẹp đâu nha. Cái con này mọi người mặc quần dài, mọi người mặc áo ống bên trong. Tháo hết nút này ra cho Ly nha. Mặc giống Ly như vậy nè. Mà mặc quần dài rất là đẹp luôn nha. Rồi mã 19 giùm em, màu cuối cùng là mã 18 chứ. 18 nha mọi người.
Mã 18 nhé. Rồi cho Ly con này là mã số 18 quý vị ơi. Quá đỉnh luôn tình yêu ơi. Ai cũng muốn mình xinh. Mã 18 nha mấy chị. Anh chú đang tạo đơn, chị có đợi một tí xíu nha. Mọi người xin phép mọi người cho Ly chút xíu thời gian Ly chốt nha. Tại vì cái này còn màu cuối cùng đó mọi người. Cho Ly xin phép Ly chút xíu thời gian Ly chốt cho chị em mình luôn. Quá đẹp rồi, nó có 50 mấy ngàn mọi người ơi. Quá đỉnh rồi, nói gì nữa mọi người. Rồi ok, màu cuối cùng đó là mã 18. Mã 18. Rồi chị nào nhận được tin nhắn là có hàng nha mấy chị. Đẹp, vô cùng đẹp luôn. Mấy chị vào kiểm tra tin nhắn giùm em nhé. Đó. Mặc kiểu gì cũng đẹp. Số điện thoại luôn ạ. Kiểu gì cũng đẹp mà 18 nha mọi người ơi. 18, 18 giùm em. Gắng cố gắng nha mọi người. Giãn cố gắng lên giùm em. Hàng siêu đỉnh đúng không chứ ơi. Hàng siêu đỉnh nha. Mọi người thương Ly quý Ly chịu khó đợi Ly xíu nha mọi người. Để cho anh chị chốt xong nha. Tại vì một cái Ly lời có 2.000 đồng mà thành ra là nhiều chị chốt á. Và Ly cũng còn số lượng á, cho Ly chốt hết nha. Mã này giúp Ly con này là mã số 8, 18. Mã 18, mã 18. 59.000 đồng, 59.000 đồng lên đơn. Khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em. Em Quỳnh Khuyên lên số điện thoại nè. Tuyệt vời mặt trăng luôn mọi người. Quá đẹp luôn á. Cho Ly con này là mã 18 nha mấy cha. Màu cuối cùng á, cố gắng lên cho Ly nha mọi người nha. Dạ lắm luôn á mọi người. 59.000 đâu ra mua cái áo này mấy bà hốt đi nhá. Bữa nay quyết tâm bán ngàn mấy cái áo sơ mi luôn nè. Đẹp quá à. Sơ mi kèm theo cái áo ống bên trong những giày giá 59 cành hoa, quá rẻ. Rồi chị nào chưa nhận được tin nhắn mã 18 tiếp tục comment nha mấy chị. Khách mã 18. Kèm số điện thoại giùm em. Màu cuối cùng đó là màu đỏ giùm em. Cuối cùng đó là màu đỏ giùm Ly nha, mã 18. Mã 18, mã 18 giùm em. Tốc độ lên luôn giúp em nha. Rồi cái này mà bà nào có em út con cháu bạn bè gì đó mặc cặp mặc nhóm hoặc là mặc cặp mặc nhóm eo ơi đẹp lắm nha mọi người. Thôi bị đẹp nha mọi người. Con này mà mặc cặp mặc nhóm tao nói tới công chuyện mọi người ơi. Trời ơi, bà nào mà đang có ý định mà muốn mặc chung với bạn bè em út con cháu trong nhà mặc cặp mặc nhóm tao nói đẹp lắm. 59.000 hốt. Em nói thật luôn á, mấy bà đi đi khắp nơi đi. Khắp nơi đi, không ai bán cặp này cho mấy chị 59.000 đâu nha. Rồi cho Ly con này là mã số 18 giùm em. Mã 18 giùm Ly nha cả nhà. Quá đẹp, tuyệt vời luôn mọi người. Nha. Đẹp lắm luôn. Ngày rồi, Noel á. Có 2 cái rồi nha. Ngày Noel mấy bà mặc cặp mặc nhóm cho tôi ngày Noel nhớ chụp cho tôi coi nha, trời thưởng liền. Nha, bà nào mà có đặt cặp đặt nhóm đó chụp cho tôi coi ngày Noel nè mặc nguyên cây đỏ nha, trời đất ơi. Nha, rồi nhớ gửi cho tôi coi với nghe trời. Là tôi thưởng liền luôn á, không nói nhiều. Rồi cho Ly con này là mã số 18 nha mấy chị. Mã 18 giùm em, giá 59.000 một cặp giùm em như thế này. Màu này là màu cuối cùng mấy chị ơi. Màu này là màu cuối cùng giùm em, mã số 18. 18 giùm Ly. Có vẻ là mã này, mấy cái mã sơ mi này em Ly chốt hơi lâu. Tại vì số lượng nó có nhiều lắm mấy chị. Gắng cố gắng giùm em nha. Mã 18 yên tâm, em sẽ bù đắp cho mấy chị. Em sẽ bù đắp cho mấy chị. Rồi mấy chị vào kiểm tra tin nhắn giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment nha. Nguyễn Trang đặt hàng lên số điện thoại nè. Khách mới cho em xin số điện thoại luôn ạ. Rồi cho Ly con này là mã số 18 nha. Thúy Hằng ơi, 18 là đỏ nha. 18 là đỏ nha. Vàng là 12. Vàng là 12 đó mọi người. Vàng đang mặc trong người là 12 đó. Tại vì em sợ mọi người bị lộ bị rối đó. Em lê tay lên từng phút nha. Okay. Chị Anh Hồng ơi, 12 chị có rồi nha. 18 nha. Con Ly đang mặc trên người đó là 18.
Ủa hình con màu đỏ đó là 18. Không có đổi hàng được nha Lan Alu. Mọi người thông cảm giùm ly nha. Đơn nhiều lắm mọi người ơi. Không đổi được nha, thông cảm giùm ly nha. Mọi người biết rồi á. Bất kể cái shop online nào cũng vậy hết trơn á cả nhà. Hiếm ai người ta cho đổi hàng lắm. Huống gì shop em một ngày bao nhiêu biết bao nhiêu đơn á. Thành ra là kiếm ra cái đơn của mình để xả cho mình nó rất là cực. Nha mấy chị, gắng cố gắng giùm em. Mã Ly đang đang cầm trên tay màu đỏ đó là mã số 18. Đang mặc trong người đó là mã 12. Đang mang trong người đó là mã 12. Vàng đó là mã 12, đỏ đó là mã 18. Lên đơn. Rồi. Ok. Bà nào lấy hai cái thì comment 12 cộng 18 rồi gì đó nha. Bà nào khách mới đó. Còn bà nào hồi nãy mà comment 18 rồi mà muốn thấy lấy thêm 12 thì comment cho Ly thêm 12 thế thôi nha. 59.000 nguyên combo cả áo dây bên trong cả áo khoác bên ngoài giùm Ly nha. 59 cành cho Ly, con này là mã số 18 nha mọi người. 18 lên đơn. 18 màu đỏ, màu vàng đang mặc trên người đó là mã số 12 mọi người. Ai cũng muốn mình xinh. Cố gắng đợi Ly xíu nha mọi người nha. Nó đẹp kìa. Rồi mấy chị kiểm tra tin nhắn giùm em mấy chị ơi, nhận được tin nhắn là có hàng nha. Chịu khó giùm em xíu mấy bạn. Chịu khó giùm em xíu nha mấy bạn. Tại vì cái hàng này nó có nhiều lắm, đợi em xíu. Sắp xong rồi mấy chị, yên tâm em bù đắp cho mấy bà hôm nay. Mấy bà mua cái nào nó xứng đáng cái đó nha mấy chị. Đặc biệt ngày hôm nay nhá. Mấy chị mua cái nào nó xứng đáng cái đó cho Ly. Đẹp lắm luôn, màu đỏ đó là mã 18. 18 giùm em. Đó, cái Ly đang mặc trên người đó là mã 12. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn giùm em mấy chị ơi. Vào xem tin nhắn giùm em nha. Dạ em hết rồi đó mấy chị, duy nhất còn hai màu này thôi. Đẹp lắm luôn á. Mà thật sự nha, mấy cái màu này mấy chị, mấy cái này nè, mà mấy chị mặc màu sáng nó mới đẹp nha. Nhưng mà sáng của này nó sáng rất là tuyệt vời, chứ nó không phải sáng là kiểu sáng xấu đâu. Sáng rất là đẹp. Cái vàng sáng nè, cái đỏ sáng của nó nè, đẹp không? Trời ơi tuyệt lắm mọi người, tuyệt vời lắm. 59.000. Mã này là, mọi người comment cho Ly con này là mã số 18 nha. Đỏ là 18, vàng đang mặc trong người là 12. Giá 59 cành nguyên combo. Nguyên combo cả áo dây bên trong và cả một cái áo khoác áo sơ mi bên ngoài luôn. Nó đi nguyên cặp như vậy giùm em luôn. Em chính thức tình yêu. Nó 18 nha mọi người. Rồi, ok, sẽ livestream giùm Ly. Ai cũng muốn mình xinh. Trời mấy bà muốn lên cái gì nè. Muốn lên cái gì? Mấy bộ đồ bộ đúng không? Trời màu toàn là màu bestseller không mấy chứ ơi. Màu bestseller không nha mọi người nha. Nè. Đó, rồi. Giờ chị Võ Trắng ở bên em không có gọi chốt đơn nha. Chị nhắn địa chỉ qua tin nhắn đi, bên em sẽ tự động đi hàng ạ. Trên hai sản phẩm là bên em tự động đi hàng ở Võ Trắng. Ok. À, best seller không? Yên tâm. Bữa nay mấy bà mua ít ít gì thì cho Ly cũng phải 3-4 bộ nha, hàng này. Em bán 6 mấy ngàn em nói thật luôn, nó quá là xứng đáng. Nó xứng đáng đồng tiền bát gạo dữ lắm luôn mọi người ơi. Mã số 19 giùm Ly con này, mà là mã 19 giùm Ly nha. Thiết kế luôn, lúc nào thiết kế Ly cũng like đầu like hết mọi người, nên là mọi người cố gắng giùm em nha. Rồi cho Ly con này là mã số 19 giùm Ly con này. Rồi mã 19. Thật sự mà nói nha. Ha. Thật sự mà nói mấy chị mà bỏ 6 mấy ngàn ra mấy chị mua bộ này của Ly. Xứng đáng dữ lắm luôn mọi người. Màu best seller không á hàng này.
Tại vì hàng này là hàng thiết kế á. Hàng này là hàng thiết kế á, thành ra là đồ ngủ thiết kế á. Đồ ngủ thiết kế nha. Thành ra là máy chế mình á, máy chế mình một bộ đồ á, người ta màu sắc nó rất là đẹp luôn. 69k, comment cho Lê con này là mã số 19 giùm em. Mã 19 nha mọi người. Màu bestseller không mấy chế ơi, quá đẹp tuyệt vời. Dạ. Áo khoác jean hả? Áo khoác jean để xíu đi. Giờ sao? Quất luôn hả tiền hả? Quất luôn ha, quất áo khoác jean luôn nha. Rồi bây giờ share like giùm em cái nè, tại vì ít người coi nữa cả nhà. Share like cho Lê cái nha. Rồi mã này mọi người comment cho Lê con này là mã số 19 nha mọi người. 19 giùm em nha. Trời, nó đẹp mọi người ơi. Trời, cầm sáu mấy ngày mua bộ đồ nhà Ly. Trời ơi, nái luôn chị ơi. Rồi, cho Ly con này là mã số 19 nha quý vị thân yêu của em. Mã 19, mã 19. Tuyệt vời luôn. Nha. Yeah. Rồi, 19 giùm em con này. Quá nhức nắp luôn. Đẹp quá đây. Đẹp hả? Có bốn mấy bộ hả? Có bốn mấy bộ hả? Gắng cố gắng giùm em nha. Trời đất ơi, mua đồ sáu mấy ngàn mọi người ơi, về rất là ghiền nha chị em mình ơi. Rồi ok cả nhà. Mã này mấy chế cho Lê con này là mã số 19 nha mọi người. Mã 19 giùm em. Đó. Nó đẹp. Màu tuyệt vời hết tiền hả? 19 nha mọi người. 19. Rồi sóng này lên khoác jean nha mấy chế. Mã 19 giùm em con này, đẹp quá. Mấy bộ này tơi tải luôn mọi người ơi. Đẹp dữ lắm luôn mấy chế. Đẹp dữ lắm luôn, mã số 19 giùm em nha mấy chế. Eo ơi, xinh lắm mọi người ơi, rất đẹp nha. Rồi cho Lê con đó là mã số 19 giùm em. Đẹp tuyệt vời, đẹp không bàn cãi luôn nha. Mã 19 giùm em. Rồi xong lên cái khoác zin nha mọi người. Lên khoác zin nha mọi người nha. Lên khoác zin nha. Ôi, hay là mọi người lên mã đào nè, lên mã đào tay cánh dơi một cái nữa nha, xong lên thoát dinh nha. Tại vì mọi người ưa chuộng cái hàng này nhiều nè. Cái đào mọi người ơi, đẹp lắm, em nói thật. Gần Tết mấy chị mua bộ, mấy bộ này là không có rẻ đâu, tại vì không có ai sale nữa đâu. Nha, gần Tết mấy chị mà mua mấy bộ này nó không ai sale nữa đâu mấy chị. Bán cho mấy chị giá quá rẻ luôn, sáu mấy ngàn bộ, không biết phải không nữa. Chế đào tiên đó là mã số 20 nha. Mã số 20 giùm em, 69 cành. Con này là tay của nó nè. 60kg đổ về giùm đi. Rồi nó đẹp mọi người ơi. 20 rồi lên đi cưng ơi. 20 giùm em. Đó nè. Tới nái chưa mọi người. Rồi. Dương Ánh Ngọc chẳng lẽ ngày nào cũng có đơn sao? Ừ, cứ có đơn đi vì cuộc đời cho phép. Cứ có đơn đi vì cuộc đời cho phép. Rồi cho lấy con này là mã số 20 dùng ly nha, sáu mấy ngàn mọi người ơi. Đã lắm, form rất là to luôn mấy chị. Bà nào size XL đổ xuống mặc được hết dùm ly. Size XL đổ xuống mặc được hết dùm ly nha. Rồi cho ly con này là mã 20, tốc độ nhanh chóng gọn lẹ dùm em con này, con 20 nha. Trời ơi, nó tuyệt vời mọi người ơi. Cái vải ghiền hết tiền hả? Cái vải đúng ghiền luôn á. Cái vải là đúng chuẩn luôn á mấy chị ơi. Ha. Rồi mã 20 dùm ly con đó nha, cả nha. Ok, mã 20 giùm em. Tuyệt vời, ở mặt căng. Rồi. Tới công chuyện. Tới công chuyện nha mấy chứ. Tới công chuyện, tới công chuyện. Rồi, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em ạ. Rồi, mã 20 giùm em nha. Mã này mấy chứ cho Lê con này là mã số 20. Không có từ ngữ gì mà diễn tả cái bộ đồ nó đẹp như vậy hết trơn á trời. Mai Liên Nguyễn đặt hàng lên số điện thoại. Đúng chuẩn là đồ ngủ thiết kế luôn á cả nhà. Mà mọi người biết rồi, đồ ngủ thiết kế này mấy chị vô trong shop ấy, vô trong cửa hàng á, mọi người mua không dưới 200 ngàn đâu. Không dưới 200 ngàn. Con này á, là mọi người thấy không, nãy giờ lên không có cái màu nào xấu hết trơn. Tại vì hàng của người ta á, là cái hàng dạng như cái hàng thiết kế riêng. Đó, người ta chọn cái màu rất là độc quyền và rất là đẹp luôn. Để người ta bán vô cửa hàng thì người ta mới bán được giá cao. Mà sau khi cái mùa này nè, cái mùa này nè, cái người ta bán chậm hàng đó, cái người ta cần tiền người ta xoay, thành ra là người ta sale cho mình sale bỏ luôn á cả nhà. Người ta bán chậm quá người ta sale bỏ luôn á mới có. Ôi, giá này 20, ai chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment nha. Rồi cho Lê con này là mã 20 giùm em. Mã này mấy chế cho Lê con này là mã số 20 nha mọi người. Mã 20 giúp Ly. Đỉnh chưa mọi người, rất là đỉnh luôn mấy bà ơi. Tối công chuyện nha. Rồi cái bộ này mà bán cho mấy chị 69 ngàn mấy chế ơi, mấy chế
Rồi lên 20 giùm em nha. Là thế rồi đó. 20 giùm ly con này. Tuyệt vời. Tuyệt vời cực kỳ. Rồi mã 20, sóng này em lên nó khoác riêng nha cả nhà, xem livestream này nha. Mã này mấy chết cho ly con này là mã số 20 giùm em. Đẹp quá, con này. Thì đẹp. Đẹp quá. Nghĩ sao mà mua bộ đồ sáu mấy ngàn mấy chứ ơi, rất là đẹp luôn. Thiệt á, hàng này mà mấy chị ơi, em bán giá sỉ nha. Nếu mà em bán cho khách sỉ giá 70 ngàn, khách sỉ vẫn thấy rẻ. Bà sỉ nhà em kìa, bà kêu, bà hồi sáng bà mới qua nhà em, bà kêu trời trời, cái gì đâu bộ đồ này em bán cái gì đâu mà rẻ dữ vậy. Đi bán cho mấy chết chỉ có 69 ngàn đó nha, giá sỉ vẫn còn thấy rẻ, đừng nói chi giá lẻ nha. Rồi mã này mọi người comment cho Ly mã số 20 nha mấy chị. Mã 20 trái đầu tiên mọi người ơi. Ai cũng muốn mình xin xe livestream giùm em nha. Cho Ly con này là mã 20 giùm em. Tin nhắn nha. Mã số 20 có hàng rồi chị ơi. Nó đẹp. Tin nhắn giùm em ạ. Nó đẹp mọi người ơi, nó đẹp lắm luôn. Đẹp không tì vớn luôn mấy chị. Mã 20 nha, em còn mấy chiếc nữa mọi người ơi. Rồi mã số 20 giùm em, sorry cả nhà nha, tại vì hôm nay là cái ngày Ly khui hàng á, thành ra là hàng số lượng nó có nhiều không mà cố gắng nha. Có mấy cái mấy cái này em còn mấy cái nè. Cái này Ly còn mấy cái, cố gắng giùm em. Rồi mã số 20 là mã này giùm em. Bà nào không lấy bộ này là tiếc gắng chịu nha. Tôi thấy bộ này là nó best seller lắm luôn á cả nhà ơi. Rồi chơi lên con này là mã 20 giùm em. 20 nha, chế nào. Đẹp lắm, 60 kg đổ về vô tư giùm em. 60 kg đổ về vô tư cành đào giùm em. Mà là mã 20 giúp Ly con này nha. Đẹp quá mấy chứ. Rồi mã 20 giùm Ly nha. Rồi ok. Mã số 20 giùm Ly. Rồi lên khoác xin nha mọi người nha. Lên khoác xin cho mấy chị em mình. Mã đang mặc là mã. Ồ thôi lên khoác xin trước đi, chút xíu nó chốt phải đang mặc nữa. Cho chị cái đồ. Xe lai chim giùm em. Khoác xin này nó bụi lắm mọi người. Đẹp lắm. Bụi lắm, đẹp lắm. À, bụi mà đẹp lắm mọi người. À. Nhớ giùm em phơm này không phải là phơm lửng mà nó cũng không phải phơm dài nha. Cái phơm này nó vừa vừa đó cả nhà. Phơm này không phải phơm lửng nha. Đó, cái này là phơm dài nha mọi người. Con này là phơm dài nha cả nhà. Con này là phơm dài. Ở đây á là em chốt đặc biệt Ly chốt cái màu này cho chị em mình. Đó. Con này không phải phơm lửng lên nha. Phơm lửng là giá nó còn rẻ hơn phơm dài nữa. Con này là phơm dài giùm Ly nè. Con này là phơm dài giúp em như thế này. Em bán cho chị em mình con này chỉ có, em nói nghe nè, 85 ngàn. Nhiều khi cái màu nó na ná như vậy, và cái kiểu nó na ná như vậy, chốt giùm Ly nha. Mã này phơm của nó là không quá dài nha mấy chị. Ơ không quá ngắn nha mấy chị. Nó không phải là phơm lửng đâu. Nên là mọi người mặc rất là dễ chịu la luôn nha cả nhà. Ở 85 ngàn. 85 nghìn. Ở đây có bao nhiêu đây thôi. Cho Ly con này là mã số 21 giùm em. Mã 21 lên đơn. Rồi 21 nha mấy chị ơi. Đẹp không? 85 ngàn nha. Tất cả đều là na ná như vậy hết giùm Ly. Không chọn giùm em. Em sẽ chốt màu xanh thôi nha mọi người. Em Ly sẽ chốt màu Ly giống Ly đang mặc trên người nè. Đó. Có khi là nó có điểm nhấn này nọ nè. Giống như con này là nó có rách nè. Đó, con này thì nó có thiêu nè. Nha. Mã này mọi người comment mã 21 dùm Ly. 21 mọi người ơi, 85 ngàn đó mọi người. Đẹp dữ lắm mấy chứ ơi. Rồi 21 dùm Ly nha. À, nhớ dùm em phơm này không phải phơm lửng nha mấy chị. Phơm này không phải phơm lửng đâu. Phơm lửng nó còn rẻ tiền hơn nữa. Phơm lửng á nó còn rẻ tiền hơn nữa. Còn phơm này á là phơm dài nha cả nhà, mà đẹp lắm mọi người ơi. Phơm đẹp lắm nè. Đẹp xuất sắc luôn nha. Nè có bao nhiêu đây à mọi người ơi. Rồi nhanh chóng nha. Rồi nó na ná như vậy, có khi là nó là rách nè, có khi nó là thiêu nè. Đó, đẹp không? Đẹp lắm. Rồi 21 dùm em, 85 ngàn một con. Tới công chuyện. Rồi ok, mã 21 đẹp không? Đẹp lắm nè, có cái là điểm nhấn như vậy nè. Đó, có cái là rách nhẹ như vậy. Mã này là mã số 21 nha mọi người. Áo khoác jean dùm em. Nó cùng một lô cùng một lò đó mọi người. Đẹp ha. Quá đẹp luôn, 21, 85 ngàn mọi người ơi. 85 ngàn. Đẹp lắm, tại vì cái này nó không có màng.
Đất ơi, nó đẹp lắm. Khách mới đặt hàng lên số thoại em ạ. Đây, em mặc cái form này cho mấy chị coi nha. Đẹp lắm. 85.000. Trời máu ơi, nó đẹp mấy chứ ơi. Đó. Ở trong đây là nó có hơi lửng nhẹ một chút xíu cũng có, hơi dài nhẹ chút xíu cũng có, nhưng mà đẹp, đẹp đều nha mọi người. Đẹp đều, giá 85.000 mình không chọn kiểu màu này, tất cả là màu này nha. Màu đen là chút xíu Ly sẽ like sau chứ không, Ly không có bỏ màu đen cho mấy chị. Tất cả là màu Ly đang trưng ở đây như thế này nè. Mã 21 giùm Ly nha. Mã số 21 giùm em. Đẹp dữ lắm luôn. Đó. Đẹp cực kỳ đẹp mấy chế ơi. Trời đất ơi, nó đẹp nè mấy chế. Nguyễn Thảo đặt hàng lên số điện thoại ạ. Rồi. Mã 21 giùm em nha cả nhà, mã là mã số 21. Rồi, chị nào đã có tin nhắn trả về muốn lấy thêm thì bấm thêm 21 giùm em nha. Đây, em mặc thêm một form nữa cho mấy chị coi nha. Form đẹp lắm, form dài cũng đẹp nè mấy chị. Đây, em mặc form dài cho mấy bà coi nè. Form dài mặc nhìn cũng ngầu nữa. Đẹp lắm luôn á, 85.000 form dài nó đắt tiền hơn form ngắn nha. Mấy cái form dài á là nó đắt tiền hơn á. Tại vì nó người ta hao vải á. Trời ơi. Nó có cả form dài và form ngắn nó chung chung một lô nha cả nhà. Em bán lô cho chị em mình đó là 85.000 một cái áo khoác zin như thế này. Rồi cho Ly con này là mã số 21 giùm Ly nha. Đẹp không? Đẹp lắm, form dài nó cũng nhìn nó rất là hay luôn á mọi người. Form dài hoặc là form ngắn gì cũng hay hết trơn á cả nhà. Nha. Đây con Ly đang mặc trên người là form dài nè. Đó, nha, mã 21 giùm em. Mã 21 mấy chế ơi, xuất sắc mấy chế. 85.000 một áo nha. Kiểu nó thì nó có ở đây chung một lô, nó có 300 cái thôi. Thì nó có form ngắn, form dài giống như form dài Ly đang mặc trên người nè, đẹp không? Chị Lana Lua không chọn cách nha, không chọn. Không chọn giùm Ly nha mọi người. Nha, mấy chị ơi. Yên tâm, nó na ná 90 với nhau vậy đó. Nó na ná 90. Chọn nha mấy chị ơi, chọn em không có tạo đơn được nha. Nó na ná 90 với nhau nha, mới có giá 85.000 mấy chị. Tại vì do là cái hàng này á là hàng sale người ta cắt mạc hết rồi. Ly không có thể nào mà chọn phân màu ra được. Ly không có thể nào phân mẫu ra được nè, cái form dài Ly đang mặc cho người nè. Đó là form dài nha mấy chị. Trời đất ơi, mua cái áo 87.000 và bây giờ em mặc cái form ngắn cho mấy chị coi nha. Form dài, form ngắn gì cũng đẹp hết trơn, khoác lên nhìn nó bụi, nó sang lắm. Rồi, chị nào có tin nhắn trả về muốn lấy thêm thì bấm thêm mã 21 giùm em nha. Mấy chị lưu ý là không có tròn nha mấy chị ơi, thông cảm giùm em nha. Rồi, đẹp lắm. Form dài mấy chị mặc cũng sang, mà form ngắn mấy chị mặc cũng sang, có 85.000 mấy chị. Đặt đi. Đẹp lắm, đây nè, form ngắn nè. Đó, hai kiểu, kiểu nào cũng bụi. Hai kiểu nào cũng bụi nha. Rồi, cho Ly con này là mã số 21 giùm em, giá 85.000 không chọn kiểu giùm em. Kiểu nó na ná như nhau hả mọi người. Kiểu nó na ná như vậy à, 85.000. Tại vì á là người ta cắt bỏ mạc rồi á nên là Ly không có nhìn theo mã số mà phân chia mẫu được. Không có chia mẫu được. Họ gấp lại vậy nè, là cứ như thế mà bán thôi. Nên thành ra là Ly lời ước thức cho cả nhà, cái vaccine này em Ly bán chỉ có 85.000 cho mấy chị em mình không chọn kiểu giùm em. Đẹp dữ lắm, 85.000 nha mọi người nha. Form dài, nó có form dài, form lửng, nó đi chung nguyên combo như vậy và số lượng nó cũng không có nhiều đâu mọi người. Số lượng nó không có nhiều đâu nha, nhìn cho Ly form lửng nè. Thường thường á là form dài nó sẽ đắt tiền hơn form lửng á. Thường thường form dài nó sẽ mắc tiền hơn form lửng, tại form lửng á là người ta bán sale rẻ lắm. Form dài thì mình hao vải á cả nhà. 21 giùm em nha. Đây, rồi xong em sẽ mặc cho mấy chị em coi cái form dài nữa nha. Rồi, chị nào nhận được tin nhắn muốn lấy thêm thì bấm thêm mã 21 giùm em nha mấy chị. Bùi lắm, đẹp lắm mọi người. Nè. Đẹp cực kỳ. Em nói rất là bụi luôn á. Nha. 85.000. Nè, con này form dài nè mấy chứ. Con này form dài nè, mặc rất là hay, trời đất ơi. Mã 21 giùm Ly con này 59.000. Ô, hình 85.000. Khoác xin giùm em nha. Đẹp không? Đây, con này là form dài nè mấy chị. Con này là form dài nha, lửng là nó nhẹ lên này xíu. Rồi, cho Ly con này là mã số 21 giùm em, 85.000. Một cái áo khoác xin. Mình không có chọn kiểu giùm em. Nó có hai form. Đó, em mà chọn kiểu em bán 99.000 cho mấy chị vẫn ok, nhưng mà tại vì do là nó không có chia mẫu được đó mọi người. Nè. Đó. Đẹp đẹp như thế không à? Đẹp đẹp không à mấy chị? Form dài thấy đẹp ha.
Con dài thấy cũng đẹp ghê hả Tiệp ha. Con dài mặc rất là đẹp luôn á trời. Nhìn nè. Ở đó giờ Ly bán áo jean á, em hay bán con form lửng á. Nhưng mà bữa nay thấy cái form dài thấy đẹp quá à. Chưa từng bán form dài qua luôn á mọi người. Chưa từng bán form dài qua luôn á. Nè nhìn form dài đẹp ha. Form dài đẹp quá mọi người. Đẹp ha. Ở đây nó có hai form, form lửng. Phụng Quỳnh ơi không có chọn nha. Form ngắn và form dài á. Phân ngắn và phân dài mình không chọn giùm em, lấy hỏng nhiên giùm Ly là giá 85 ngàn. Tại vì Ly không có chia mẫu được đó, mấy chị chia được là em bán trăm mấy cho mấy chị sướng hơn nè, em bán trăm mấy cho mấy bà nó sướng hơn chứ. Tại vì Ly không có chia mẫu được, nó cắt hết bỏ mấy cái mạc hết rồi nè, nguyên một lô này là nó cắt bỏ hết mạc rồi nha. Mã 21 giùm em. Và mấy chị vào xem tin nhắn em ạ. Chị nào muốn lấy thêm thì bấm thêm giùm em nha. Đẹp lắm, bụi lắm mọi người ơi, sang cực kỳ sang. Phơm dài phơm ngắn gì cũng đẹp, nãy giờ em mặc cho mấy chị xem đó. Đây mặc thêm cái nữa nè cho mấy bà nè. Trời đất ơi đẹp tuyệt vời. Mã 21 nha, 85 ngàn đâu ra vậy, ai cũng muốn mình xinh. Đẹp quá, 60-62 cân đổ về giùm em nha. Đẹp không? Có tin nhắn cả về muốn lấy thêm bấm thêm giùm em nha mấy chị ơi. Mã Ly đang mặc trên người giờ mình chốt ngẫu nhiên giùm em, không chọn kiểu nhưng mà nó na ná 90-90 với nhau thôi. Và nó chỉ có là hai form, một form lửng và form dài. Nãy giờ em mặc hai cái form cho chị em mình coi đó, form dài. Tâm Nguyên ơi có hàng có tin nhắn cả về, Tâm Nguyên ơi vào kiểm tra tin nhắn nha. 85 ngàn. Cành đó mọi người. Nhà nhìn phơm dài em mặc nè, đẹp không? Em nói đẹp lắm mọi người ơi, rất là đẹp. Yên tâm nha. Mấy chị comment số 21 là được mấy chị em, mấy chị comment dài ngắn là em không có lên đơn nha mấy chị. Mã 21 giùm Ly nha mọi người. Áo khoác jean giá 2 giá 85.000 một chiếc. Mình không chọn giùm Ly, tất cả màu và kiểu nó na ná như Ly đang mặc trên người. Kiểu và màu nó na ná giống Ly đang mặc trên người ở đây như thế này. Giá của nó là 85 ngàn, mình không chọn kiểu. Màu cũng na ná luôn và kiểu cũng na ná luôn giùm em nha. Đó, nè. Trời ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Rồi, cho Ly con này là mã số 21 giùm em. Mã 21 giá 85 cành. Mấy chế Stella Dream giùm Ly nha mọi người. Đẹp không? Con này. Rồi cái phông dài nó cũng đẹp tuyệt vời luôn mọi người ơi. Cái con này mà mọi người đi du lịch đi ô rồi đó. Rất là đẹp luôn á trời. Mã số 21 giùm em nha, 85 ngàn á mọi người, quá rẻ. Thiệt. Con này nếu mà em phân được mẫu nha, em bán cho mấy chị 120 mọi người vẫn thấy rẻ. Nếu mà em phân được mẫu á, do là họ sell cho mình á, họ cắt màng hết rồi. Thật ra là Ly không có phân được mẫu nè. Nó na 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 90 cái cổ nó giống nhau và màu của nó thì giống nhau, tay của nó giống nhau. Thành ra là Ly không có phân được á. Nếu mà Ly phân được, Ly bán cho mấy chị 120 ngàn là rồi khỏe. Khỏe luôn. Tại vì không phân được mẫu á, nên là Ly bán theo kiểu giá sỉ cho chị em mình luôn rồi đó. 85 ngàn. Đặt hàng lên số điện thoại nè. 85k nha, mã 21 nha. 85k mã 21 giùm em. Lệ Linh ơi không có chọn dài ngắn nha chị ơi. Mã 21 giùm em nha. Cái này nhớ giùm em bán theo cho mấy chị coi như là giá sỉ luôn rồi đó cả nhà. Hơn giá Ly nhập vô có mấy ngàn chứ mấy. Hơn giá Ly nhập vô có mấy ngàn chứ mấy. Do là em thấy nó đẹp quá mà giá nó cũng mềm. Có nhận được tin nhắn là có hàng, nó vào kiểm tra tin nhắn nha. Trần Tuyết Ngân không chọn dài ngắn nha chị ơi. Hà Thiên cũng vậy là không chọn nha. Rồi ok cả nhà. 85 ngàn mọi người ơi, em không chia mẫu được, em mới bán cho mấy chị 85 ngàn đó. Ai lấy ngẫu nhiên giùm em. 21 là được rồi. Hoan Hỷ đi lấy giùm em nha. Rồi ok. Mã số 21 giùm em giá 85 ngàn giùm em. Cái gì? Đẹp quá. Mã số 21. Xe lên. Anh. Mã 21 nha cả nhà. Phong dài phong ngắn gì mặc vô nhìn cũng xinh đó mọi người. Đẹp lắm. Mấy chị comment 21 và số lượng đừng mấy chị, đừng có chọn dài ngắn giùm em nha. Rồi ok. Một dài một ngắn. Dạ. Rồi mã 21 giùm em con này. Đẹp xuất sắc không mấy chứ. Đẹp quá à.
Mã Lyra mặc trên người là mã 21, giá 85 cành giùm em nha. 85.000 đồng. Rồi mã 21 giùm Ly. Đẹp xuất sắc mọi người ơi. Cái này giá nó còn cao hơn những cái hàng ấy cả nhà. Rồi ok cả nhà. Đẹp lắm luôn á mấy chế ơi. Rất là đẹp. Mặc xinh lắm nha. Mặc cực kỳ xinh. Mã số 21 giùm em con này nha. Rồi ok cả nhà. Mã là mã 21 giùm em. Giá 85.000 mình không chọn kiểu giùm Ly nha. Mình không chọn kiểu giùm em, nó có cả phông ngắn và phông dài, nhưng mà em cũng không có xác định được là cái nào ngắn cái nào dài luôn á nha. Nên là ráng cố gắng giùm Ly. Rồi, ok, mã 21 xong chưa? Rồi, tiếp tục. 21 là giá 85.000 á. Qua nè. Áo sơ mi đẹp quá ha. Trời đất ơi. Vải hơi bị đẹp luôn, cái áo sơ mi này có một cục duy nhất à. Có một cục duy nhất là áo sơ mi này. Áo khoác jean là mã số 21 á mọi người. Cái áo sơ mi này 59 cành mã số 22 giùm em. Áo sơ mi này 59 cành mã số 22 giúp Ly nha. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 22 giùm em. Mã 22 đi cưng. Ai cũng muốn mình xin. Rồi 22 nha mọi người. 22 giùm em. Mọi người comment theo mã số nha. 59 nha mã 22. 59 ra mã 22 giùm em. 22 á. Mã 22 giùm em. Say hello chim, chim này say 23 nè mọi người, đẹp quá. Trời ơi cái áo sang lắm mọi người, vải rất là đẹp luôn. Rồi cho Ly con này là mã số 23 quý vị ơi. Nha, 22 và 23 giá 59 cành, form to, form rộng đẹp cực kỳ, form dài luôn giùm em. Rồi cho Ly con này là mã số 23 nha mọi người. Mã 23 giùm Ly con này. Rồi cho Ly con này là 23 nhé mọi người nhé. Mà là mã số 23 giùm em con này. Đỉnh 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 mọi người ơi, quá đẹp luôn. Rồi 23 chốt đơn đi con. Mà là mã số 23 giùm em con này. Mã 23 nha. 23 giùm em. 22 mấy cái. Rồi 23 đi anh. Rồi dạ. Rồi, con này mọi người comment cho Ly con này là 24 nè. Vải đẹp lắm nha. 24 nha. Form rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi, cho Ly con này là mã 24 có 5 cái nè mọi người. 24 Ly có mấy cái không? 24 Ly có mấy cái thôi nha. 24 Ly có mấy cái thôi. Ờ, đồ ngủ còn không? Dạ còn, đợi em xíu. Em còn màu đẹp không à? Em Ly còn màu mới màu đẹp không ha? Có cần phải đẹp vậy không mọi người? Trời năm mấy ngàn mua cái áo sơ mi đỉnh, đỉnh có chớp nhá. Rồi 24 là màu hồng. 24 là màu hồng, con này là màu đen, thấy không? Màu đen đó là mã số 25. Màu đen này tay ngắn đó là mã số 25 nha cả nhà hàng nữ. Mã số 25 giùm em, 59.000 mã 25. Ở cái áo sơ mi đi đang mặc trong người, chị nào chưa có thì comment cho Ly nha. Tại vì riêng cái màu này em thích quá, em Ly cho về số lượng nhiều quá mọi người. Hả? Một cái áo, áo dây bên trong kèm theo cái áo sơ mi bên ngoài. Mã Ly đang mặc trên người, đặc biệt chị nào chưa có comment cho Ly nha, nhớ nha. Chế nào chưa có comment cho Ly không thôi bị trùng. Ha. Bà nào mà coi tin nhắn, mấy bà có mã 12 rồi, mã này là mã 12. Giá vẫn là 59.000 cho chị em mình. Một cái áo dây bên trong kèm theo cái áo sơ mi bên ngoài. Đó là mã số 12. Chị nào coi tin nhắn giùm Ly có mã 12 rồi, nhường cho những chị khác không thôi bị trùng nha. Rồi chị nào khách mới lên đơn cho em mã số 12. Giá 59.000 hai món. 59.000 hai món. Một áo dây, một cái áo sơ mi như thế này giùm Ly ha. 59.000 hai món giùm em. Rồi cho Ly con này là mã số 12. 12 lên đơn mã 12 đi cưng ơi. Đẹp quá. Mã 12. Nè. Rồi 12 giùm em con này. Ở dưới hàng màu áo sơ mi cho anh lần.
đồ ngủ hả? Đồ ngủ đợi em xíu đi, em bán đồ đi chơi cho mấy bà trước. Năm nay là không có trend, không có trend hàng thiết kế mọi người, thành ra là ít đi hàng thiết kế lại. Năm nay là trend những cái tông mà tông áo lẻ đồ này nọ nè, thành ra là năm nay em Ly có ít có khi đi hàng thiết kế cho chị em mình á. Chị nào muốn mua hàng thiết kế thì cứ đầu like á, cứ đầu like em sẽ like một hai mã hàng thiết kế đầu like cho mấy chế mình. Tại vì năm nay không có trend, không có trend hàng thiết kế nhiều á, thành ra là Ly không có đi. Rồi, ok. Còn. Rồi mã 12 là mã Ly đang mặc trên người, một cái bra trong người và một cái áo khoác như vậy, mã số 12 nha. Mã 12 nhớ giùm em ha. 12. Cái này còn không cơ? Còn mấy cái hả? Rồi ok, cái này còn ít nè mấy chị. Màu đỏ là mã gì? Xin phép mọi người để cho em like hết nha. Mã số mấy? 18 nha. Caro đỏ kèm theo một cái áo dây như vậy, giá 59.000, mã số 18. Caro đỏ đó là mã 18 giùm em. Rô đỏ đó là mã 18 giúp Ly con này. 18 nha. Đang mặc trong người là mã 12. Nguyên combo giá vẫn 59.000 cho chị em mình. 12 và 18. 12 là caro vàng đang mặc trong người, 18 là caro đỏ giùm Ly nha. Ok, chốt đơn. Quá tuyệt vời. Đẹp quá. Con này 18 nè mấy chị, 18 em còn mười mấy cái mà người chốt nha. 18 giùm Ly, chịu khó nha, chị nào có đơn rồi á, đợi em xíu nha. Cho em xin 5 phút nha, là xong rồi. Con này là mã 18 nha, 18. Đang mặc trong người là 12. Trời, combo này mà bán cho mấy chị 59 ngàn nó tới công chuyện quá mọi người ơi. Nha. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn. Đẹp quá đẹp luôn. Mấy cái quần này hôm trước bán quá trời luôn á, bán có 60.000 cái mà, bán quá trời bán. Chị Kim Ngân 12 chị lấy 3 cái đúng không? Giờ hết hàng rồi. Mấy cái quần đang mặc trong người nè, đợt trước bán quá trời bán luôn, đâu còn đâu giờ. Giờ không còn. Mười tám là caro đỏ, 12 là caro vàng, rồi hết. 12 là caro vàng, 18 là caro đỏ giùm em. Ai cũng muốn mình xin. Ok mấy chế mình chuyển tông. Trời ơi, bé solo không à, bé ơi là bé. Làm sao đây? Màu bé solo không à, trời. Mấy chế ơi, em nói thật, mấy bà mua cả chục bộ. Cả chục bộ cho tôi, Tết khỏi mua. Đó, để sẵn dành trong tủ cho em. Em hết rồi chị Việt Trân ơi. Em đảm bảo mấy chị sẽ có lợi hơn gấp đôi, gấp ba lần. Gấp đôi, gấp ba lần. So mà người mua ngoài. Một bộ này em Ly bán chỉ có 69.000, mọi người phải có lợi từ gấp đôi hoặc là gấp 3 lần như vậy. Nhá. 69.000 mã. 26 mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã 26 lên đơn giùm em con 26 nha mấy ché. Rồi 26 chốt đơn đi cưng. 26 lên đơn. Đẹp tuyệt vời mọi người ơi. Không có từ gì để bàn nữa con này. Em nói là không có từ gì để bàn. 26 nha. Rồi 26 giùm em con này. Mà là mã 26 giùm em. Mã 26 giùm Ly nha. Thật sự tốt, mấy chị mua không có giá này đâu mọi người ơi. Hàng rất là đẹp luôn. Rồi 26 giùm em, 65 cành, quá tuyệt vời. Ở 69 cành. Gắng cố gắng nha mấy chị. Hôm nay nhất định phải lấy cho Ly ít nhất phải 5 bộ này, em nói thật luôn. Mấy chị mua phải có lợi hơn ở ngoài từ gấp đôi tới gấp 3 lần nha. Em bán 69 ngàn nó quá rẻ, hàng siêu đỉnh luôn. Rồi cho Ly con này là mã số 26 giùm em nha. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã 26 giùm Ly con này. Mã 26 mọi người ơi. Nó đẹp nè mọi người. Nó đẹp không tì vết luôn á bộ đồ. Cẩm Nguyên ơi, do Cẩm Nguyên xóa tin nhắn đó. À, xóa bình luận đó Cẩm Nguyên ơi. Xóa bình luận nên nhắn nó không có qua được nha. Rồi 26 nha. Mã là mã 26. Có mã 18 á Cẩm Nguyên. Áo sơ mi lên nữa đi Ly. Đợi em xíu nha. Áo sơ mi em còn nè. Em còn màu trơn á, áo sơ mi Ly còn màu trơn, đợi em xíu nha. Rồi cho Ly con này là mã số 26 giùm em. Mã là mã 26 giùm em.
Mã 26 giúp Lê con này nha cả nhà. Ngọc Trang được 11 sản phẩm đó chị ơi, vào đếm lại em nha. Ok mọi người. Rồi mã này mấy chế cho Lê con này mã 26 nha mọi người. Thiệt sự luôn á trời, nó đẹp từ cái áo, đẹp từ cái quần, đẹp từ chất vải luôn á chị em mình ơi. Không phải em nói em hô hào cho nó hùng hổ lên để cho mấy chị mua đâu. Mấy chị còn một bước kiểm hàng nữa. Nhưng mà thật sự bỏ 69.000 ra mua bộ đồ nó quá xứng đáng mấy chị. Không có dùng từ gì để mà nói nó trơn, nó 69.000 bộ đồ này. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số bao nhiêu quên rồi. 26 cả nhà ơi, 26 xếp hàng rồi cả nhà. 26 giùm em con này nha. Đẹp lắm mấy chế ơi, thiệt sự mua bộ đồ rất đẹp. Rồi 26 chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment nha. Mấy chế nhận bộ đồ của Ly xong rồi mấy chế cảm thấy trời ơi sao tôi không đặt nhiều một xíu á. Đẹp lắm, 60.000. Nếu mà 160.000 mấy chị nên suy nghĩ lại nha. Còn cái này 60.000 mấy chị không cần phải suy nghĩ luôn. 60-62 cân đổ về được hết giùm em. Size XL đổ xuống mặt vừa hết giùm em nha. Size XL đổ xuống mang vừa hết giùm Ly. 69.000 mấy chị không cần phải suy nghĩ luôn. Từ đầu like tới giờ là Ly bán ngàn mấy bộ rồi đó. Hàng này không nha, Ly không tính mấy hàng khác nha. Ngàn mấy bộ rồi đó. Màu đẹp không? Tại vì hàng này là hàng thiết kế, cả nhà đồ ngủ thiết kế. Nó không phải giống như là đồ ngủ Tân Bình hay là đồ ngủ hàng chợ. Con này là dạng như thuộc top đồ ngủ thiết kế nè mọi người. Hả, người ta để người ta bán trong cửa hàng không à. Người ta bán trong cửa hàng không à, chứ người ta không có bán ở ngoài đâu. Đó. Rồi mã này mọi người comment cho lên mã 26 nha mấy chị. 26 điếm chị đi. 26. 26 giùm em con này. 26 giùm Ly. 60kg đổ về mã số 26 giùm em nha. Rồi ok. Ủa sơ mi giờ còn có màu này hả tiền hả? Trời đất ơi, nó có túi mọi người ơi, con này đẹp quá. Khơm dài 27 giúp cái ly con này. Đẹp ha. Sơ mi 59.000. Màu trơn. Màu này đi Noel à, đi chơi Tết. Trời mặc dịp gì cũng được hết trơn mọi người ơi. 27 chốt đơn đi cưng. 27 nha, nó có cái túi hai bên nha mọi người, đẹp lắm, hàng cao cấp cực kỳ, vải hơi bị đỉnh luôn mọi người nha. Cái vạt áo nó cũng đẹp mọi người. 27 đi anh. 59.000. 59 cành hoa cho Ly con này là mã 27 giúp em nha. Gì hả? À, có mấy trăm à? Có mấy trăm mà mận màu mấy trăm á má. Ok. Chị ta có tao tao mới chịu nổi bả mà chứ. Rồi cho Ly con này là mã số 27 giùm em. 27 giùm Ly con này. Đẹp lắm mọi người. Form 60kg đổ về vô tư bao la vùng trời giùm Ly, đẹp quá. Đỏ này là đỏ, đỏ dạng như đỏ trầm đó mọi người. Nó không phải là đỏ tươi, tưới từ tươi lên đâu nha. Đỏ này rất là sang. Đỏ này cực kỳ sang luôn. Mã số 27 giùm em con này nha mọi người nha. Lên chơi Ly con này là mã số 27 giùm em. Quá đẹp luôn mấy chứ. Cực kỳ xuất sắc. Rồi chơi Ly con này là mã 27 giùm em con này. Trời đẹp quá. Con này mà mấy chị dạng như mọi người mà mặc áo sơ mi đóng mặc quần tây mà đóng thùng cũng đẹp nha. Mặc quần tây đóng thùng cho em cũng đẹp, mà mặc quần đùi bỏ áo ngoài cũng đẹp. 27 giùm em. Tuyệt vời mọi người ơi, mã 27 nha, lên đơn nha. 59.000, 59 cành. 59k mã số 27 giùm em. 59.000 mã 27 giùm Ly con này. 27 giùm em. Đẹp quá mấy chế ơi, không có thể hình dung được nó đẹp như vậy luôn á. Nha. Rồi cho Ly con này là mã 27. Nó có cái túi, hai cái túi mà. Đó, đẹp không? Rồi, ok. Giá này là tới công chuyện. Có 20 có 59.000 cái áo này đẹp không? Em mấy chá đẹp xuất sắc. 27 em còn mấy con đến hết hàng nha mọi người. Rồi cho Ly con này là mã 27 giùm em con này. 27 thật ra con mấy con số gì đây, số gì đây, số gì đây nãy giờ.
Rồi 27 giùm em con này. Đẹp quá, xuất sắc cực kỳ, mấy chưa? À. Mã là mã 27 đó mọi người, giá 59.000 nha mấy chứ. Giá là 59.000 mã số 27 giùm ly nha. Mã là mã 27 giùm em con này. Ai cũng muốn mình xin. Rồi ok cả nha. 27 giùm em nha. 27. Ôi cái áo khoác xin còn mấy cái hả cưng? Áo khoác xin ly còn cỡ khoảng mười mấy 20 cái nè mấy chị. Áo khoác xin nha. Khoác xin này á mọi người, form của nó bụi bụi, tay tay, sang sang. Em bán cho mấy chị một cái như thế này là 85.000 á mọi người. 85.000 một cái. Kiểu của nó na ná 90 với nhau như vậy. Em còn mười mấy cái mọi người chốt cho ly nha. Màu nó cũng na ná mà kiểu nó cũng na ná như vậy, mình không chọn giùm ly. Giá của nó là 85.000 cho ly con này là mã số 21. 21 giúp ly nha cả nhà. Form đẹp quá mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Có cái thêu, có cái rách, có cái kiểu này kiểu nọ na ná như vậy nha mọi người. 90. Yên tâm là nó không có đi nó không có kiểu mà nó quằn quại quá đâu ha, nó sang sang như vậy thôi. 85.000 mã 21 giùm em con này. 85k mã 21 giúp em đây nè. Đó, em còn mười mấy cái thôi đó. Nãy giờ ly chốt ly còn có mười mấy cái thôi đó. Mã là mã 21 giùm ly. 85 cành con này giùm em. Đẹp lắm. Form này không phải form lửng nha mấy chị. Form nó hơi dài dài nhẹ nhẹ một chút xíu đó. Nó hơi dài nhẹ mặt rất là bụi luôn. Mã số 21 giùm em con này. Đó. Thế bà ai mà thích song tay giống Luyên nè. Đẹp lắm đấy chứ. Nha. Thường thường là áo jean thì nó có vậy thôi. Túi hộp, rồi rách, rồi thêu, rồi chữ. Đó, nó có nè, nó đi qua đi lại, nó có na ná như vậy thôi à. Nên là em Ly không có chọn được mẫu, Ly bán cho mấy chị không chọn mẫu, giá là 85.000 đó. Chợ rẻ quá. Lời đúng 5.000 đồng cả luôn mấy chị. Rồi, cho Ly con này là 21 giùm em nha. Mã là 21, mã là mã 21, giá 85.000. Dạ, em còn mười mấy con, mọi người bấm cho Ly mã 21 luôn nha cả nhà. 85.000 mà 21. Đẹp lắm, bụi lắm mọi người. Rất là sang luôn. Thì có mấy chị bỏ 85.000 mua cái áo jean để có đi đâu mặc cũng được nữa cả nha. Nha. Rồi 21 giùm em. Rồi chị Trần Chi trước sau là 8 cái 21 nha chị. Chị nào có lấy thêm thì bấm thêm 21 giùm em nha. Rồi mua cái áo 80 mấy ngàn mặc rất là như rất là bụi, rất là sang như thế này. 21 nha. Ôi. Nước hoa, ủa cái nước hoa kia là có 10 chai hả? Cái quen đó, quen có 12 chai. Để mày lấy xong mày bỏ cái hộp cho người ta cũng rồi. Yeah. Đẹp lắm. Trời ơi, 85.000 mọi người ơi. Đẹp cực kỳ nha. Form này không phải form lửng đâu cả nhà. Form này nó vừa đó. Nó vừa tầm mà mọi người mặc rất là hay luôn. Có cái thêu, có cái rách, có cái bạc, có cái nè. À, cái này bạc, có cái túi hộp, có cái trơn vậy đó. Đó, nó nguyên một lô như vậy giùm em nè. Em còn mười mấy con cuối cùng nha. Rồi, cho ly con này là mã số 21 giùm em, giá 85 cành. 85k giùm em. Thôi, 21 nãy chỉ có 2 cái rồi, vào kiểm tra tin nhắn nha. Lấy thêm thì bấm thêm ạ. Đói bụng quá đi. Lấy thằng tép ra ăn à. Nãy có mì gói nè. Mà nãy mới tha son đấy. Có gì ăn nè. Có gì ăn. Ừ, ăn cái đó đi. Đây đi. Mã Ly đang mặc trên người là mã 21 nha cả nhà. Em đói mọi người. Cho em ăn chứ. Em mời mọi người ăn mì gói. Rồi. Ngon rồi. Mắc quá. Gói vốn hết 30.000 bán nhiêu. Nên là thôi không bán luôn. Ăn luôn. Mì dạng như mì Thái á. Ăn ngon. Bùi Thúy An đặt hàng lên số điện thoại nè. Nguyễn Thị Loan đặt hàng lên số điện thoại. Khoác riêng mã 21. Kiểu na ná như kiểu đi mặc trên người. Mã 21 nha mọi người, chốt cho em ha. 60kg, 62 cân đổ về được hết dùm em.
có mấy con đổ về được hết nha. Dạ mã này chưa có bán chị ơi, mã mì chưa bán rồi. Em thấy nó đắt quá mà chị, đồ ăn chơi mà thấy nó mắc tiền quá thôi em không bán. 21 thì em nha, em để em ăn luôn mà ngon, ngon nha, ngon nha, nhưng mà Ly không có bán do là đồ ăn chơi mà em thấy nó mắc tiền quá. Một gói nhỏ xíu vậy 29 ngàn đó, 29 ngàn, lẽ giờ về tôi bán cho mấy bà 35 ngàn, mà gói đồ ăn chơi mà 35 ngàn thì tính ra nó quá mắc đúng không? Gói đồ ăn chơi mà 35 ngàn tính ra nó mắc quá. Rồi ok cả nhà, mã Ly đang mặc trên người là mã số 21, áo jean mình không chọn kiểu, kiểu nó ná 90 như nhau như thế này thì chị em mình chốt cho Ly mã số 21 giá 85 cành. Em còn mấy cái nữa nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã 21 giùm Ly con này nha mọi người ơi, đẹp quá. Rồi 21 chốt đi em ơi, 21 nha, hết hàng rồi. Chuyển tâm nha, con này có 10 chai hả? 10 chai. Em nói thật cha, mà nó hiếm, nó hiếm như vàng như mấy chị. Hôm trước em Ly hứng hứng lên buổi tối á, buổi tối em Ly like cho chị em cái cham túi sách á, rồi cuối cùng đâu có hàng trả cho má nào đâu, chốt cho giữ vô bị bỏ bao nhiêu tờ giấy tiền, bao nhiêu? 40 chị, 40 chị không có hàng á nha. Rồi cái này á, chai này á là cái mùi của nó khác mùi hồi nãy nha cả nhà. Con này thì comment nước hoa hồng giùm em, nước hoa cái vỏ của nó là màu hồng, mùi của nó là mùi quen nha cả nhà. Mùi này là mùi của nó là mùi quen. Chai này chung dung tích là 20ml, nó gấp đôi với chai túi xách hôm trước, nhưng giá chỉ có 120 ngàn, giá chỉ có 120k nha cả nhà. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã nước hoa hồng nha, tại vì cái vỏ bên ngoài nó là màu hồng nè, quen nha, mùi quen nha mọi người, mùi sang lắm, mùi rất là hay luôn, mùi quen này nha, thơm quá trời, nó xịt nãy giờ nó vẫn còn thơm nồng nàn luôn á, bởi vì mê cha nó. Trời ơi nó ngọt mọi người ơi, nó ngọt nó đã dữ lắm luôn. Có 10 chai má ơi, nước hoa hồng 120, nước hoa hồng 120 ngàn, 120 ngàn nước hoa hồng giùm em nha mấy chứ. Cái này bây giờ nó có cái tớp vậy nè mọi người, bây giờ cái này nó có cái tớp vậy nè đó, nó có một cục vậy thôi đó, 6 mấy ngàn mấy chứ ơi, thiệt sự đáng đồng tiền bắt gạo, đáng đồng tiền bắt gạo luôn á mọi người nha. Mà có ít nha cả nhà, có mấy cái chừng chiêu là 3 chai nha chị. Con này mọi người comment cho Ly con này là mã gì bé ơi? 28 nha, 28 giùm Ly con này. Mã là mã số 28. Trời ơi nước hoa nó thơm mấy chị, mà em buồn buồn tình con Dada là em không có hàng, bán có đúng 10 chai thôi. Rồi mã này mọi người comment cho Ly mã số 38 nha. 28 nha. 28 giùm em. Mã là mã 28 giùm Ly nha mọi người ơi. Rồi mấy bà ơi, share livestream giùm em cái nha. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã 28 giùm Ly con này nè. Mã là mã 28 nha mấy chế. Đẹp quá mấy chế. Rồi 28 chốt đơn nè. Rồi mã số 28 giùm em. 28 giùm em. Nước hoa. Ủa gì kìa. Rồi ok mã 28 giùm em nha. 28 giùm Ly phải không? 28 có một cục nhỏ vậy thôi mọi người, thông cảm giùm em nha. 28. Tao nói 29 thôi mấy bà. 29 đẹp lắm mấy bà ơi. Thực sự nhìn cái vải qua màn hình thôi mấy bà cũng đủ biết nó chất lượng rồi đó. Mấy bà cũng đủ biết nó chất lượng như thế nào rồi đó. Trời đất ơi, bộ đồ mà bán 60 mấy ngàn cho mấy chị không hình dung ra được nó đẹp như vậy đâu. Rồi cho Ly con này là mã số 29 nha. 29 giùm em con này. Đẹp lắm mấy chế. Rất là đẹp nha. Do là em mặc cái quần jean nè. Nguyên bộ đó mấy bà. Tới công chuyện dữ lắm. 29 đẹp lắm. 60 mấy ngàn, tin tôi đi. Mấy bà đặt cho tôi một chục bộ, tại vì gần Tết người ta không có sale hàng này nữa đâu mọi người. Gần Tết người ta không có sale nữa đâu. Rồi cho Ly con này là mã 29 giùm em nha. 29. Gần Tết là người ta không sale nữa đâu nha. Rồi 29 giùm em nha. 29 giùm Ly con này là mã số 29 nha mọi người. 29. Rồi em lên cái này nè, màu đen nãy giờ toàn là lên màu sặc sỡ, màu sáng không à, màu đen chưa lên luôn á. Tới không? Trời ơi nó tới mọi người ơi, 30. Lên 30 đi cưng ơi. Nè nhìn cái vải nè, trời đất ơi. Cái vải này mấy chế ơi, mấy chế. Mấy chị đồng loạt share like giùm em liền cái nha mấy bà ơi. Thiệt sự chứ tôi sung sức quá trời luôn á.
tôi sung sức quá trời luôn á. Nó đẹp á, bộ đồ nó đẹp á mọi người, bộ đồ nó đẹp á mọi người ơi. Ba mươi rồi, cái này là màu đen đen nha mọi người, vải nó mượt đã lắm. 69k mã 30 giùm em. 69k comment cho lên con này là mã 30. Xe live stream giúp tôi đi mấy bà. Quá là tuyệt vời rồi mấy bà ơi, không có dùng cái câu gì mà để diễn tả được hết trơn hết trời á. Nha. Rồi mã 30 giùm lên con này. Đẹp tuyệt vời không mặt trăng. Đẹp quá. Cái vải nó đã mọi người ơi, sống mấy ký được được hết. Được hết giùm em nha. Rồi cho ly con này là mã số 30. 30 giúp ly con này. Làm hết này. Rồi 30 đi. Rồi mấy bộ này mấy chị. Tin nhắn trả về rồi đó Kim Thanh ơi, có mã 29 rồi đó chị, vào kiểm tra tin nhắn đi chị. Cho ly con này là mã số 30 giùm em con này nha. Hàng này đẹp quá. Áo sơ mi còn không? Dạ còn. Còn màu trơn á, đợi em xíu nha. Rồi mã này mọi người comment cho ly con này là mã số 30 giùm em. Mã là mã 30 giúp ly con này nha. Bá phát luôn. Đẹp bá phát của chết. Bá chết của chết thôi cả nhà. Màu dễ thương quá mọi người ơi. Rất là đẹp luôn á trời. Mấy chế ơi, cái màu đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời mặt trăng nha. Màu quá sang luôn mấy chị. Cái màu quá sang luôn. Thiệt sự luôn. Rồi cho ly con này là mã số 30 giùm em. Mã là mã 30 giúp em nha. Trời ơi. Nó đẹp kìa. Nó đẹp kìa, đẹp kìa. Rồi 30 giùm chế đi cưng. Mã số 30. 69.000 Rồi lên cho ly mã số 30 nha. 30 giúp em con này. Đẹp lắm mà. Có cái là em đang mặc cái quần sọc bên trong nè. Kéo gì được. Em đang mặc cái quần sọc bên trong. Mặc tùm lum đổ hết trơn. Đẹp không? Đó. Mặc nguyên bộ vô gì thấy đẹp nè. Đúng không? Em nói là cái vải đỉnh lắm mọi người ơi. Cái vải rất là đỉnh luôn á. Rồi mã 30 bộ đồ này. 60kg đổ về giùm em. Mã số 30 nha cả nhà. Ốc phát sinh như ly hết hàng rồi. Thông cảm giùm em nha. Mã này mới chết cho ly con này là mã số 30. Sang lắm, cái màu rất sang luôn. Nãy giờ chưa lên màu nào sang như màu này hết trơn ấy. Màu rất là đẹp luôn mọi người. Rồi cho ly con này là mã 30 nha mọi người. Nó đẹp mọi người ơi, mã 30 chốt đơn. Lên 30 nha. Mã đi đang mặc trên người là mã 30. Kiểu nó đẹp, nó xịn lắm. Kiểu nó đẹp và nó xịn lắm mọi người ơi. Ba chọt. Ba chọt, ba chọt. Bộ đồ mà mua 69.000 mọi người nè. Đẹp sang, nhìn vô là biết hàng sớm rồi cả nhà. Nhìn vô chất liệu vải là biết hàng sớm rồi nha. Ai cũng muốn mình xinh, ngủ cũng phải đẹp, ngủ cũng phải xinh nha mấy chị. Rồi mã 30 hết hè. Rồi mã 30 giùm em nha. Rồi con này mã 31 nè mấy chị. Đó giờ này cuối live thành ra rồi, sản lượng nó không có nhiều nha mấy chị. Mã ly đang mặc trên người là mã 30. Cái còn không biết. Rồi cho ly mã 31 đi nè. 59.000 nha. 31 là 59. Rồi lên 31 là 59.000. Nhớ giùm em áo sơ mi là đồng giá 59. Còn những bộ giống ly đang mặc là đồng giá 69 nha. Rồi cho ly con này là 31 nha. 31 giùm em. Ai cũng muốn mình xinh. Rồi 31. Mã này mấy chế cho ly con này là mã 31 giùm em nha mấy chế. Trời ơi tuyệt vời quá mọi người. 31 nha. 31 giúp em. 59.000. 32 là màu riêu. 32 là màu riêu nha mấy chế. 32 là màu riêu giùm em. Cố gắng nha. Rồi mấy bà lấy đủ màu mà cho nó sướng. Hôm nay hàng độc độc không à. Không không. Hàng độc lạ không à. Hôm nay hàng độc không à. Rồi cho ly con này là mã số 32 nhé. 32 màu riêu là 32. Riêu là 32 giá 59.000. Riêu là mã 32 giùm em. Riêu là 32. Riêu là 32 giúp ly. Riêu là 32. Bộ đang mặc nó sang gì đâu sang. Nó màu sang đó, màu xanh đen đó mọi người. Không phải màu đen đâu. Đen đen xanh xanh mà đi chữ rất là đẹp luôn. 32 là màu riêu nhé. 59.000 32. 59 cành mã 32. Rồi mã này mới chết comment cho ly con này mã 33 nè. 59 cành mã 33 màu tím mọi người ơi. Con này tím tím nâu nâu đẹp quá. Xanh xanh nha mọi người, xanh. Xanh xanh tím tím đó, không biết.
nó hơi xanh xanh, ngã ngã xanh xanh chút xíu nha mấy chị. Rồi cho đây con này là mã mã 33 nhé, 33 giùm em, 59 nha, mã 33 59 cành mã số 33 giùm em, 33 giùm Ly nhé. Rồi ok, 33 đi em, 59 để em lên hết mã 59 nha, 33 nha. Rồi, 33. Quá đẹp luôn. Rồi, con này có mấy cái hả cưng? Con này không có áo sơ mi. Nhưng mà nó có... nó không có áo dày bên trong. Nhưng mà nó có logo, dập logo ở đây như vậy ha. Nó có dập logo ha. Rồi, mã này mấy chế comment cho Ly. Con này là mã số 34 nhé mọi người. Mã 34 giùm em. Giá 59 ngàn nữa mọi người. 34, chỗ mua đồ nhà Ly mấy chục ngàn mà sướng. Nó sướng dữ lắm mấy chị ơi. Rồi, cho Ly con này là mã số 34 nhé mấy chị. 34 giùm em. 34 này nó có dập logo nhưng mà nó không có áo trong nha. Nó không có áo bên trong ha. Rồi mã này comment cho Ly mã 34. Giúp Ly con này nha mọi người. 34 59 nha mã 34. 34 59 cành mã 34. Con này nè, như dính trong đó mấy cái đó chết chung. Màu nâu nha, con này là caro nâu, con này là caro nâu đó. Con này là caro nâu, caro nâu có áo dây đó là mã số 35. Caro nâu áo dây đó là mã số 35, đẹp lắm mọi người. Đi nhập chung lô em bán chung giá cho chị em mình, nó được đẹp lắm. Mỗi cái nó có mỗi cái đẹp khác nhau ha. Rồi cho Ly con này là mã số 35 giùm em, mà là mã 35. Mà này mới chế cho Ly con này là mã số 35. 35 giúp Ly con này, chúc chung đi. Rồi 35 giùm em caro nâu 35 nha. Caro nâu là 35 nha. Mã Ly mặt còn không? Mã Ly mặt hả? Không biết còn không nữa, còn hai cái đúng không em? Ly còn hai cái đó mọi người. Bộ 69 ngàn. Hàng thiết kế nha cả nhà. Con này là đồ ngủ thiết kế á, tiện lắm. Giá 69 ngàn. Mã này mới chế cho Ly con này là mã số 30 giùm em. Mã số 30 nha, em còn hai con. Mã 30. Rồi cho chế mã 30 đi cưng. Ai cũng thích mình xinh. 30, 69k. Rồi lên cho Ly mã 30 đi ạ. 30 em còn hai bộ em. Đẹp lắm, 6 mấy ký đổ về được hết giùm em. Mã 30 nha. Em hết hàng rồi mọi người. 35 đi hết hàng. Nó có mấy cái không cưng? Rồi. Trời ơi, mua đồ nhà Ly mấy chục ngàn mặc sướng lắm mọi người. Rồi, áo sơ mi. Ở đây Ly còn cái này là dập logo ở đây như vậy nè. Nó dập logo ở đây như thế này thì nó không có áo trong. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 36 nha mấy chị, 59 ngàn mã 36. 59 cành cho Ly con này là mã số 36 giùm em. Mã này mới chế cho Ly con này là mã 36 mới chứ. Rồi lên mã 36 giùm chế đi. 36 có 4 cái. Rồi thêm màu nữa đi con. Này hả? Này hả? 36 4 cái. Rồi, cái này ha, 37. Cái này mới chế comment cho Ly con này là mã 37 giùm em. 37 giùm em. 37 nha. 37 có áo trong. 37 là có áo trong. 37 là có áo trong giùm em. 37 là có áo trong giúp Ly. Chết rồi. Đẹp quá. Tuyệt vời quá. Cái vải là sờ hoài không chán không mấy chị. Cái vải là mấy chế sờ hoài, mấy chế không chán luôn. Mã này thì Ly chỉ còn duy nhất con này là 20 con thôi. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 38 nha mọi người. 38 giùm Ly con này, đẹp chưa? Cái bộ đồ tới công chuyện mấy chế ơi nha.
Rồi tới công chuyện lắm mọi người ơi, 60-62 cân đổ về được hết giùm em. Cứ size XL đổ xuống là mặc được hết giùm em. Cứ size XL đổ xuống mặc được hết giùm em. 69.000. Mã số 37 hả cô? 38 hả? 38 mã này giùm Ly. Rồi cho Ly con này là 38 nhé. 38 giúp Ly con này. Rồi lên 38 giúp. 69 cành mã 38. 38 giùm em nha. Đẹp mấy chơi rồi. Mấy bà mà lựa cho tôi cả chục bộ như vậy mặc rất là sướng luôn nha. Rồi lên 38 giùm em nè. Đẹp quá. Mặc bộ đồ này xứng đáng đồng tiền bát gạo. Xứng đáng đồng tiền bát gạo nha mấy cha. Rồi cho Ly con này là mã số 38. 38 giùm em con này. Đừng quá mấy cha không. 38 giúp Ly. Rồi ok. Ai cũng muốn mình xin. Rồi 38. Ý. Ê, cái này em còn nè mọi người. Cái này em còn mấy cái mọi người. Cái này à, cái này một cái áo sơ mi như vậy nè. Rồi kèm theo một cái áo dây như vậy. Mã này là mã số. Để em xíu. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 18 nha mọi người. Mã số 18 caro đỏ là mã số 18. Coi em chị còn mấy cái. Rồi mã 18 nha, còn 20 cái nè. Mã 18 giùm em 59.000 mã 18 nha. 18 giúp Ly con này 59.000 chị nào mới vô dớp nha. Rồi cho Ly con này là mã số 18 giùm em giá 59 cành. Em không nghĩ áo sơ mi nãy giờ bán gần mấy cái đó, trời. Đẹp không? Rồi cho Ly con này là mã số 18 nha chị em mình. Cái màu Ly đang cầm trên tay đó là màu 18 nha. Đang cầm trên tay đó là màu 18. Đẹp không? Có áo dây bên trong luôn nha cả nhà, giá 59.000. 59 cành cho Ly con này là mã số 18 giúp Ly con này. Đẹp xuất sắc mọi người ơi. 59 cành nha cả nhà. Rồi, mã 18 giùm em nha. Đẹp quá trái bị chết mọi người. Rồi, cho Ly con này là mã 18 nha mấy chị. Đẹp quá à. Không thể chối từ được luôn á mấy chị. Gắng cố gắng mấy chị thương Ly quý Ly không? Thương Ly quý Ly cho Ly xin muốn chia sẻ livestream nha mọi người. Đó, chia sẻ với hội nhóm càng nhiều càng tốt. Chia sẻ với hội nhóm càng nhiều càng tốt. Rồi mã 18 em còn 10 con cuối cùng, đếm ngược đi anh ơi. Mã 18 em còn 10 con cuối cùng. Đẹp lắm luôn á. 59.000 đỉnh lắm mọi người. Áo của nó là áo dây nè. Đó, tại vì Ly thích mặc dày nè để cho nó dễ ha. Rồi mã 18 là màu đỏ giùm em, mấy chị có thể mặc đi chơi Noel đồ này nọ cũng được, đi chơi Tết này nọ cũng được, đơn giản giản vậy thôi. Rất là xinh luôn. Đi du lịch rồi cũng đẹp mà màu đỏ lên rất là sang. Rồi cho Ly con này là mã số 18 nha mấy chị. 18 màu đang mặc trên người là mã 12 là mới hết hàng. Màu đang mặc trên người là mã 12 là Ly hết hàng nha cả nhà. Màu đang mang trên người sơ mi trắng ngày hôm qua like mấy trăm cái đó, hôm trước, hôm qua chứ. Hôm nào đó. Hôm nào like mấy trăm cái sơ mi trắng không đó. Bữa nay lại không có nha. Rồi mã này mấy chị comment cho Ly con này là mã số 12. Đang mặc trong người là mã 12 nha. Một cái áo sơ mi, một chiếc áo sơ mi kèm theo một cái chiếc áo dây bên trong. 59.000 cả cặp luôn, cả combo luôn. Set 2 món luôn cho Ly. Giá 59.000 mã số 12. Màu vàng Ly đang mặc trên người là mã số 12 nha mấy chị. Vàng Ly đang mặc trên người là mã số 12 giùm em. Vàng đang mang trên người là mã 12. Ai cũng muốn mình xinh mã 12. Đẹp lắm luôn á mọi người, thiệt hôm nay bà nào không có đơn là tiếc dữ lắm luôn á. Ngày hôm nay quá đỉnh luôn. Mà hàng độc là lạ mà đỉnh lắm mọi người ơi, vải rất là đỉnh luôn mấy chị nha. Rồi mã 12 giùm em. Lên mấy bộ rồi ngủ nữa đi Ly, nãy giờ chị mới được có 2 bộ hả? Ờ dạ, gắng cố gắng lên giùm em nha chị. Gắng cố gắng lên giùm Ly nha, đi lên liền á. Rồi ok. Share livestream giúp em nha cả nhà. Mã Ly đang mặc trên người là mã số 12 đó. Để em chốt xong luôn em qua tiểu phẩm khác nha cả nhà.
Xe live stream giùm lấy cái nha cả nhà ơi. Màu Ly đang mặc trên người là mã số 12, đẹp lắm. Đây, mặc được 2 3 kiểu luôn mấy chế ơi. Rồi, đợi em xíu nha mấy chế. Mấy chị có thể cột cột eo làm gì nè cũng được nè. Hoặc là mấy chế có thể mà mặc về ga cũng được luôn giùm em nha. Rồi, cho Ly con này là mã số 12 giùm em con này. Mã là mã số 12 giúp em nha. Đẹp xuất sắc luôn, còn không? Mã 12, nãy giờ cứ lên là chưa. Nghĩ sao một màu một 400 cái trời. Một màu một 400 cái. Hết chưa? Mã 12 là mẫu Ly ra mặc trên người. Mà đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá, mê quá. Thích quá. Rồi xe live stream giùm em nha mấy chị nha, xe live stream giùm em. Bắt đầu lên cái tiểu phẩm khác cho chị em mình nha mọi người nha. Lên tiểu phẩm mới cho chị em mình nha. Yên tâm nha, chút xíu nữa Ly còn cả 100 cái, cả 100 chai này. Chị nào có đơn thì cứ ở lại chút xíu nha nha. Ly còn có 100 chai son này cho chị em mình á. Em tặng á. Nhưng mà chị nào hên thì chị có đó có nha. Tại vì số lượng nó không có mấy trăm mà. Ngày ngàn mấy 2000 đơn thì số lượng nó có mấy trăm mà. Cái vaccine chị còn ít. Hả tiền? Mã gì vậy? Mã 21. Cái áo khoác jean này mã số 21 giùm Ly, mình không chọn kiểu, kiểu nó na ná, màu nó na ná như màu Ly đang mặc trên người nè. Nó na ná, nó 90 thôi, nó không có khác xa quá. Giá em Ly bán cái áo khoác jean này cho chị em mình là giá 85.000, nghe kỹ nha. 85.000. Mã là mã 21 giùm em. 21. 85.000, em còn mấy con cuối cùng thôi. Rồi ba em chuẩn bị em lai ngồi cho mấy chị nè. Hả? 21. Mấy giờ rồi? Còn nửa tiếng rồi. Ồ, được rồi. Rồi 21. Được nha, được nha. Được nha, sắp hết hàng rồi. 21 rồi. Rồi 21 chốt đi anh ơi, còn mấy cái chốt cho khách đi nè. 85.000 nha. Đó, kiểu nó na ná 90-90 như vậy nha cả nhà. Kiểu na ná 90-90 như vậy. Nó không khác xa quá đâu nha. Đẹp lắm. Rồi em bán cho mấy chị tám mấy ngàn mọi người ơi. Tối nái luôn đó mọi người. Rồi chốt này mọi người ơi nha. 85.000 cho Ly con này là mã số 21 á. Đẹp lắm. Hết đống này là em Ly chốt hết hàng rồi nha mọi người. Mọi người thấy để đây. Đó, hết hàng rồi đó, còn có mấy cái đó. Còn có vài cái thôi. Có mấy trăm cái luôn, còn có mấy cái luôn mọi người. 18 rồi. Không chưa? 21 nha. Sao cũng muốn mình xin. Sao? Cái đồ vàng cũng nhiều. Đấy. Gì? Cái đồ vàng cũng nhiều. Cái đồ vàng nữa. Trời ơi, quá đã luôn. 400 cái còn 80 cái. Hay quá tuyệt vời. Quá trời hay luôn. Rồi 21 nha cả nhà. Mấy con này 21 là mã Ly đang mặc trên người áo khoác jean nè. Đóng nó ngay đây là chốn hớ rồi mấy bà. Tại vì em like xong mới đem hàng ra. Nó công quăng quăng lại. Giá 85.000 nghe kỹ giùm em. Nói thiệt chứ không phải nói giỡn đâu. 85.000 thiệt sự luôn nha. Ngày xưa bán cái áo khoác ngẫu nhiên rẻ rẻ gì cũng phải là 99.000 một cái. Mà cái này được phôm dài phôm ơ nữa nè. Mà có 85.000 à. Em làm vậy đó, em nhập được rẻ em bán cho mấy chị rẻ. Mã 21 giùm Ly nha, giá 85.000. Còn mấy con sau cùng đó không, hũ to dài à. Rồi cho Ly con này là mã 21 giùm em con này, mã 21 nha. Hay quá. 85.000 đó mấy bà. Nhớ hồi xưa không, hồi xưa bán một cái khoác jean chỉ có ngẫu nhiên là không cho chọn luôn nha. Tại vì khoác jean đó mọi người là nó đi vòng qua vòng lại, nó không giống như quần. Đặt hàng lên số điện thoại nè. À, quần nó thì nó có ống mơm, ống len, ống bát này nọ. Còn riêng về áo khoác jean thì nó có một cái loại cổ một à. Một là túi hộp, hai là rách, hai là thiêu, ba là bạc rồi này nọ đó, quát rồi này nọ đó. Đó thì nó sẽ khác nhau chút xíu thôi. Mã 21 giùm em 85.000, mã 21 giùm Ly nha. 85k mã 21 giùm em. 85.000 mã 21 giùm Ly nha cả nhà nhá. Ok mấy bà. Đẹp cực kỳ luôn mấy chứ. Rồi lại Ly xíu nha.
Lão Khoác Chi Nam hết hàng rồi đấy. Ờ, à, tới gì nữa ta? Cái gì ở đây còn lấy lẻ là mấy chuyện lên mấy này nè. Nó thẳng nữa cả nhau. Sữa tắm, có sữa tắm nước hoa cham nè mọi người. Mọi người giúp không? Giúp không? Cái này có nhiều không? Hai cái này. Mọi người ơi, mọi người ghim giùm em 7 đồng giá 69 ngàn đi. Cái này em còn mỗi thứ còn cùng cục rồi. Em đi like cho cả nhà mấy chị mặc lụa mặc tết cũng được mấy chị. Tết mình ở nhà mình cũng phải mặc đồ ngủ mới nha. Nhưng mà mấy chị mua ngay cái dịp này á, thật sự ra một bộ đồ mà mua 60 mấy ngàn nó quá rẻ cho mấy chị em mình nha. 60 mấy ngàn đó mấy chế. Mã này mấy chế cho ly con này là mã số 30 39 nha. 39 nha mọi người. 39 hàng này là đồ ngủ thiết kế nha cả nhà. Vải hơi bị đỉnh luôn mọi người. Vải hơi bị đỉnh nha cả nhà. Rồi cho ly con này là mã số 39 mọi người ơi. 39 nha. Nó đẹp kìa. 39 chốt đi cưng ơi. 39 nó đẹp kìa mọi người. Em nói thật luôn á, mấy bà sẵn dịp mua tốn lần ship, mấy bà đặt cho tôi 5-6 bộ. Vấn đề có đặt được hay không mới quan trọng. Bây giờ nó có mấy bộ thôi nè. Cái này mọi người comment mã 39 nha. 69 nha, 39 nha. Nó đẹp tuyệt vời lắm mọi người ơi. Đó, mấy chị có đơn chút xíu ở lại em tặng son nha. Còn 100 mấy cây hồi đầu lai em có hứa với mọi người đó. 100 mấy cây nha, bà nào gán ở lại cả có đơn được tặng nha. Cứ có đơn là được tặng cuối lai nha. 39 nha em. Có bao nhiêu bộ đi tôi? Rồi, 39. Màu bét solo không? Mấy chị thấy cái đồ ngủ thiết kế là nó có khác không? Hàng thiết kế mà hàng người ta bán trong cửa hàng nó có khác không? Nó có khác. Màu sắc và kiểu dáng khơm vải nó cũng khác. Nó bự hơn hàng chợ nha mấy chị. Nó bự, nó to hơn hàng chợ rất nhiều luôn. Mã này mọi người comment cho ly con này là mã số 40 giùm em nè. Mã số 40 giúp ly nha. Mã 40 đẹp quá. Mã số 40 giúp em, 40 có mấy cái này. Rồi 40 giùm ly con này. Mã số 40 nha cả nhà. 40, 40, 40. Đây. Đó, 40 nha. Tuyệt vời, cái màu này tuyệt vời. Cái solo mọi người. Lên màu cái solo nha. Áo sơ mi màu ở dưới phòng học. Hết hả? Nó nhiều đó hả? Cái mã mấy? 42. Ơ 41. 41 nha cả nhà, 69 ngàn đồng giá. Vải mà không xịn nữa. Mọi người lần sau mọi người đừng lên đây gặp Ly nữa, thiệt. Cái vải này mà không có xịn như những gì Ly nói á, mấy chị lần sau mấy chị lên đây mấy chị đừng gặp em nữa. Thật sự Ly rất là tâm đắc cái vải này luôn á trời. Đẹp lắm mọi người ơi, hàng cao cấp người ta sell ra cho mình nha mấy chị, chứ không phải hàng dởm dởm ở ngoài chợ đâu nha. Hàng cao cấp á. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 41 thôi cưng. Mã 41 giùm em con này đẹp dữ lắm mọi người ơi, rất là đẹp. Nó đã mọi người ơi. Nha. Dạ, đồng giá 69 ngàn đó mấy chị. Một nhãn hàng mát của hàng công ty của người ta nè mọi người. Hàng cửa hàng đó. Cửa hàng bán mấy chị sờ vô một cái là một bộ đồ không dưới 180 đâu mọi người. Bộ đồ không dưới 180 đâu. Mùa này ai cũng kinh tế khó khăn, làm ăn khó khăn, người ta sell cho mình nó mới có bộ đồ này để bán á, chứ không thôi đồ ngủ là đồ thường thường, đồ tân bình không à. Đồ tân bình, đồ hàng chợ là nhiều. Chứ không có hàng xịn như vậy để bán đâu. Mã 41 giùm em có ba mấy cái thôi nha. Mã 41 giùm Ly nha. Màu nó đẹp kìa. Không hình dung được nó đẹp như vậy luôn á tiền. Đẹp quá tiền ơi. Hả? Cái gì? Hỏi nữa phải không? Nhận được hàng là hỏi nữa. Mấy bà nghe bé tiền nói không? Nói mấy chị khách mà nhận được bộ này là hỏi nữa, kiếm nữa. Rồi cho Ly con này là mẫu 42 nha. Giống kiểu dứt cho em chục bộ. Em nói mấy chị mua của Ly giá này á 69 ngàn. Nó rẻ hơn gấp 2, gấp 3 lần so với giá của shop nha cả nhà. Hàng đẹp cực kỳ. Rồi mã này mọi người comment cho Ly 42 nha cả nhà. Trời đất ơi, mọi người nhìn cái cách may của người ta và cái màu á, màu sắc là mọi người cũng biết hàng cao tiền rồi. Không có một màu xấu luôn á.
không có một màu xấu luôn á. Họ 42 dùng ly con này nha mấy ché. Phải này mấy ché cho ly con này là họ 42 quá đẹp tuyệt vời. Mấy bà nhận rồi mấy bà mê liền luôn trời. Rồi cho ly con này là mã 42 nha mấy chế, 42 giùm em. Nói gì nữa mọi người, rất là đẹp luôn á. 60kg đổ về vô tư, 60kg đổ về vô tư. Cái này nó không có size nha mọi người, nó không có size. Nhưng mà nó rất là to. Bà nào XL đổ xuống được hết, XL đổ xuống cho tôi được hết. Còn muốn số ký thì em báo 60kg đổ về bao vô tư giùm em. 42 mã 42 giùm em. Phải 42 nha mấy bà, gắng cố gắng đi mấy bà được. Thật sự chưa bao giờ tôi bán một cái lô đồ ngủ nào mà nó đẹp như vậy luôn á. Nó đẹp từ cái màu sắc, nó đẹp từ cái vải, nó đẹp từ cái phơm. Đẹp lắm. Nói chung là đẹp, cái giá nó đẹp hơn nữa. Giá có sáu mấy ngàn, tại em bán em lợi ích với mấy người thôi á. Em bán em lợi ích với mấy bà thôi á. Nha. Rồi, ok. Bự lắm á. Ừ. Bự cực kỳ bự luôn. Trời ơi, mấy chế ơi, nó đẹp. Này mấy chế. Con này mọi người comment cho ly 43 nhé. Mã này mọi người comment cho ly con này là 43 nhé cả nhà. Tao nói không có màu nào mà chơi được cái chân tao nói ơi. Rồi 43 nha mấy chế ơi. Đẹp quá mọi người ơi. 43 giùm ly nha. 43 giùm em, tuyệt vời ở mặt trăng luôn. Quá đẹp. Sờ bộ đồ vô. Sờ bộ đồ vô nó tê. 43 nha cả nhà, gắng cố gắng lên nè. Mấy bà dớt cho tôi cái chục bộ thiệt sự. Đáng đồng tiền bắt gạo nha cả nhà. 43. Đẹp dữ lắm đẹp. Đẹp dữ lắm đẹp luôn á. Quá tuyệt vời ở mặt trăng luôn mọi người. 43 giùm đi nha. Mọi người nhé. Còn. Rồi 43 dùm ly con này. Trời ơi mọi người thấy không, like từ đầu tới cuối không có màu nào mà nó xấu hết trơn. Bởi vì người ta mới gọi là hàng thiết kế. Thiết kế là có người kiểm duyệt từ màu tới chất rồi mới cho ra cửa hàng bán. Người ta kiểm duyệt từ A tới Z, người ta mới cho cửa hàng ra cửa hàng người ta bán. Nên là thành ra mọi người thấy không, từ màu sắc, từ cái form luôn, từ cái vải luôn. Nãy giờ là không có chê được cái bộ nào hết trơn á. Nên là bữa nay gắng cố gắng đặt cho mấy bà một cái chục bộ đi để mặc Tết luôn mấy chị. Tết khỏi đi mua. Quần áo để đâu có hư đâu. Quần áo để không có hư. Chứ mấy chị đợi gần Tết mua là không có giá này. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là chắc gì có lô này nó sale nữa. Không có. Nha. Nè đây nè. Những cái màu nè. Ui là trời. Nhiều khi á hàng tôi thiết kế tôi may lên chưa có cái màu nó đẹp như vậy luôn á. Hàng thiết kế mai lên bộ mấy trăm ngàn luôn á, trăm mấy, 200 ngàn. Nè. Phơm bự lắm mọi người ơi, phơm to lắm nha cả nhà. To mà đẹp cực kỳ, mặc vô cùng thoải mái luôn. Rồi cho ly con này, nói chung quy chung là nó chỉ có hai kiểu thôi mà mọi người ơi. Nó đẹp. Hàng thiết kế. Rồi mã này mọi người comment cho ly 44 nha mọi người. 44 giùm em con này. Mấy chế ơi, mấy chế 6 mấy ngàn nó đã. Đã lắm luôn. Dạ áo sơ mi để chút xíu đi em còn màu nữa nè. Em đang chốt màu 44 nè. 44 giúp đi con này, màu 44 nha. Bảy. Bảy cái thuốc. Cái gì vậy trời. Rồi. 43. Rồi 44 nè. Màu 44 có 13 cái hết tiền. Có 13 con rồi cả nhà, mã 44 nè. Nói thật cái lô này vải nè mọi người ơi, cái vải nè. Trời đất ơi, cái vải. Rồi 44 giùm em nha. Cốt cho nó đã cái nư mấy chị rồi. 44 giùm em. 44 có 13 rồi anh ơi. Cái này còn mấy cái? 6 cái. Còn 6 cái nè, mã 43 còn 6 cái nè mấy chị. Con này là cánh dơi đẹp lắm. Em chồng về cho mấy coi, cỡ nào cỡ mấy bà mặc cũng sang. Nó dễ chịu, nó thoải mái dữ lắm mọi người. Nè. Đẹp không? Mặc cái quần vô cho ly nó đẹp dữ lắm. Cái tay của nó đổ rất là đẹp luôn. Cái tay nè, cái tay của nó khi mà mọi người mặc vô nó đổ rất là xinh. 43 em còn 6 cái lên đơn nha. Không có giá này đâu mà chị ơi. Đồ ngủ thiết kế nha mọi người. Rồi mã này mọi người comment cho ly con này là mã số 43.
em còn 6 cái 43 nguyên bộ cho mấy chế. Rồi 6 mấy ngàn mọi người, tới công chuyện. Rồi 44 hết hàng rồi, 44 hết hàng rồi cả nhà. Con này là 43 dùm em là hết nước chấm luôn thiệt sự nha. Hết nước chấm luôn. 43 có 6 cái, 43 ly có 6 cái. 44 em hết hàng rồi mấy chế. Mấy chị thích 44 đúng không? Lên nữa nè. Thích 44 em lên nữa nè. Màu này được không? Lên cái màu trên đó. Tới công chuyện màu màu cuối cùng đi cả nhà. Mấy chị vô nha. 44 em hết hàng rồi. Con này màu cuối cùng. Trời trời ơi. Hoa xương rồng. Hoa xương rồng mấy chế ơi. Trời nó đẹp. Té tiền thôi. Hoa xương rồng mấy chế ơi. Mấy chế. Con này mã 45. Con này mấy chế cho lên. Con này là mã số 45 dùm em. Hoa xương rồng nha cả nhà. Trời nó đẹp nè mấy chế. 45 nha. Rồi lên. Hầu như là màu này nữa là hết màu rồi mấy chị ơi. Mã 45 dùm em nha. Mấy màu khác là còn 2-3 cái thôi. Mấy màu khác là còn 2-3 cái thôi. Màu này là còn chỉ duy nhất màu này nè. Còn mấy màu khác chỉ còn 2-3 cái thôi. Hết rồi đó. Rồi chơi lên con này là mã số 45 nha mấy chế. Nó đẹp mấy chế ơi. Nguyên bộ luôn mấy chế. 60 mấy ngàn ui là trời. Mấy chị ơi nha. Đẹp quá mọi người ơi. Hoa xương gồng dùm em nha. Đẹp quá. Rồi chơi lên con này là 45 giúp em. Ha. Cái bộ đồ thiết kế nó khác hoàn toàn so với những cái hàng trước đây mà Ly bán đó mọi người. Đồ ngủ thiết kế nha. Nó khác hoàn toàn ha. Kể cả cái form và cái vải và cái màu á. Đó. Ướm lên người là nhìn nó sang liền. Ướm lên người như vậy là nhìn sang liền. Mã 45 giùm em. Ướm lên người là nhìn sang liền. Sang hẳn cái liền luôn á. Ok. 45 nha cả nhà. Rồi chơi lên con này là mã 45 mọi người ơi. Đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá. 45 đi cả nhà. Quá đẹp luôn, tuyệt vời một trăng luôn cả nhà. Trời đẹp dữ trời. Mà là mã 45 nha mọi người nha. Đẹp giả mang đẹp. Rồi 45 giùm Ly nha. 45 giùm em nha. Rồi. Đó, thì xong mã 45 đó thì còn những cái sản phẩm này nó có mấy bộ thôi nè. Đó. Rồi chuẩn bị qua mã 46 nha. 46 có mấy bộ thôi. 6 mấy ngàn. Mọi người nhớ hồi được em bán cái bộ quần lũng không? Đó, cái vải đó mà chị khen rất là nhiều rồi. Nhưng mà vải này nó sẽ đẹp hơn nữa nha. Đẹp hơn vải đó nữa nha. Con này mọi người comment cho Ly con này là 46 giùm em. Đồng giá 69 ngàn đó mọi người. 46 giùm Ly. 46 mấy bộ cưng ơi. Rồi cho chị 46 nha. 46 lên giúp Ly mã 46 giùm em. Làm hết này. Rồi cho em 46 nha. 46 đẹp tuyệt vời ở mặt trăng luôn. 46 giùm em nha. Có mấy cái cưng? 46 giùm Ly con này. Mã 46 đẹp. Đã ngang 46 mọi người ơi. Đẹp dữ lắm. Rồi 47 nè mấy bà. Tao nói cái tay nó đẹp mọi người ơi. Rồi 47 giùm em. Mở một màu nó còn mấy cái chứ thôi à. Rồi 47 giùm Ly nè. Trời ơi, nó giả mang chưa mọi người. Đẹp lắm cái vải nè trời. Cái tay khi mọi người mặc vô nó đổ rất là đẹp luôn. Tay cánh dơi đó. Rồi 47 lên đơn. 47 dùm em nha. Hình cái này giống như mấy cái bánh hay là cái gì. Ừ, cái giống như cái bánh. Rồi, cho Ly con này là mã số 47 thôi cưng. 47 dùm em. Ở đang mặc trên người là có thêm một cái áo sơ mi nữa. 59 ngàn chút xíu Ly lên cho nha. Em đang chốt mã 47. 47 có 14 cái nha. 47 Ly có 14 cái. Trời ơi, hôm nay vô luôn này nó đẹp quá mọi người. Thích quá trời thích ngôi sao nè mọi người. Ngôi sao là mỗi 48 nha. Hồi nãy là cái bánh còn này ngôi sao nè. Rồi 48 nha. Những ngôi sao trên cao. Rồi 48. Hôm này 60kg vô tư giùm em. Cái tay áo nè. Rồi cái tay áo nè mấy chị. Khi mà mọi người mặc á, cái xong ở đây nó đổ xuống. Đúng đẹp luôn. 40 8. 48 chị lên đơn giùm em con này là 48 giúp em nha. 48 giùm Ly. Rồi 47 48 47 48 giùm em nha. 47 48 đẹp
trời đất ơi, không có màu nào xấu hết trơn hết trời. Màu đẹp đẹp không à. Yên tâm đặt chục bộ đi mấy chị, yên tâm đặt chục bộ đi, có 600 mấy chục ngàn mặc không biết tới chừng nào luôn á, tới năm sau năm nẩm luôn á. Mua chục bộ bỏ ra 600 mấy chục ngàn mặc tới năm nẩm luôn, nhưng mà cái kết quả khi mà mọi người nhận được nó xứng đáng gấp 2, gấp 3 lần giá tiền mấy chị bỏ ra nhá. Rồi cho ly con này là mã 49 giùm em, 49 giùm ly con này, mà là mã 49 cho ly, mã này là mã 49 giùm em con này nha cả nhà, 49 giúp ly con này. Rồi lên 49 giùm em, đẹp quá à, mấy bộ à, nguyên bộ luôn, 6 mấy ngàn nữa cả nhà. 49 nha, mã 49 giùm em nha. Ấy, cái này là mã số 12 hả? Còn mấy bộ mấy cái vậy? Đỉnh không? 400 cái áo, 400 cái áo một màu này nè, thế này rồi đó, còn mười mấy cái nữa. Đó. Cái áo sơ mi kèm theo một cái áo dây bên trong giống của mã Ly đang mặc trên người, y xì cái này dùng em, giá 59.000 hai món. Một cái áo dây, một cái áo sơ mi phom dài, phom rộng, phom to như thế này, giá 59.000. Mã này cho Ly con này là mã số 12. 12 nha mấy bác ơi, mã 12 tuyệt vời chưa? Mã 12 giùm em nha mấy chế, mã 12 giúp Ly. Đẹp quá Ly ơi, muốn mua 50 bộ luôn á. Vì cuộc đời cho phép mọi người, vì cuộc đời cho phép, mã 12 là 59.000. 49 có mấy cái à nha? 18 hả? Phải không? Đẹp dữ lắm luôn đó chưa, đẹp dữ dữ luôn á. Mã 12 nha, 59 nha, mã 12. Chị nào chưa có lên đơn giùm em con 12 này. Một kiểu đồ mà bán 500 hàng một màu bán 400 mấy 500 hàng, mấy chị khủng hoảng lắm luôn á. Hồi nãy em cũng hơi khủng á mọi người, hồi nãy thì cũng hơi khủng á, màu này nó có tới 400 mấy chục cái, em cũng hơi khủng á, mà bây giờ chốt hết rồi còn mười mấy cái rồi. Nó đẹp quá à. Một cái áo dây bên trong, một cái áo sơ mi bên ngoài như vậy. Sơ mi này là form rộng, form to chứ không phải form nhỏ xíu 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 đâu nhá. Giá của nó là 59.000 cho ly mã số 12 nha mấy chị. Rồi mã số 12 chút đơn đi. Mã 12 giùm em. Cái này là sao? À cái này là cổ khói tím vậy hả? Rồi ok. À. Rồi. Đồ ngủ. Đồ ngủ là mã 50. Giá 69.000 mã 50. Đồ ngủ này là giá 69k mã số 50 giùm em. Tẹt vời mặt trăng. Má ơi, nó tối quá mấy chị ơi, nó tối quá. Mấy? 10% sale kinh. 50 mọi người ơi, bộ 69.000 nha. Mã 50 là 69 nha. Mã 50 là giá 69.000, quần màu tím đi cổ khói nha. Quần màu tím đi cổ khói. Rồi. Ok mấy chị. Kiểu sắp nắp còn không? Dạ còn, để em xíu. Rồi, con này mấy chế cho ly con này là mã số 51 nè. Con 51 là cái quần của nó là màu này, thì cái cổ nó phối màu này. Hồi nãy là cái quần màu cổ nó phối màu tím, thì cái quần nó sẽ là màu tím. Còn con này là nó vậy nè, 51 hả? Rồi, 51 giùm em, 4 bộ. 51 có 4 bộ giùm em nha, cùng kiểu mọi người. 51. Em đi có 4 bộ nha. 51 đi có 4. 51 đi có 4 nha. Trời, kiếm nãy giờ, kiếm từ nãy giờ luôn á, tìm nó từ nãy giờ luôn á, không ra luôn á, tìm nó từ nãy giờ á mọi người nè, nghe. Rồi 52 nha, đúng không cưng? 52 giùm em, 52 giùm em, kiếm từ nãy giờ luôn. Nãy giờ tôi tìm má này nè, nãy giờ tôi tìm má này nè, không? Rồi mã này mấy chế comment cho ly con này là mã số 52 giùm ly. Nãy giờ tôi tìm má nè, tìm má muốn xỉu luôn, mới thấy mới lòi ra 52 đi ạ. Thích quá, thích cái tông này quá. Mọi người nhìn cái tay nó đổ nè mấy chị, khi mà mọi người để cái tay xuống nhìn cái tay nó đổ rất là đẹp luôn. 52 nha mọi người. Rồi lên cho ly con 52, một cái hình beo duy nhất trong cái lô hàng mấy ngàn cái này. Mã 52 giùm em con này nha mọi người, mấy kiểu này dễ mà mọi người, nó có tay nha. Rồi 52 giùm ly, đẹp dữ lắm mấy chứ hỏi, rất là đẹp. Tôi kìm tìm từ nãy giờ, tìm mãi không thôi. Cái tay nè, tay áo đẹp hả? Cái tay áo nó đổ xuống á mọi người, nhìn rất là hay luôn á chàng.
mã 52 dùm ly con này nha. Quá đẹp luôn á mọi người. Ok, 52 ạ. Áo quá đẹp luôn. Chốt tới công chuyện. Lên cái sắc nách đi cưng. Dạ ok chị. Mấy cái này mà bé tiền nó kêu. Mấy cái này mà mấy chị khách mà nhận xong là mấy chị khách phải hỏi nữa. Vải đẹp vô cùng luôn. Vải đẹp vô cùng đẹp nha. Rồi cho Ly con này là mã số 52 dùm em, 60 cân đổ về ok hết dùm em. Còn nói về size á, thì chị nào size XL đổ xuống là mặc ok hết cho Ly nha. Size XL đổ xuống mặc ok hết dùm em ha. Rồi mã 52 dùm Ly, nhanh chóng tốc độ cho mấy chị. Rồi em lên mấy mã sắc nách nữa cho chị em mình nữa nha. Xong em chuyển qua son tặng nha. Rồi cho Ly con này là mã gì quên nè, 52 dùm em nha mọi người. Mã số 52, 52 giúp Ly con này. Ok la mọi người ơi, quá tuyệt vời. Rồi 52 đi. Quá đã luôn mấy chứ. Đẹp ha. Đẹp lắm luôn, khoác jean còn không nhở? Hình như hết rồi, tình yêu ơi, khoác jean đi hết rồi. Đẹp không? Mặc bộ đồ 6,000+ mấy chị ơi nhá. 52, đẹp lắm. Hôm nay mà bà nào nhận về là tao nói là tới công chuyện rồi. Mã 52 còn 5 cái. Tôi còn 5 con cuối cùng á. 4. Em còn 4 con cuối cùng nha chị em mình. Nha. Mịt kia mọi người ơi, mịt kia sắc nách mọi người ơi, đẹp không? Ôi. Trời đất ơi, đây. Nãy giờ hình như sắc cái sắc nách tôi chưa trồng vô nhưng mà nhìn vô là biết đẹp rồi mấy chị. Nhìn vô là biết đẹp rồi, khỏi mặt luôn á. Ha. À. Hình mịt kia nè cả nhà. Form rộng, form to rất là đáng yêu. Em nói mà. Mà này cho Ly con này là mã số 53 dùm Ly nhá. Ok, Mickey 53 đi cưng. Mickey là mã 53 dùm em mày sâu nè. Trời ơi, cái bộ đồ mọi người ơi, nó đẹp như thế này thì làm sao phải làm sao phải nhịn. Nó đẹp như thế này thì làm sao phải nhịn. Chốt đi mấy bà. Em nói chục bộ cho em mấy bà, chục bộ cho tôi. Nó phải xứng đáng hơn cái số tiền mọi người bỏ ra gấp 2 đến gấp 3 lần. Vải rất đẹp luôn ha. Rồi cho Ly con này là mã số 53. 53 dùm Ly nha. Có 18 cái thôi nhiêu rồi. 53 dùm em nha. Rồi ok cả nhà. Đẹp dữ lắm, nguyên bộ mới chứ. Đẹp ha. Trời đất ơi, 53 dùm em có 18 cái thôi nha. Rồi 53 cho chế nè. Rồi lên thêm màu nữa nè mấy chị. Màu nó đẹp kìa. Màu nó đẹp kìa. 53 có 18 cái nha. Rồi bữa nay chốt chỗ đã đây mấy chị ơi. Thiệt sự luôn, rất là đẹp. Rồi 54 nè. 54 nha. 54 giúp em nha. Rồi cho Ly con này là mã số 54 mọi người. Em coi chị cái ốc vaccine còn không. Coi cho mấy khách dồn đơn đi. Rồi còn mấy cái hả. Rồi cho Ly con này 54 đi. 54. Trời nó đẹp. Động nảy mọi người. 54 nha mấy chị. Ủa, em chuẩn bị ốp đó mọi người ơi, nên là gánh cố gắng nha. Rồi cho Ly con này là mã 54. 54 nha mấy chị, xuất sắc quá Ly ơi, thiệt sự rất là xuất sắc luôn đó mọi người. Nè, hàng xịn sò luôn mọi người ơi. Quá đẹp luôn, 54 đi ạ. 54 dùm em, 69 cành, 69 ngàn. Mua bộ đồ ngủ nó đáng đồng tiền bát gạo mọi người ơi, thiệt sự rất đẹp luôn. 54 nhá. 53 hết hàng. Rồi chuyển qua 54 giúp Ly nha. 54. Đẹp quá. Lên một bộ hồng nữa cho chị em mình nha. Hồng này xương xương nha. Bộ này nữa bắt đầu em tặng son nha mấy chị. Em lên bộ nữa em tặng son nha. Nó còn mấy màu có ít lắm. Hả? Thôi lên bộ sắc nách nữa hả? Cậy đi. Có gì ít, mỗi màu nó có ít thôi. Rồi ai chứ cứ muốn mình xin ta
sắc nách, sắc nách còn màu này ha, lên để sắc nách đi nha, lên màu sắc nách nữa cho mấy bà chốt nha, rồi xong lên một bộ nữa xong em tặng quà nha. Ủa đó nè Phú Hôn, sao tao bóc ngay đây vậy, sao tới đây có hai bộ vậy đó à? Ủa không, chị trong bịch chị bỏ, em bỏ vô bịch lại hả? Đâu có, nó nằm trong bịch chị mới tháo ra đó. À vậy hả? Con này là mã số 54 giùm Ly nha. Con này 55 nha. Con này là mã số 55 giùm em. Nó đẹp mấy chế ơi. Rồi lên thêm màu nữa cho chị em mình, xong em chuyển qua tặng quà nha. Màu pet solo con mọi người ơi. Rồi lên màu nữa nè. Lên màu này nữa thôi. Rồi quá đẹp luôn mấy chị, quá trời, quá trời sung luôn rồi. Rồi cái này là mã số 55 nha, 55 phút em, 55 số 9055. Ôi nó đẹp, trời ơi chết, từng hôi nó đẹp dữ vậy sao, trời ơi nó đẹp tới giây phút cuối cùng luôn á trời. Nghe cái này là do là em đi mặc nhiều quần ở trong quá mọi người, đẹp như vậy luôn á, đẹp như vậy luôn á, đẹp như thế luôn á. Đó đẹp không, đẹp lắm, tại em mặc cái quần jean bên trong nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 55 nha mấy chứ, 55 có bao nhiêu cái? Rồi ok 29 cái nha. Rồi 55 giùm Ly nha. Đẹp cả nhà ơi, nó đẹp luôn mọi người. Rồi lên bộ có tay đi Ly, lên bộ có tay nữa chứ, lên thêm bộ có tay nữa cho chị em mình nha. 55 nha. Chắc tôi 50 bộ luôn á bà Lê ơi, đẹp quá trời. Thật sự rất là đẹp luôn, nhìn qua màn hình mọi người cũng biết rồi á, chứ không cần gì phải không sạc là khỏi like đó. Khi này á là mình live stream theo mình live trực tiếp rồi, mình không có giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì mình kiểu như là mình mình bán theo hình á thì nó không có, không biết là cái vải nó có giống hình hay không. Còn bây giờ mình live stream rồi thì mấy chị á, mấy chị có thể là nhìn qua màn hình á, nó cũng đón được 70-80% cái sản lượng của cái chất vải của mình rồi. Sạc được rồi. Ok, hết hàng đúng không? Rồi lên bộ nữa nè. 56 đi mấy chị, 56. Ui nó đẹp mọi người ơi, màu này siêu đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Rồi màu cuối cùng rồi, xong tặng quà nha mấy chị. Màu cuối cùng xong em Ly tặng quà cho mấy chị nha. Hả? Tính ra là cái hàng mà có tay như vậy giá nó sẽ đắt tiền hơn cái hàng sắc nách đó mọi người. Nhìn cái tay áo nè, 56 màu cuối nha. Rồi cho Ly con này là mã số 56 giùm em. Tuyệt vời, 56 nha mấy chị. Không có chơi vào đâu được, nhìn cái tay áo nè mấy chị. Nhìn cho Ly cái tay áo đi mấy chị. Đẹp quá mọi người ơi, 56. Rồi cho Ly con này là mã số 56 giùm em. Đẹp quá Ly ơi, thiệt sự muốn chốt 50 bộ luôn á. Dạ. Gắng cố gắng, đẹp thật sự luôn á cả nhà. Mấy chị nhìn qua màn hình mấy chị cũng đón được cái chất vải nó mấy mươi phần trăm rồi. 56 giùm em con này. Thích nhất là cái tay áo mọi người nhìn nè, hàng thiết kế nó có khác nha, đồ ngủ thiết kế nó có khác. Mã 56 giúp Ly con này. 6 mấy ngàn, tuyệt vời ở mặt trời. Màu cuối cùng nha chị em mình. Rồi ok mấy chế mình, mã 56 nha. Đẹp quá. Cái tay áo quá đẹp luôn, form này 60kg đổ về ô tô. Mã là mã 56 giúp Ly con này nha. Quá đỉnh luôn á mọi người, quá là đỉnh luôn. Rồi 56 đếm cho chị đi nha. 56. Rồi cho Ly mã này là mã số 56 giùm em. Đỉnh thiệt sự. Đã bơm rồi còn xả nữa. Rồi 56 giùm em con này nha mấy chị ơi, 56 giùm Ly. Rồi ok cả nhà, 56. Rồi cái khoác jean đó, tiền khoác jean còn mấy cái đúng không? 56 là mã Ly đang mặc trên người. Bữa nay bận đó, bữa nay em bận đi đón con các kiểu. Rồi còn 16 cái mã số 56 giùm Ly nha.
Rồi cái vaccine này lên cho cả nhà cái nữa nha. Em Ly còn mấy con thôi, để cho anh chị đi đón con mọi người. Rồi mã này á mọi người, em bán cho cả nhà 85.000, kiểu na ná 90 với nhau. Đưa đưa đây, có thu ship không? Rồi trả em chị luôn. Rồi cái áo khoác jean này mã là mã 21 giá 85.000. Em còn mấy con báo anh Trí nè. Mã 21 nha mọi người, chốt cho những chị nào mà chưa có, giá 85.000 áo khoác jean. Đó, ở đây là nãy giờ em chốt hết rồi đó, còn ít thôi à, còn mấy cái thôi à. Em chốt cho nó hết hàng luôn. Mã này là mã số 21 giùm em, giá 85.000, mình không có chọn kiểu. Nhưng kiểu nó 90, nó na ná như cái áo Ly đang mặc trên người. Túi hộp rách rồi á, màu của nó cũng na ná luôn ha. Mã này mấy chế cho Ly, con này là mã số 21 giá 85.000, mã 21. Rồi lên 21 giùm em nha. 21 giá 85.000. Mã đó còn mấy cái? Rồi. Mã 21 giùm em 85.000, 21. Đẹp lắm mọi người ơi, 85.000 em nói thật luôn á. Kiểu nó na ná như vậy hết nha cả nhà, kiểu nó na ná như vậy hết nè. Đẹp không? Đẹp cực kỳ, 85.000 mọi người ơi, mặc rất là sang luôn á trời. Nha. Cái đống này là em chốt hết rồi đó nha mọi người. Không, em còn có, em bây giờ hiện tại em còn mười mấy cái và em sẽ chốt dự bị tiếp nữa. Em chốt dự bị những cái trường hợp mà những chị mà đây đưa chị cái sách đây. Là khoác jean không à? Nè. Khoác jean không nè, là đống này là đi chốt hết rồi, bây giờ đi chốt dự bị đó. Ha. Đống này là đi chốt hết rồi đó. Không? Rồi mã này mọi người comment cho Ly, con này là mã số 21 giùm em, 85.000 mã 21 nè. Đó. 21 em chốt dự bị đó nha. Rồi chốt đi cưng, 21 giùm em giá 85.000. Không chọn màu, không chọn kiểu giùm em, nhưng mà màu tất cả đều là màu ná ná như vậy hết. Và kiểu nó cũng ná 90 với nhau vậy ha. Tại vì khoác jean mà nó rất là dễ mang. Kiểu rách mặt cũng đẹp, kiểu thêu mặt cũng đẹp, mà kiểu phối hợp mặt cũng đẹp nha mọi người, dễ mặc lắm. Vấn đề ở đây là mấy chị mua được 85.000 á. Vấn đề ở đây mấy chế mua được 85.000. Rồi ok, mã này là mã 21 giùm em nha cả nhà ơi. Trả đi nè, xong mã 21 đi. Rồi 21 nha, chốt mã 21 nha. Rồi ok mấy chế, mã Ly đang mặc trên người là mã số 21 giùm Ly nha. Rồi tới chương trình này nè mọi người, chương trình tặng quà nha, chương trình tặng quà. Biết bấm không thì bấm, không thấy 21 bấm luôn đi thì nãy quên kêu anh chị quá trời người, còn vẫn còn nhảy 21. Chị biết rồi nhưng mà chị sợ cái mã tặng nó tràn lan lên, cái mã tặng tràn lan lên là ổng kiếm khó lắm. Ừ. Mã 21 nha mấy chị, mã 21 rồi bắt đầu nha. Bắt đầu nha mấy chị. Có nhiêu em tặng hết nhiêu á. Nhưng mà tặng tất cả mọi người thì không có đủ số lượng hàng để tặng. Nhưng mà hiện tại bây giờ ai có ở đây á thì mấy chị cứ comment nha, mà nhiều lắm, có số lượng nhiều lắm chứ không phải ít đâu nha. Rồi cho chị cái bộ đó đi. Bộ đó mã gì? Mấy chị cứ comment lên, Trí đi đón con rồi đó. Bây giờ cứ comment lên nha. Chút xíu nữa anh Trí bấm nha. Cái mã này mã 56 còn mấy cái? Mã 56 mọi người chốt cho Ly nha. Mã 21 là áo khoác giùm em, mã 21 là áo khoác. Mã này là mã số 56 nè mấy chị. Gấp quá, nãy gấp quá trời gấp luôn. À. 60 62 cân nữa về được hết giùm em. Giá 69.000 bộ đồ Ly đang mặc trên người. 69.000 đó cả nhà, cái này em còn mười mấy con sau cùng mà. Mã số mấy? 56. Mã này mấy ché cho Ly, con này là mã 56 giùm Ly nha mấy ché ơi. Mã 56 nha. Đó, bà nào vô sau cứ comment đi. Không thấy tin nhắn thì giờ chút xíu nữa anh chị sẽ bấm đó, tại vì anh chị đi đón con cả nhà. Rồi, mã 56 giùm em, con này đẹp xuất sắc luôn mấy ché. Rồi cái bộ đồ mấy ché ơi, cái bộ đồ nào mà nó giá này đâu mấy chị nha. Rồi cho Ly con này là mã số 56 giùm Ly con này. Mã 56 giùm em nha. Rồi comment 56 quá trời quá đất luôn rồi. Rồi 56 giùm Ly nha cả nhà. 56 giùm em. Có 16 cái, còn 16 con cuối cùng đó mọi người. Còn 16 con cuối cùng em đếm ngược nha. Còn 16 con cuối cùng đi đếm ngược. Mã số 16 giùm em. Mã số 16 giùm Ly con này nha cả nhà. 56. À 56 lộn. 56 nha mấy chị. Rồi ok. À dạ. 56 nha mấy chị. Mã 56 giùm em.
56 ốc vaccine là mã 21 nha. Rồi ok cả nhà. Cái 56 em còn mấy con thôi. Ok. À, cái này nè. Em còn bấy nhiêu hình cái máy gì vậy? Mã chờ. Mã chờ. À, comment đại mã son đi mấy chị. Comment đại mã son đi. Cái son này thì nó có hai loại đó. Em Ly có hai loại như vậy nè. Bữa hôm em đặt tới 2.000 cây lận. Cái son này em tặng cái bữa cái bữa gì ta? Cái bữa 20 tháng 10 á, em tặng cho mấy chị là còn mấy trăm cây nè. Mấy trăm cây, nhưng mà hồi đầu live Ly tặng hết 200 mấy cây rồi. Bây giờ ở đây còn có trăm hơn rồi. Ở đây còn khoảng trăm hơn cây nha. Trăm hơn cây. Comment cho Ly con này là mã gì ta? Nè. Đó. Cái này là tặng rồi từng cái nha, nó có hai loại hai dòng. Comment mã son còn 10% sạc pin đi. Tặng cuối live để Tri Ân cả nhà cuối live nha mọi người. Tri Ân cả nhà cuối live nha. Rồi. Em hết cho mọi chị ơi, Ly hết rồi. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã son giùm em nha. Mã son giúp Ly con này. Mã son. Đẹp. Rồi mã son giùm em nha. 21 là origin á, giá 85.000 không chọn kiểu. Đó, nhưng mà kiểu nó na ná giống như những gì Ly ấy á. Mọi người comment mã son cho Ly nha. Thì một chút xíu nữa anh Trí đi đón con về chia sẻ bấm cho chị em mình. Và nhớ giùm em bữa nay là em tặng cho hết cái này luôn á. Em tặng cho hết luôn. Như còn trăm hơn á cả nhà. Chị nào nhận được tin nhắn là chị đó có hàng nha. Tại vì em Ly không có thể nào tặng cho từng chị trong đơn hàng được. Tại vì bữa hôm tặng quá nhiều rồi. Em mua thì chỉ có còn dư bấy nhiêu thôi nha. Ly chỉ còn dư bấy nhiêu thôi. Em tặng bấy nhiêu. Và chị nào mà mình được quà tặng thì ok, mình vui giùm em. Còn chị nào không được quà tặng thôi cũng hoan hỷ giùm Ly. Tại vì số lượng nó có hạn. Quan trọng nhất là mấy chị sẽ mua được cái sản phẩm, những cái hàng chất lượng và giá rẻ. Là như vậy là quá ok rồi ha cả nhà. Còn quà tặng thì ngày hôm nay em không thể nào tặng hết từng chị. Chị nào có thì mừng, còn không có thì cũng hoan hỷ giùm Ly nha cả nhà. Rồi mã son giùm em có bấy, còn bấy nhiêu em tặng bấy nhiêu cho mấy chị mình. Giá của ơi tính nói giá của nó bị tào lao. Giá của nó là 0 đồng. Giá của nó là 0 đồng nha mọi người nha. Rồi. Tí xíu nữa anh Trí sẽ bấm giấy cho mình đó mọi người. Tí xíu anh Trí sẽ bấm giấy cho mình nha. Comment cho Ly mã son nha. Mã son giúp Ly. Hết sạc được rồi. Mọi người comment mã son nha, tí xíu anh chị về anh chị bấm nha. Nhớ dùm Ly nha, thí dụ chị nào được thì vui, còn không được thì cũng cũng hơi hoan hỷ cho Ly nha. Tại vì mình mua được, quan trọng nhất là mình mua được cái sản phẩm chất lượng đó, mà giá rẻ đó, quan trọng nhất. Cái đó là mới là quan trọng nhất. Còn cái này là phụ họa thêm thôi. Cái này là Ly phụ họa thêm nha. Có thì mình hên, còn không có thì mình cũng hoan hỷ dùm em. Bữa nào mà có lễ Tết á, lễ Tết thì em tặng đều hết. Lễ Tết thì Ly tặng đều hết, ai cũng có hết nha. Còn bà bắt Ly ngày nào cũng tặng giống vậy không có tặng được. Ôi, bán một cái đồ lời đó có nhiêu đâu. Rồi ok cả nhà, mã này mã son giùm em. Mã son giùm Ly, tí xíu anh chị đi đón con dành sẽ bấm cho mình nha. Và bây giờ tạm chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người buổi live tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.